Nàng trên miệng treo mỉm cười, hốc mắt dĩ nhiên đã đỏ bừng, mơ hồ có trong suốt nước mắt, tại tròng mắt phía trên đảo quanh. Quá lâu. Cho tới giờ khắc này, nàng mới tính chân chính, về tới bên cạnh mình. Ca ca. Một tiếng này mềm mại kêu gọi, như hoa hương đồng dạng thấm vào nội tâm, loại cảm giác này, cơ hồ đều xa lạ. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh Tâm đã đến bên cạnh nàng, có thể chân còn tại nguyên chỗ, ngắn ngủi mấy bước đường, hắn tựa như đi thật lâu, mới rốt cục đi tới trước mắt của nàng, ngửi thấy trên người nàng mùi thơm, đây là nàng độc thuộc mùi thơm. Khương Phi Linh cắn cắn môi đỏ, lông mi cùng nước mắt cùng một chỗ khẽ run. Nàng một tay vịn môn, một tay vươn hướng Lý Thiên Mệnh, nàng cái kia trắng nõn mảnh khảnh ngón tay, trên không trung run nhẹ nhẹ, cái kia tản ra huỳnh quang móng tay, có ngọc trai màu sắc, lưu quang giật thải. Khổ cực. Lý Thiên Mệnh cầm ngón tay của nàng, tiến lên một bước, đem nàng ôm vào trong ngực. Ấm áp cùng mềm mại, cùng một chỗ vào lòng. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là tôn thần, mà chính là Lý Thiên Mệnh lớn nhất động lòng người Khương Phi Linh. Nàng chưa từng thay đổi qua mảy may, chỉ là vì sống sót, vì để cho Lý Thiên Mệnh có thể yên ổn tu hành. Nàng chịu đựng cô độc cùng lạnh lẽo, đi tại băng lãnh trên dây, nơm nớp lo sợ, từng bước hoảng sợ. Ca ca, không khổ cực. Nàng tựa ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, bên mặt dán vào tóc của hắn. Quen thuộc nhiệt độ, quen thuộc xúc cảm, mà lần này lại như điện giật như vậy, cả đời khó quên. Linh Nhi, người tương đương với bị cầm tù tại cái này Nhiên Linh Cung, còn phải thừa nhận nhiều người như vậy, muốn ngươi chết uy hiếp, ta nói qua muốn bảo vệ ngươi, lại làm cho ngươi rơi vào bực này tình trạng, ta rất khó chịu rất vô năng, tâm lý có rất nhiều áy náy, ta cũng không biết, nên như thế nào nói cho ngươi. Lý Thiên Mệnh tâm lý cất giấu những thứ này phiền muộn, đã rất lâu rồi. Ca ca, tuyệt đối không nên nói như vậy, việc này là theo thượng cổ thần táng bắt đầu, là ta mệnh chung chú định, ta trở lại thái cổ thần tông là một cái tất nhiên, làm sao có thể quái ngươi thì sao? Thần táng một lần kia, ta có thể còn sống sót, có thể lại cùng ngươi cùng một chỗ, dù tẩu cái này phồn hoa thế gian, cũng đã là may mắn lớn nhất. Bây giờ xác thực nguy cơ tứ phía, sinh tử khó liệu, ngươi bởi vậy lưng đeo rất lớn áp lực. Nhưng là ca ca, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, coi như lại nhiều người muốn giết ta, hiện tại nguy cơ, có thể cùng Hiên Viên Si lần kia so sánh sao? Kỳ thật không thể, một lần kia, Linh Nhi đều có thể chạy thoát, huống chi lần này. Chúng ta có rất nhiều cơ hội cùng khả năng, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng Lý Thiên Mệnh là cái đỉnh thiên lập địa hảo Nam Nhi, ta cam tâm tình nguyện cùng ngươi cùng một chỗ, trung độ nan quan. Ca ca, trước mắt mê vụ chỉ là sinh hoạt khảo nghiệm, một ngày nào đó. Chúng ta có thể dễ mây nhìn thấy mặt trời, gặp lại ánh sáng, Linh Nhi cùng ngươi cùng nhau chờ đợi. Nàng không sợ vất vả, ngược lại sợ Lý Thiên Mệnh tâm lý gút mắc, vội vội vàng vàng liền đem tâm bên trong nói chuyện, một mạch nói ra. Có thể một mình ngươi, ở chỗ này cô độc mà không thú vị, chung quy khó chịu a. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói đúng, xác thực rất cô đơn rất vô vị, dù sao Linh Nhi không có cộng sinh thú, nhưng mà, nghĩ đến ca ca nhất định ở bên ngoài nỗ lực. Đến đánh vỡ cục diện bây giờ, ta thì không sợ. Ngươi càng mạnh, chúng ta chưa khả năng tới lại càng tốt, chỉ cần có ngươi tại, thì có hy vọng tại. Ta biết ca ca nhất định đang tưởng niệm lấy Linh Nhi, cái kia Linh Nhi trong lòng liền sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc ca ca chính là ta cái thế anh hùng, mặc kệ bất kỳ gian nan hiểm trở gì, mặc kệ ta sống chọc giận tới bao nhiêu người, hắn nhất định sẽ thủ hộ ta. Nàng đem mặt dán tại Lý Thiên Mệnh trên lồng ngực, tại lòng hắn đã nói lời nói, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy đều là quang hoa. Cảm ơn ngươi, nhân sinh đến Linh Nhi như vậy hồng nhan chi kỷ, ta chết cũng không tiếc. Lý Thiên Mệnh thanh âm có chút phát run. Nói thật, hắn chỉ muốn đến cuộc sống của nàng buồn khổ mà không thú vị, thậm chí mạo hiểm vạn phần, mùi vị đó khẳng định rất khó chịu, có thể nàng lại đối Lý Thiên Mệnh có nóng rực tín nhiệm, nàng không sợ những thứ này bấp bênh, vì chỗ thích mà thủ vững, đây cũng là Lý Thiên Mệnh bội phục nhất nàng địa phương. Ca ca, ta gần nhất cũng rất nỗ lực, tất cả thời gian đều tại tu hành, ta không biết mình có thể làm được cái gì, thay đổi gì. Ta chỉ muốn tuyết lở thời điểm, dù là khí lực của ta rất nhỏ, ta muốn cho chúng ta chống lên một cái hô hấp không gian, khả năng chỉ đủ hô hút mấy cái, thì sẽ bị người ở giữa tàn khốc chìm ngập, nhưng nếu là làm cho ta nhìn nhiều ngươi vài lần, cùng một chỗ đều đáng giá. Nàng mỉm cười nói câu nói này, trong mắt đều là cứng cỏi quang mang. Nàng một đôi tay vần quanh ở Lý Thiên Mệnh phần eo, rất dùng lực ôm lấy hắn, thậm chí đem Lý Thiên Mệnh bế lên. Nàng xinh đẹp như vậy cô nương,
lại hướng Lý Thiên Mệnh nháy mắt ra hiệu, nỗ lực gạt ra nụ cười đến, nói, ca ca, thấy được không? Linh Nhi hiện tại bắp thịt rất cường tráng a, đem ngươi ném thượng thiên cũng không có vấn đề gì, ngươi muốn là khi dễ ta, nói không chừng ta dùng uy mãnh bá đạo chi lực, đem ngươi Đông Hoàng kiếm cho bẻ gãy nha. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, nhìn lấy nàng cái này, dã man, dáng vẻ. Hắn thật nhịn không được, bỗng nhiên cười ra tiếng âm tới. Vậy ta liền đem ngươi, thiên văn kết giới, bóp nát. Ánh mắt hắn tỏa sáng nói. Ai nha? Ta nói uy uy uy. Các ngươi hai cái buồn nôn đủ không có a, ta Hoa Muội vừa ra đời a, các ngươi như thế không khỏe mạnh, làm lông gà a. Huỳnh Hỏa chậc chậc cười nói. Ngọa tào, quên đem cộng sinh không gian đóng lại. Cảm tình bọn họ bốn cái, đều lệch ra cái đầu nhìn đã nửa ngày. Tiểu thải trứng ra đời, Khương Phi Linh ánh mắt lóe sáng. Ta để cho nàng đi ra gặp ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, để thiên tiên linh thể, chớp lấy cánh hoa một dạng cánh hoa, bay ra. Nửa cái mẫu thân, tiên tiên sớm thì chuẩn bị xong xưng hô, bày ra top, môi ê dáng vẻ, dùng lớn nhất sữa thanh âm kêu một tiếng, nhào về phía Khương Phi Linh trong ngực. Nửa cái mẫu thân, ý là còn có nửa cái A. Khương Phi Linh khuôn mặt siết chặt, chừng lấy Lý Thiên Mệnh. Không có nha, hắn là ta nửa cái phụ thân, nửa cái huynh trưởng, ngươi là ta nửa cái mẫu thân, nửa cái tẩu tử. Tiên tiên thành công đem chính mình lượn quanh choáng. Tốt A, oa, thật đáng yêu. Khương Phi Linh bưng lấy tiên tiên linh thể, yêu thích không buông tay. Hi hi, nửa cái mẫu thân thật xinh đẹp nha, người ta cũng muốn bóp nát người thiên văn kết giới. Tiên tiên hưng phấn nói. Khương Phi Linh khuôn mặt đỏ lên, nói sang chuyện khác, ca ca, cho nó đặt tên sao? Không có đâu, ngươi lấy một cái. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt lắm, Khương Phi Linh sướng đến phát rồ rồi. Nàng bưng lấy tiên tiên, giống như là bưng lấy con của mình một dạng. Vòng vo vài vòng, nói, trên người nàng hoa, tựa như là thủy tiên hoa đâu, vậy liền bảo nàng tiên tiên, có được hay không? Nàng tràn ngập mong đợi nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, hy vọng hắn khích lệ chính mình tên lấy được tốt. Kết quả không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh giật mình tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn nàng. Thế nào đâu? Khương Phi Linh hỏi. Ta liền gọi tiên tiên nha. Tiên tiên có chút mơ hồ nói. Linh Nhi, ta nói cho ngươi cái sự tình. Lý Thiên Mệnh vừa mới đúng là cố ý. Hắn không nghĩ tới, Khương Phi Linh thật nói ra, tiên tiên, hai chữ. Trên thế giới này không có khả năng có loại này trùng hợp, chỉ có thể nói rõ Khương Phi Linh cùng vĩnh sinh thế giới thành người kia, còn có khởi nguyên thế giới thụ, nhất định có quan hệ. Hắn đem trong mộng cảnh sự tình, cùng Khương Phi Linh nói một lần. Thật sao, thế nhưng là ta nhìn thấy nó, cũng không có cảm giác gì. Tiên tiên cái tên này, ta cũng là thấy được Thủy Tiên Hoa. Bỗng nhiên nghĩ ra được. Khương Phi Linh một mặt mơ hồ nói. A, tiên tiên lệch ra cái đầu, nhìn Khương Phi Linh nửa ngày, nói, ta thế nào cảm giác nửa cái mẫu thân tốt nhìn quen mắt a, nghe thanh âm, giống như cũng là trong mộng cảnh người kia đâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Khương Phi Linh quay cuồng nói. Thiên Viên Si có ma thành xen lẫn, ma thành cũng là vĩnh sinh thế giới thành, khởi nguyên thế giới thụ cùng vĩnh sinh thế giới thành bị cái kia bàn tay lớn màu đen đánh tan. Vĩnh sinh thế giới thành người kia, cần phải chuyển thế vì Hiên Viên Si, lại có ngươi. Cho nên, nếu như nói Hiên Viên Si là ngươi tiền thân, vĩnh sinh thế giới thành người kia, là ngươi ngọn nguồn. Lý Thiên Mệnh nói, Hiên Viên Si kiếp trước, vậy mà cùng thái cổ hỗn độn cự thú có quan hệ. Khương Phi Linh trợn mắt hốc mồm. Chỉ là suy đoán, không có cách nào xác định. Bất quá, kỳ thật không cần nghĩ quá xa, bây giờ cục diện, chúng ta có thể tại thần tông sống sót, đã không tệ. Linh Nhi, hiện tại nội ưu ngoại hoạn, chúng ta chỉ có thể bám vào thái cổ Hiên Viên Thị, sau đó ta lại tận khả năng tìm trợ thủ. Ta muốn tại thiên hạ đệ nhất hội làm đến càng nhiều. Ta bây giờ cổ thánh cảnh tầng thứ 9, thời gian không nhiều lắm, ta đi chiến đấu đi. Lý Thiên Mệnh thanh âm chấp nhất nói. Ừm, Khương Phi Linh tuy nhiên gật đầu, nhưng vẫn là lưu luyến không rời lôi kéo tay của hắn. Thế mà, Lý Thiên Mệnh tay cầm, làm sao từng không phải nắm chặt bàn tay của nàng không thả. Chỉ là lý trí nói cho hắn biết, vì sinh tử kiếp cảnh, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Ca ca, bên này có thiên nhãn kết giới, ta cái gì đều có thể tận mắt thấy. Ngươi không thể thua không thể chết, nếu như thế, Linh Nhi liền bồi ngươi cùng đi. Nàng cắn răng nói. Im miệng, Lý Thiên Mệnh nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, nghiêm túc nói, mới vừa rồi còn nói đến rất dễ nghe, tại sao lại bỗng nhiên đối với ta không có lòng tin.
không cho nói loại lời này, buông lỏng tâm tình, chờ lấy xem ngươi cái thế anh hùng xuất hiện đi, nếu như ta ở bên trong đối với Thương Thiên hôn gió, ngươi nhưng muốn đón lấy, đừng để người đoạt. Biết, có hôn gió xuất hiện, Linh Nhi nhất định một đường chạy chậm, cùng tiểu cậu cậu một dạng thoát ra ngoài. Nàng híp mắt cười, nhàn nhạt lúm đồng tiền, trắng trắng hàm răng, rung động nhẹ nhẹ thiên văn kết giới. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Bóp nát ngươi. Lý Thiên Mệnh tay cầm như thanh long xuất động, rồng bay phượng múa. Đắc thủ về sau, hắn xoay người chạy, trong nháy mắt không còn hình bóng. Ai nha, a, thật hận a. Khương Phi Linh sắc mặt say đỏ, có chút đầu choáng váng, thân thể cùng tê dại giống như. Nàng còn không có kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã không thấy. Hỗn đản, quá tặc. Lần sau để ngươi mở mang kiến thức một chút cơ thể của ta. A Phi. Nàng dựa vào trên cửa, mím môi, mang trên mặt mỉm cười nhìn lấy cái kia trống rỗng hành lang, tơ tình kéo dài. Trong lúc bất chi bất giác, hốc mắt vừa đỏ. Tông chủ, ta tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh vừa ra tới, liền trực tiếp đối Hiên Viên Đạo nói. Thật là được rồi, Hiên Viên Đạo gặp quá nhiều kinh diễm chi tài, có thể ngay cả như vậy, trong mắt của hắn Lý Thiên Mệnh, vẫn làm cho hắn tê cả da đầu. Thái cổ Hiên Viên thì tiền bối phúc phận phù hộ, không thành đều khó. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi tìm đến ta, chính là có quyết tâm, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đây là làm trái thường quy sinh tử lộ, sinh tử đều có một nửa khả năng, sinh thì nhập sinh tử kiếp cảnh. Chết thì như hoàng tuyền địa ngục, liền cơ hội liều mạng đều không có, ngươi làm gì quyết định? Hiên Viên Đạo nói, ta đi, Lý Thiên Mệnh trực tiếp trả lời. Ngươi thật đúng là có gan, liền chết còn không sợ. Hiên Viên Đạo cùng hắn càng là tiếp xúc, liền càng là cảm khái tôn thần ánh mắt. Tông chủ, ta không phải không sợ chết, mà chính là đối với mình có sung túc lòng tin thôi. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi xác định tự mình biết, ta nói đến sinh tử ma luyện là cái gì? Hiên Viên Đạo hỏi, không cần phải biết, đi thôi, thời gian đang gấp. Lý Thiên Mệnh nói, thật có loại, hai mươi mấy tuổi tiểu hài tử, dám như thế có loại không có mấy cái, đại đa số đều là ra vẻ hung ác, phô trương thanh thế. Hiên Viên Đạo cảm khái một câu, để Lý Thiên Mệnh đuổi theo hắn. Bọn họ trực tiếp theo Hiên Viên Hồ, tiến về Thiên Nguyên Tông Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh lần nữa thấy được cái kia cự đỉnh. Hắn bây giờ mới biết, nguyên lai cái này Thiên Nguyên Đỉnh. Lại là đệ nhất thượng thần Hiên Viên Đại Đế chỗ đoán tạo. Theo ta lên đi. Hiên Viên Đạo một ngựa đi đầu, Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau. Hắn lần nữa nhìn đến Thiên Nguyên Đỉnh phía trên chạm nổi, cái này chạm nổi có người có cự thú, còn có một loại bao phủ trong mê vụ địch nhân, có lẽ đây chính là cái gọi là địa ngục nhất tộc đi. Hiên Viên Đại Đế, sáng tạo cộng sinh hệ thống tu luyện, khiến cho nhân tộc quật khởi, diệt tuyệt địa ngục nhất tộc, thành lập nhân tộc 200.000 năm thịnh thế. Lòng hắn chịu bành trướng ở giữa, liền đã đi tới Thiên Nguyên Đỉnh phía trên. Âu Dương, theo ta cùng một chỗ, mở Thiên Nguyên Đỉnh. Hiên Viên Đạo vừa lên đến, liền đối với Âu Dương Kiếm Vương nói. Tông chủ, tuy nói người cùng ta, các có một cái chìa khóa, có thể ta cái chìa khóa này, thuộc về độ kiếp phong, ta không có quyền lợi. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ta muốn cho Lý Thiên Mệnh thử một chút, có thể hay không tại, đế kiếp, áp lực dưới, phá vỡ mệnh tuyền. Bước vào sinh tử kiếp cảnh. Hiên Viên Đạo nói. Ta suy nghĩ một chút. Âu Dương Kiếm Vương nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nhắm mắt lại. Tông môn sống chết trước mắt, hy vọng cực kỳ bé nhỏ, người còn cân nhắc cái rắm. Hiên Viên Đạo trợn mắt nói. Tông chủ, người gần nhất lựa chọn, để rất nhiều người sau lưng nghị luận, bất quá, dạng này mới cho thấy người bá lực. Mọi người nói Hiên Viên Đạo yên lặng cùng cứng nhắc, tượng trưng cho thái cổ Hiên Viên thị xuống dốc, bây giờ thần tông bấp bênh. Hai vị kia tông chủ giấu đi, lại là ngươi Hiên Viên Đạo lẫm liệt không sợ, đứng dậy. Bản thân đối ngươi mười phần bội phục, Âu Dương Kiếm Vương nói. Cho nên, ngươi cái này một đợt thao tác, ta theo. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Vậy thì nhanh lên, khác lãng phí thời gian. Hiên Viên Đạo lôi kéo Lý Thiên Mệnh, trực tiếp nhảy xuống Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Âu Dương Kiếm Vương như một thanh lợi kiếm cắm vào kiếp văn linh tai bên trong, theo sát sau lưng. Bọn họ xuyên qua tầng tầng linh tai, thẳng tới Thiên Nguyên Đỉnh dưới đáy. A, à, sinh mệnh mộc linh đâu? Hiên Viên Đạo cùng Âu Dương Kiếm Vương đồng thời kinh dị. Ta trộm, Lý Thiên Mệnh che mặt nói. Lỗ chìa khóa đều lộ ra. Lỗ chìa khóa. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, bất ngờ nhìn đến cái này Thiên Nguyên Đỉnh dưới đáy,
lại có hai cái quyền đầu lỗ khảm, xem ra cũng không đáng chú ý. Trong lúc nói chuyện, Hiên Viên Đạo cùng Âu Dương Kiếm Vương, mỗi người lấy ra hai cái chìa khóa, một cái màu đen, một cái kim sắc. Bọn họ liếc nhau một cái, mỗi người đem chìa khóa cắm vào lỗ khảm, sau đó đồng thời vặn vẹo. Trong lúc nhất thời, dưới chân Thiên Nguyên đỉnh chấn động, vậy mà mở ra một cái tĩnh mịch màu đen hang động. Lý Thiên Mệnh thế mới biết, nguyên lai kiếp văn linh tai phía dưới, mới là Thiên Nguyên đỉnh chân chính hạch tâm. Các ngươi đi xuống đi, ta thủ tại chỗ này. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ừm. Hiên Viên Đạo hô Lý Thiên Mệnh một tiếng, hai người cùng một chỗ nhảy xuống cái này màu đen thông đạo. Tông chủ, tha thứ ta mạo muội, ta muốn hỏi, cái này Thiên Nguyên đỉnh bên trong, đến cùng có cái gì a? Lý Thiên Mệnh rơi trên mặt đất, bốn phía một mảnh tối tăm, nơi này tựa như là một cái mật thất, nhưng hiển nhiên thật lâu không người đến, khắp nơi đều là tro bụi. Ngươi không biết sao? Hiên Viên Đạo kỳ quái hỏi. Không biết a? Hắn nở nụ cười, nói, trên thế giới này, không biết Thiên Nguyên đỉnh bên trong có cái gì người, không có mấy cái. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút a? Hiên Viên Đạo hít thở sâu một hơi. Câu nói này, rất có phân lượng. Hắn nói, nơi này, là cất giữ đệ nhất thượng thần, Hiên Viên Đại Đế, thần thể địa phương. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống xong, bỗng nhiên ở giữa, cái này Thiên Nguyên đỉnh nội bộ mật thất, theo hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, đột nhiên ở giữa ánh sáng vạn trượng. Lý Thiên Mệnh cảm giác, sau lưng giống như có một cái quái vật khổng lồ, chính tại nhìn mình chằm chằm. Hắn hoảng sợ quay đầu. Đó là một cái ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ người. Cũng hoặc là nói, là một cái thượng thần. Người này người mặc kim màu đen long bào, trên đầu mang theo buộc tóc khảm bảo bối tử kim quan, hắn mặt như trung thu chi trăng, sắc như xuân sớm chi hoa, tóc mai như đao cắt, mày như mực vẽ, toàn thân chảy ra tự nhiên mà thành đế vương bá khí, không giận mà uy, rồi rào khí phái. Hắn đã mất đi 200.000 năm, có thể thi thể vẫn bất hủ, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, phải cùng hắn nghịch thiên thần thể, cùng cái này Thiên Nguyên đỉnh phong tồn có quan hệ. Hắn ngồi khắp cả Thiên Nguyên đỉnh nội bộ vị trí trung tâm, ngàn vạn kim sắc quang hoa, chiếu rọi ở trên người hắn. Bên cạnh hắn, còn có năm đầu to lớn thần long. Cái này năm đầu thần long quay quanh tại bên cạnh hắn, cái kia thân thể lớn như vậy, cơ hồ đem chọn cái Thiên Nguyên đỉnh chấn ních, năm cái đầu rồng tụ tập tại cái kia đế hoàng bên người, bọn họ mở ra miệng rồng, khuôn mặt phẫn nộ, coi như đã chết đi, vẫn khí thế ngút trời, gọi người chấn phục. Năm đầu thần long, theo thứ tự là kim sắc, thanh sắc, màu xanh lam, màu đỏ cùng màu nâu, biểu tượng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Không khó suy đoán, đây chính là Hiên Viên Đại Đế, cùng hắn năm đầu cộng sinh thú. Hiên Viên Đại Đế, nắm giữ năm đầu cộng sinh thú, hắn là Viêm Hoàng Đại Lục lịch sử phía trên, một cái duy nhất nắm giữ năm đầu cộng sinh thú ngự thú sư. Nghe nói, cộng sinh thú số lượng, năm đã là viên mãn. Hiên Viên Đại Đế nếu không phải thiên phú kinh thiên, lại thế nào khai mở thời đại mới? Đã từng mất đi 200.000 năm tiền bối, lại cao như vậy ngồi cao tại trước mắt mình, bên người có năm đầu thần long vần quanh, màn này xem ra, xác thực chấn nhân tâm phách. Lý Thiên Mệnh quay đầu nháy mắt kia, tâm thần bên trong, đã nhận lấy bàng bạc trùng kích. Trong nháy mắt đó, hắn còn tưởng rằng, chính mình nhìn đến Hỗn Độn Thần Đế. Cái kia đế quân chính là ngàn thước cao cự nhân, cẩn thận phân biệt, liền có thể phát hiện bọn họ khác biệt. Nhưng giống nhau chính là bọn hắn đế hoàng ý chí, cái này Hiên Viên Đại Đế, chính là Lý Thiên Mệnh thấy, khí chất cùng đế quân lớn nhất tương tự người. Hắn đã không còn tại thế, đều có bực này thần uy, có thể thấy được hắn khi còn sống, cái kia là bực nào thần uy cuồn cuộn. Mở ra thời đại, được tôn là nhân tộc thủy tổ, tự nhiên là tuyệt thế đế hoàng. Nghe đồn, đế ngự ngũ long, kinh thiên quật khởi, diệt tuyệt địa ngục, khai mở thiên nguyên. Cái này không chỉ là thái cổ Hiên Viên thị thần thoại, càng là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục thần thoại. Viêm Hoàng hai chữ, liền tới tự Hiên Viên Đại Đế. Ngoại trừ tôn thần bên ngoài, cũng chỉ có chúng ta thủy tổ chi thần thể, dựa vào Thiên Nguyên đỉnh giữ lại đến bây giờ. Nơi đây là chúng ta thái cổ Hiên Viên thị thánh địa, cũng là thái cổ thần vực thánh địa. Hiên Viên Đạo ánh mắt nóng rực, trong lồng ngực có vạn trượng tự hào. Cũng có thể nói là, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục thánh địa a. Lý Thiên Mệnh nói, trước kia là, hiện tại không ai cho là như vậy, bát đại thần vực lần lượt sinh ra thượng thần, thời gian quá xa xưa, bọn họ chọn tính quên, chúng ta thủy tổ với cái thế giới này cống hiến, càng quên đi là chúng ta thái cổ Hiên Viên thị, để thiên hạ thương sinh theo hồng hoang bộ lạc thế giới,
đi hướng phồn vinh tân thế giới. Hiên Viên Đạo cảm khái nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh cung kính gật đầu. Theo ta quỳ bái. Đúng. Bọn họ cùng một chỗ, đối cái này, nhân tộc thủy tổ, ba bái chín khấu, để bày tỏ trong lòng kính ngưỡng. Chúng ta thủy tổ, là mạnh nhất thượng thần, về sau chín vị, không một người có thể cùng hắn so sánh. Nói cách khác, hắn là Viêm Hoàng Đại Lục từ trước tới nay tối cường giả. Đây là Hiên Viên Đạo kiêu ngạo. Vãn bối bội phục, Lý Thiên Mệnh đối nó sự tích, có sâu vô cùng sùng bái. Thiên Mệnh, nếu như ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì bắt đầu. Hiên Viên Đạo hỏi. Tông chủ, như thế nào tiến hành? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thủy tổ thần nhãn mở ra, sẽ bắn ra một đạo đế kiếp, chiếu rọi ở trên thân thể ngươi, đem mạng của ngươi tuyển xé rách tách ra, một nửa mà sống, một nửa vì chết, ngươi nếu là có thể ổn định lực lượng bất tử, liền có thể bước vào sinh tử kiếp cảnh. Quá trình này rất dễ dàng dẫn đến mệnh tuyển phá nát, thậm chí bạo thể mà chết. Coi như ngươi chịu đựng được, ổn định lực lượng, ngươi cộng sinh thú, cũng sẽ có tử vong nguy hiểm. Đương nhiên, ngươi là ngự thú sư, mệnh tuyển tương đối nhiều, bị chết khả năng so sánh lớn. Hiên Viên Đạo nói, nghe rất đáng sợ, Lý Thiên Mệnh nói. Đế kiếp là thủy tổ lưu cho chúng ta con cháu, sau cùng lễ vật, trong lịch sử, vẫn là có không ít tuổi trẻ đệ tử, dựa vào đế kiếp bước vào sinh tử kiếp cảnh. Hiên Viên Đạo nói, hơn 200.000 năm, trên người hắn lực lượng còn tại. Thần kỳ như vậy, Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, khả năng cùng Thiên Nguyên Đỉnh có quan hệ. Ngươi bây giờ bắt đầu sao? Hiên Viên Đạo nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thành, vậy ngươi chuẩn bị tốt. Cần để cho cộng sinh thú đi ra không? Muốn. Lý Thiên Mệnh liền để chúng nó đều đi ra, nhất là tiên tiên, bản thể của nó đều nhanh đem cái này nội bộ không gian cho lấp kín, rất nhiều cành lá cùng dây leo đều không chỗ có thể thả. Tốt chen nha, tiên tiên nói. Bọn họ rúc vào một chỗ, lấm la lấm lét nhìn khắp nơi. Tiên tiên, thấy không, cái này là sống sờ sờ quỷ. Huỳnh Hỏa Tề Mi lộng nhãn nói. Tiên tiên thật là sợ. Nó luống cuống tay chân, cành lá bay tứ tung. Cạc cạc, Huỳnh Hỏa chống nạnh cười to. Gà đại ca, sau lưng ngươi có bóng người. Miêu miêu giống như quỷ mị xuất hiện, sâu kín nói. Huỳnh Hỏa run một cái, vội vàng co lại đến lam hoang dưới bụng mặt đi. Gà đại ca, ngươi cũng sợ à? Tiên tiên hỏi. Chớ nói nhảm, ca ca ta há lại nhát gan thế hệ. Huỳnh Hỏa ho khan một tiếng. Tiêu trừ xấu hổ. Chút nghiêm túc các vị, sinh tử một đường. Lý Thiên Mệnh nói. Đến, để cái này lão cương thi mở hắn thần nhãn. Kê ra ta lẫm liệt không 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 sợ. Huỳnh Hỏa vỗ cái bụng nói. Gà đại ca, người lẫm liệt không sợ, vì sao nói chuyện còn run rẩy? Lam Hoàng thanh âm to hỏi. Bế 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 im miệng. Thấy bọn nó trên nhảy dưới tránh, bầu không khí ngược lại dễ dàng không ít. Lý Thiên Mệnh nhức đầu là. Hắn thánh cung bên ngoài, có tử phủ tháp tồn tại. Có cái này thần vật thủ hộ, Hiên Viên Đại Đế đế kiếp, có thể xuyên thấu vào, sớm xé rách hắn tứ đại mệnh tuyển sao. Tử phủ tháp, có thể hay không thu lại. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy thời điểm, thánh cung bên ngoài tử phủ tháp, vậy mà chính mình biến mất, về tới thái nhất tháp nội bộ. Hắn thử một cái, xác nhận chính mình đối cái này tử phủ tháp, cũng có trưởng khống quyền. Thu hồi tử phủ tháp về sau. Hắn hướng về phía Hiên Viên Đạo nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Kết quả là, Hiên Viên Đạo quỳ tại đó Hiên Viên Đại Đế trước mắt, bắt đầu thấp giọng niệm tụng kinh văn. Cái kia tựa hồ không phải tầm thường ngôn ngữ, mà chính là ngôn ngữ cổ xưa, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nghe không hiểu hắn đọc là cái gì, chỉ nghe ong ong một mảnh, mà lại loại thanh âm này còn đang kéo dài biến vang, chấn động đến Lý Thiên Mệnh sọ não choáng váng. Tựa như là chú ngữ. Tại trong quá trình này, kỳ diệu mà rung động sự tình phát sinh. Cái kia ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Hiên Viên Đại Đế, thật giống như sống lại giống như, hắn hai mắt vẫn đóng chặt, nhưng là cái kia chỗ mi tâm con mắt thứ ba, lại đột nhiên mở ra. Cái kia lại là một khỏa ngũ sắc ánh mắt. Năm loại nhan sắc, kim mộc thủy hỏa thổ một thể. Đây là tam nhãn chân long mạch thủy tổ, chân chính mạnh nhất huyết mạch. Ngũ sắc đôi mắt, chấn thức cổ kim. Lý Thiên Mệnh còn không có kịp phản ứng. Cái này ngũ sắc đôi mắt phía trên đột nhiên bắn ra một đạo ngũ thải quang mang, cơ hồ là trong nháy mắt, thì xuyên qua tiến Lý Thiên Mệnh thánh cung. Ngay sau đó, quang mang kia ở tại trong thánh cung, chia thành 5 phần. Một đạo lưu tại Lý Thiên Mệnh trong thánh cung, mặt khác 4 đạo hơi nhỏ một số, trực tiếp tản mạn ra,
hướng về Huỳnh Hỏa bọn họ bốn cái mệnh tuyền mà đi. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh cùng bốn cái cộng sinh thú, tương đương với bị cái này năm màu quang mang, nối liền với nhau. Lý Thiên Mệnh đã không có cách nào đi chú ý, chiếu cố bọn họ, dù sao, hắn nắm giữ bốn cái mệnh tuyền, phải chịu chính là cái này, đế kiếp, mạnh nhất trùng kích. Cổ thánh cảnh tầng thứ 9 về sau, Huỳnh Hỏa bọn chúng thánh thú mệnh tuyền, mở rộng đến cực hạn, một cái mệnh tuyền lớn nhỏ, cơ hồ đạt đến Lý Thiên Mệnh gấp 3. Bọn họ thánh nguyên tăng vọt. Bất quá nếu bàn về tổng lượng, vẫn là Lý Thiên Mệnh càng nhiều, mà lại hắn bốn cái mệnh tuyền, cần phân biệt xé rách, thành tựu 8 cái mệnh tuyền, 4 sinh 4 chết. Đế kiếp năm màu quang mang, như một thanh lợi kiếm, ngay tại hắn trong thánh cung du thoán, đây là tương đối nguy hiểm đồ vật. Nó tựa như là vật sống một dạng, để mắt tới Lý Thiên Mệnh luyện ngục mệnh tuyền. Tới đi! Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, đều đã chuẩn bị xong vĩnh hằng luyện ngục kinh tu luyện công pháp. Sinh tử kiếp cảnh có sinh tử kiếp cảnh đặc thù tu luyện phương thức, đây là mệnh tuyền bị xé nứt về sau, vững chắc cảnh giới căn bản, nếu là nhịn không được, mệnh tuyền không cách nào tránh thức thành hình, vậy liền tan thành mây khói. Sau một khắc, đế kiếp đâm vào luyện ngục mệnh tuyền. T. Lý Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí. Kiếm của hắn xuyên thấu qua người khác thánh cung, xé rách qua mệnh tuyền của người khác, đem xé rách vỡ nát, bây giờ loại cảm giác này, thì cùng là bị người phế đi không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, đế kiếp là đem luyện ngục mệnh tuyền, cưỡng ép chia ra sinh tử, trực tiếp chém thành hai nửa. Luyện ngục mệnh tuyền bản thân không cảm giác được thống khổ, tránh thức thống khổ chính là thánh nguyên bạo loạn, tại thể nội gào thét vận chuyển, no bạo thú mạch, đánh vào ngũ tạng lục phủ, đoạn tuyệt cốt cách gân cốt, dẫn đến huyết nhục bạo phá. Chỉ là luyện ngục mệnh tuyền bị xé nứt, liền đã đầy đủ loạn. Cái kia đế kiếp tốc độ, có thể cũng không có vì vậy mà đình chỉ, nó chuyển hướng hỗn độn mệnh tuyền, đem cái kia lôi chỉ chém nứt thành hai bộ phận, âm lôi cùng dương lôi tách ra, mãnh liệt lôi đình, trong nháy mắt cực nhanh tiến tới toàn thân, để Lý Thiên Mệnh toàn thân quấn lên nổ tung giống như lôi đình. Ngay sau đó, hồng mông mệnh tuyền cùng khởi nguyên mệnh tuyền, đều lần lượt chia làm hai nửa. Đế kiếp xé rách 10 phần bình quân, đã tính toán rất ổn định. Có thể ngay cả như vậy, đối tứ sinh ngự thú sư Lý Thiên Mệnh tới nói, bốn loại sức mạnh hỗn loạn, hỗn hợp, bài xích, đều là ác mộng. Lấy đế kiếp nhập sinh tử kiếp cảnh, nói thật, chỉ có một đầu cộng sinh thú phổ thông ngự thú sư, muốn dễ dàng rất nhiều. Lý Thiên Mệnh hiện tại thánh cung, thực sự quá hỗn loạn. Đế kiếp hoàn thành nhiệm vụ, đã bắt đầu tiêu tán, có thể hỗn loạn thánh cung, phá nát mệnh tuyền, rất dễ dàng để hắn thất bại trong gang tấc. Tiếp tục như vậy nữa, một cái sơ sẩy, rất có thể tại chỗ bạo thể. Dù sao, Lý Thiên Mệnh thánh nguyên, là từ trước tới nay mạnh nhất thánh nguyên, đủ để chống lại sinh tử kiếp. Bất quá, tại cái này nguy nan trước mắt, Lý Thiên Mệnh linh cơ nhất động. Tử phủ tháp, trở về. Vừa rồi triệt bỏ tử phủ tháp, bây giờ tử phủ tháp trở về, chỉ cần Lý Thiên Mệnh nguyện ý phong bế, tử phủ tháp chẳng những có thể ngăn trở lực lượng ngoại lai, càng là có thể ngăn cản tứ đại mệnh tuyền lực lượng, ra bên ngoài tiêu tán. Ong ong ong, tử phủ tháp vững chắc phía dưới, phá nát tứ đại mệnh tuyền toàn bộ bị giam ở trong đó. Cứ như vậy, tuy nhiên mệnh tuyền thánh nguyên, vẫn ở vào sụp đổ trạng thái, nhưng là chỉ cần không rời đi tử phủ tháp, đối Lý Thiên Mệnh thân thể liền không thấy bóng dáng vang. Hắn chỉ cần không bị thương, liền có thể hết sức chăm chú, đi vững chắc cái này 8 cái phá nát cùng hỗn loạn mệnh tuyền. Toàn thân không đau, không chảy máu, huyết nhục không xé rách, ngũ tạng lục phủ không nứt toác, người dễ chịu, vận chuyển bốn đại công pháp, thì biến đến dễ dàng rất nhiều. Song sinh ngự thú sư trở lên, cần nguyên một đám đem mệnh tuyền một phân thành hai, ta hiện tại mệnh tuyền đều bị đế kiếp đều phá hủy, có chút không kịp. Thử một chút bốn loại công pháp cùng một chỗ đi. Huỳnh Hỏa bọn họ không có tử phủ tháp, bọn họ đã tại vận chuyển công pháp, cường phân sinh tử mệnh tuyền. Lý Thiên Mệnh có tử phủ tháp chấn áp, ngược lại nhẹ nhàng như thường, không cảm giác được thống khổ, hắn liền đem bốn đại công pháp đồng thời vận chuyển, tâm phân tứ dụng. Bây giờ là phá nát mệnh tuyền vững chắc nhất thời điểm. Nếu không nắm chặt, theo thời gian trôi qua, đã mất đi vững chắc trạng thái phá nát mệnh tuyền, chỉ sẽ kéo dài tiêu tán, đoàn tụ độ khó khăn càng lúc càng lớn. Vĩnh hằng luyện ngục kinh, thái sơ hỗn độn quyết, thái cực hồng mông điển, khởi nguyên thế giới thuật. Bốn đại công pháp, đem trong thánh cung lực lượng, chia làm bốn bộ phận, lại đem bất kỳ một cái nào bộ phận, phân ra sinh tử chi lực. Tại mệnh tuyền một phân thành hai, sinh tử chi lực đản sinh thời điểm, sinh tử kiếp cảnh, cũng đã sơ bộ hình thành.
Quá trình này, thánh nguyên phát sinh mới thuế biến. Ầm ầm. Thiên nguyên đỉnh tựa như là một cái phễu, đem linh khí suối phun bên trong cuồn cuộn linh khí, hướng về Lý Thiên Mệnh trên thân quán thâu mà đến, vì hoàn toàn mới mệnh tuyển hấp thu. Lý Thiên Mệnh trong thánh cung, dần dần tạo thành 8 cái hoàn toàn mới mệnh tuyển. Tại thiên địa linh khí quán thâu dưới, mỗi một cái mệnh tuyển đều đạt đến ban đầu lớn nhỏ, đương nhiên, thay đổi lớn nhất vẫn là tính chất cải biến. Theo thánh nguyên, chuyển hóa làm sinh tử kiếp lực. 8 cái mệnh tuyển, tứ sinh bốn chết, sinh chi mệnh tuyển sinh cơ vô hạn, sinh kiếp chi lực liên tục không ngừng phun trào, tính chất so thánh nguyên muốn hùng hậu rất nhiều. Tử chi mệnh tuyển thì như một đầm nước đọng, mặc kệ là luyện ngục, hỗn độn, hồng mông cùng khởi nguyên, đều là như thế. Bất quá, tính mịch mệnh tuyển lại ẩn chứa kinh khủng nhất tử vong chi lực, một khi bạo phát, dễ dàng nhất đoạt mệnh. Nhất trọng sinh kiếp biểu tượng, chính là sinh chi kiếp hoàn ngưng tụ. Tại vững chắc 8 cái mệnh tuyển kết cấu về sau, Lý Thiên Mệnh liền bắt đầu ngưng kết sinh chi kiếp hoàn. Kiếp hoàn bọc tại sinh chi mệnh tuyển phía trên, chính là mệnh tuyển lực lượng căn bản. Đại lượng sinh kiếp chi lực ngưng tụ, mới có thể hình thành một kiếp vòng, một cái sinh chi kiếp hoàn bên trong ẩn chứa sinh kiếp chi lực. Cùng toàn bộ mệnh tuyển không sai biệt lắm, nói cách khác, làm bất kỳ một cái nào sinh chi mệnh tuyển, nắm giữ 12 cái sinh chi kiếp hoàn thời điểm, cơ hồ tương đương nắm giữ 13 cái sinh chi mệnh tuyển lực lượng. Mệnh tuyển thành vòng. Vù vù. Kinh khủng thiên địa linh khí kéo dài hội tụ, tại trận này tạo hóa bên trong, thành tựu Lý Thiên Mệnh lực lượng. Hắn hấp thu thiên địa linh khí, so với bất kỳ một cái nào cổ thánh cảnh, đột phá sinh tử kiếp cảnh đều muốn nhiều. Ong ong ong. Theo thời gian trôi qua, tứ đại sinh chi kiếp hoàn sinh ra, mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh, chính thức bước vào nhất trọng sinh kiếp cảnh giới. Như treo ngược núi lửa giống như sinh chi luyện ngục mệnh tuyền, còn quấn một đầu hỏa hồng sắc kiếp hoàn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Ước vạn lôi đình bôn tẩu sinh chi hỗn độn mệnh tuyền, còn quấn màu đen lôi đình kiếp hoàn. Nhất trọng sinh kiếp cảnh giới, để Lý Thiên Mệnh toàn thân lực lượng tăng vọt. Cùng lúc đó, sinh kiếp chi lực chảy xoay người. Đi qua gần cốt huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là da thịt tóc, một cỗ tràn đầy sinh cơ, theo trong cơ thể bạo phát đi ra, để hắn thoát thai hoán cốt, cùng biến thành người khác giống như, khí huyết dồi dào, sinh cơ không ngừng. Rầm rầm rầm, sinh kiếp chi lực như là thác nước suối phun, tại thể nội mãnh liệt. Sinh chi mệnh tuyển nắm giữ kiếp hoàn về sau, tạm thời áp chế tử kiếp chi lực, sinh kiếp tràn đầy, tử kiếp tĩnh mịch. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú, tổng thể đều biểu hiện là sinh cơ tràn đầy. Đều thành công. Lý Thiên Mệnh trong lòng cuồng hỉ. Nói thật, hắn lần này làm đúng lựa chọn. Đế kiếp tuy nhiên khủng bố, nhưng hắn có tử phủ tháp cùng đến từ thái cổ hỗn độn cự thú công pháp, dù là mệnh tuyển lẫn nhau xung đột lẫn nhau rất kịch liệt, hắn cùng 4 đầu cộng sinh thú, tuyệt đối có vô kinh vô hiểm. Hắn buổi sáng vừa đột phá đến cổ thánh cảnh tầng thứ 9, bây giờ cơ hồ tương đương một ngày đột phá 2 trọng. Tại hiên viên đại đế trợ giúp dưới, thẳng tới sinh tử kiếp cảnh. Hắn không có nhìn huỳnh hỏa bọn họ, bất quá, tâm linh câu thông phía dưới, tất cả mọi người báo một chút bình an. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh một chút tổn thất đều không có. Trước vững chắc lực lượng, để mệnh tuyển kết cấu triệt để ổn định, để kiếp hoàn thành hình. Lý Thiên Mệnh thu hồi kích động chi tâm, dẫn lĩnh 4 cái cộng sinh thú, vững chắc nhất trọng sinh kiếp, tu hành. Đúng vào lúc này. Cái này thứ đồ gì? Huỳnh hỏa âm thanh vang lên tới. Gà đại ca, người nói có đúng không là tử chi mệnh tuyền, phía trên chữ A. Miêu miêu hỏi. A, ta cái này giống như cũng có. Lam Hoang kích động nói. Chữ, Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc. Hắn kiểm tra một hồi, bất ngờ phát hiện, tại hắn bát đại mệnh tuyền trên không, lại có 10 cái cổ lão mà quỷ dị văn tự. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Hắn vội vàng nhìn một chút cánh tay. Trên cánh tay kiếp vòng đều còn tại, có thể trong thánh cung 10 cái văn tự, cùng cái này 10 cái kiếp vòng hoàn toàn tương tự. Cùng hiển nhiên nói rõ, cái này 10 cái văn tự, cùng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp có quan hệ. Sinh tử kiếp cảnh, quả nhiên cùng tiểu mệnh kiếp, sinh ra phản ứng. Hắn không biết cái này 10 cái văn tự xuất hiện ở đây, đến cùng ý vị như thế nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, không để lực lượng của mình, đụng chạm lấy cái này 10 cái văn tự. Đúng vào lúc này, Lam Hoang hét thảm một tiếng. Lý Thiên Mệnh vội vàng quay đầu, chỉ thấy nó nằm dạp trên mặt đất, biểu lộ thống khổ. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng cảm giác được, trên người hắn sinh kiếp chi lực bỗng nhiên bị trấn áp, tử kiếp chi lực sinh ra, toàn thân âm u đầy tử khí.
chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Thật là đau a! Lam Hoàng hai cái đầu rồng la hét một tiếng, biểu lộ phiền muộn. Có điều rất nhanh, nó trên thân tử kiếp chi lực biến mất, sinh kiếp chi lực lại xuất hiện, để nó khôi phục liễu nguyên hình. Ngươi làm cái gì ngươi? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Ta dùng cái kia tử chi mệnh tuyền lực lượng, đi quyển những chữ kia, kết quả những chữ kia tan vào tử kiếp chi lực bên trong, may mắn ta cơ trí, vội vàng ngăn cách lực lượng, không có để cái này 10 cái chữ, chìm vào tử chi mệnh tuyền, nguy hiểm thật. Lam Hoàng duỗi ra long chảo, vỗ ở ngực, một mặt nghĩ mà sợ. Các ngươi khác thử, Lý Thiên Mệnh dặn dò một tiếng. Hắn chân mày cau lại. Tiểu mệnh kiếp. Hắn vận dụng một phần nhỏ tử kiếp chi lực, dựa theo Lam Hoàng nói như vậy, dây vào tiếp xúc cái kia 10 cái văn tự. Làm tử kiếp chi lực tiếp xúc đến cái này văn tự trong tích tắc, cái này 10 cái văn tự, đột nhiên dung nhập tử kiếp chi lực bên trong. Một khắc này, tử kiếp chi lực, lại có nổ tung giống như cảm giác. Bốn cái tử chi mệnh tuyền điên cuồng xoay tròn, dẫn động vô tận thiên địa linh khí, lại muốn cưỡng ép ngưng tụ tử chi kiếp hoàn. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bị tử vong, huyết tinh, táo bạo, tàn nhẫn chờ một chút khí tức vần quanh, khí chất đại biến, giống như tử thần. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, chỉ cần mình bỏ mặc không quan tâm, lập tức liền có thể bước vào nhất trọng tử kiếp cảnh giới. Đây cơ hồ tương đương trong một ngày đột phá tam trọng, nói thật, đương nhiên rất thoải mái. Nhưng mấu chốt là hắn cảm nhận được chuyện càng đáng sợ. Cái kia chính là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp kiếp nạn, lại đụng chạm lấy tử kiếp chi lực, lưu chuyển toàn thân thời điểm, cơ hồ chợt tăng gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Tử kiếp chi lực chảy xoay người lúc, hắn phát hiện thân thể của mình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, huyết nhục khô kiệt, ngũ tạng lục phủ biến chất, so với thường nhân già yếu tốc độ, đạt đến gấp trăm lần trở lên, thậm chí gấp mấy trăm lần nhiều. 300 năm thọ mệnh, đoán chừng có 2 năm không đến liền phải đi đến. Coi như so với cái kia ở vào tử kiếp bên trong người, hắn già yếu tốc độ, đều là bọn họ mười mấy lần trở lên. Đây là một loại kinh khủng tử vong tốc độ, dung hợp tiểu mệnh kiếp tử kiếp chi lực, trong thân thể lưu chuyển thời điểm, uy lực mạnh khủng bố, thế nhưng là đối với mình thân thể ta thọ mệnh tiêu hao cùng hủy diệt, đồng dạng khủng bố. Loại kia sinh mệnh trôi qua suy yếu cảm giác, gọi người tê cả da đầu. Chính hắn đều run run một chút, trách không được Lam Hoang hô đau, đây quả thực là muốn mạng. Đây chính là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp chân chính kiếp nạn, trách không được nói, đây là đệ nhất mệnh kiếp. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, tiểu mệnh kiếp điệp ra sinh tử kiếp, lại còn không ngừng gấp trăm lần, hiện tại cũng đạt tới hơn 100 lần, về sau sẽ còn làm sao biến hóa, căn bản không thể đoán trước. Đã từng lấy vì ta thoát khỏi tiểu mệnh kiếp gặp trắc trở, triệt để hất ra nó, không nghĩ tới. Hiện tại mới là nó đến thời điểm. Ân chiếu nếu như vậy, ta nói không chừng được thành là thượng thần, mới có thể triệt để phá kiếp đi. Thánh chi cảnh giới chỉ là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp làm nền, sinh tử kiếp cảnh, mới là cái này đệ nhất mệnh kiếp đáng sợ bắt đầu. Lý Thiên Mệnh vội vàng ngăn cách tiểu mệnh kiếp cùng tử chi mệnh tuyền, không có để cho mình bước vào trong đó. Nếu không, chính mình nhìn lên, thì cùng một người chết không sai biệt lắm. Chỗ tốt duy nhất chính là, ta giống như tùy thời đều có thể theo sinh kiếp tiến tử kiếp. Tại chỗ mạnh lên, không biết về sau đi, còn có thể hay không dạng này. Lý Thiên Mệnh cơ bản có thể xác định, hắn hiện tại đem tiểu mệnh kiếp cuốn vào tử chi mệnh tuyền, lập tức liền có thể thành tựu nhất trọng tử kiếp. Đại giới là, đỉnh nhiều chỉ có 2-3 năm liền phải chết già. Nếu như vậy, kỳ thật trăm tuổi trước kia tốt nhất thời gian tu luyện, thì sẽ phi thường ngắn, khả năng 1-2 tháng liền đi qua. Trừ phi có thể đột phá sinh kiếp. Đậu phộng, đây quả thực là thanh kiếm cắm ở trong ngực ta phía trên, bức thành ta tu luyện đột phá, không phải vậy liền muốn mệnh của ta a. Cái này vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cùng hiện thực một dạng tàn khốc. Lý Thiên Mệnh suy tư một chút, hắn không có vội vã tiến tử kiếp, bởi vì tử kiếp chi lực chảy xoay người thời điểm, loại kia cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Sinh mệnh biến mất thời điểm, cảm giác mình giống như là đang chảy máu. Loại lực lượng kia coi như có thể đánh bại địch nhân, cơ hồ cũng để cho mình, biến đến như là người chết một dạng. Không sao, tránh thức cần lực lượng thời điểm, ta có thể tùy thời nhập tử kiếp. Quá trình kia ta, chỉ sợ là mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, tạm thời để sinh tử mệnh tuyền, rời xa cái kia 10 cái văn tự. Hắn quay đầu, huỳnh hỏa bọn họ bước vào sinh tử kiếp cảnh về sau, nắm giữ tràn đầy sinh cơ, thái cổ hỗn độn cự thú khí huyết càng thêm dồi dào.
huyết nhục cùng thần thông chi năng, sẽ chỉ cường thịnh hơn. Thành công! Bây giờ thể nội, sinh tử kiếp lực đều có, nhưng sinh kiếp chi lực có kiếp hoàn, cường thịnh hơn, cho nên thân thể bị sinh kiếp chi lực chiếm cứ. Tử kiếp chi lực chỉ có trong chiến đấu, mới có thể phát huy ra, hình thành chí mạng lực sát thương. Tử kiếp chi lực sát thương tự nhiên mạnh hơn, cho nên một khi sinh tử kiếp, đều có một kiếp vòng, chiếm cứ thân thể chính là tử kiếp chi lực. Chỉ có sinh chi kiếp hoàn, nhiều hơn tử chi kiếp hoàn thời điểm, mới là tu luyện giả thoải mái thời điểm. Hiên Viên Đạo đứng tại cửa ra vào, Lý Thiên Mệnh hết thảy biến hóa, hắn đều xem ở trong mắt. Làm Lý Thiên Mệnh tại nhất trọng sinh kiếp cảnh giới ổn định lại thời điểm, trong mắt của hắn quang mang nồng đậm, cuối cùng thở dài một hơi, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Trong lòng cảm khái, sớm đã ngàn vạn. Thiên Mệnh, chúc mừng ngươi, đồng thời cũng chúc mừng chính ta, cái này chỉ ít chứng minh, ta làm rất lựa chọn chính xác. Hiên Viên Đạo nói, tông chủ, Lý Thiên Mệnh lòng mang cảm kích. Chính vì hắn khẳng khái cùng tín nhiệm, Lý Thiên Mệnh mới có lần này thực lực tăng mạnh. Không cần cảm ơn ta, ngươi đã đem hết khả năng, có thể được đến bao nhiêu thành tựu, đều là chính ngươi tạo hóa. Hiên Viên Đạo nói, vâng. Lý Thiên Mệnh không dùng cam đoan cái gì. Hiên Viên Đạo ánh mắt hừng hực nhìn lấy hắn, hắn đồng dạng ánh mắt hỏa nhiệt. Địa ngục chiến trường, chúc ngươi may mắn. Hiên Viên Đạo nói, được. Đơn giản một chữ, chính là Lý Thiên Mệnh hứa hẹn với hắn, không chỉ là vì hắn, vì thái cổ Hiên Viên Thị. Cũng vì chính mình, càng thêm linh nhi. Đúng rồi, người vừa mới có tiến tử kiếp xu thế, đây là có chuyện gì? Do sinh nhập tử, không có khả năng duy nhất một lần đạt thành. Hiên Viên Đạo hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết, hiện tại ổn định nhất trọng sinh kiếp, cũng không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Thành, đi thôi. Hiên Viên Đạo nói cho tới khi nào xong thôi, cái này Thiên Nguyên Đỉnh nội bộ, lại lần nữa lâm vào trong mờ tối. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, hắc ám buông xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Hiên Viên Đạo đã đi lên ngự không bay đi, Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau. Hắn theo bản năng dùng tay trái con mắt thứ ba, nhìn cái kia Hiên Viên Đại Đế phương hướng liếc một chút. Đột nhiên, hắn toàn thân chấn động, khó có thể hô hấp. Không biết vì sao, hắn cảm giác mình vừa mới nhìn đến, cái kia Hiên Viên Đại Đế trong bóng đêm, mở hai mắt ra. Làm hắn toàn thân rét run, tập trung nhìn vào thời điểm, lại phát hiện tựa như là ảo giác. Hiên Viên Đại Đế ánh mắt, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có mở ra qua. Kỳ quái! Hắn chả không xem thêm vài lần, Hiên Viên Đạo thì ở phía trên thúc giục hắn, dù sao coi như lấy thân phận của hắn, đoán chừng cũng không thể quang minh chính đại, đem Lý Thiên Mệnh mang vào nơi này. Lần này mạo hiểm, thu hồi tương đối khá. Lúc này mới 8 ngày, Lý Thiên Mệnh thì liền phá hai trọng, nối thẳng sinh tử kiếp cảnh. Thiên hạ đệ nhất hội tuyệt đỉnh thiên tài rất nhiều, mà lần này, Lý Thiên Mệnh cuối cùng tại toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục phạm vi bên trong, ngang nhau tuổi tác, hoàn toàn vô địch. Cái này 1.600 người bên trong mạnh nhất những cái kia, tối thiểu đều 26-27 tuổi trở lên, so Lý Thiên Mệnh lớn hơn mấy tuổi. Thế mà, Lý Thiên Mệnh đã có thể cùng bọn họ sánh vai. Hiên Viên Hồ. Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Đạo về ở đây, Hiên Viên Đạo thì tiến Nhiên Linh Cung đi. Khó khăn nhất quá trình đã hoàn thành, còn lại mấy cái ngày thời gian, có thể cho phép Lý Thiên Mệnh tự do phát huy. Lý Thiên Mệnh cái thứ nhất nghĩ, cũng là đến Lục Đạo Kiếm Cung. Lục Đạo Kiếm Cung bên trong, không có một ai, cái kia Thái A kiếm tộc người muốn lấy được nhất ngộ kiếm thạch, an tĩnh nằm tại đáy hồ, không người đụng chạm. Kiếm thần tiền bối, vãn bối lại tới thăm ngươi. Lý Thiên Mệnh sử dụng tay trái hắc ám cánh tay, phá vỡ tầng tầng kiếm chướng, đem ngộ kiếm thạch biến thành một cái tóc trắng xóa lão đầu, lão giả kia tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên như tiên, ngồi xếp bằng trên mặt đất, dương dương tự đắc. Cút đi, Lục Đạo Kiếm Thần thản nhiên nói. Ta diễn luyện một chút nhân đạo chúng sinh kiếm, ngươi nhìn một chút phải chăng hợp cách. Cút đi. Vậy ta xuất thủ. Cút đi. Tiếng nói hạ xuống xong, Lý Thiên Mệnh lập tức động thủ. Tại cùng phong đạo nghĩa thời điểm chiến đấu, hắn tự nhận là nhân đạo chúng sinh kiếm kiếm ý, đã đến phi thường cao trình độ. Siêu siêu siêu, sinh tử lưỡng kiếm, cầm Lục Đạo Kiếm Thần làm mục tiêu công kích, kiếm khí chi gào thét, mãnh liệt vô tận. Một kiếm ra, chúng sinh tại trái phải, thương sinh vạn dân chi kiếm, trong khoảnh khắc bạo phát. Vù vù, nhân đạo chúng sinh kiếm, đem Lục Đạo Kiếm Thần chìm ngập, vỡ nát. Ông,
lục đạo kiếm thần triệt để băng tán. Tốt, Lý Thiên Mệnh còn tìm nghĩ cái kia lục đạo kiếm thần đi nơi nào đâu, kết quả cái này một chữ hảo, như là đất bằng sấm sét, ở tại bên tai vang lên tới. Hắn nhìn lại, một cái, hoàn toàn mới, lục đạo kiếm thần, đứng tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Kiếm thần tiền bối. Hậu nhân, người đã luyện thành nhân đạo chúng sinh kiếm tinh túy, ngộ đến căn bản, hoàn thành yêu cầu của ta. Hôm nay bắt đầu, ta liền dạy ngươi, lục đạo sinh tử kiếm quyết, đệ nhị kiếm. Lục đạo kiếm thần tán thưởng nói. Đa tạ kiếm thần tiền bối. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thứ hai đại kiếm chiêu, chính là lục đạo một trong, ngạ quỷ đạo, lực lượng. Một kiếm này, cùng ác quỷ oan hồn đồng đạo, chính là tử vong chi kiếm, chuyên vì giết hại mà sinh, kỳ danh là thần hình câu diệt kiếm. Cái gọi là thần hình câu diệt, chính là nhục thân cùng thần hồn cùng một chỗ diệt vong, song trọng giết hại. Cái này lưỡng kiếm, một kiếm giết chóc, một kiếm tuyệt hồn, lấy ác quỷ đồ sát, lấy oan hồn tuyệt phách, lấy ngàn vạn ác quỷ oan hồn tử vong chi lực, sinh chi kiếm diệt tuyệt nhục thân, chết chi kiếm oan hồn nuốt ăn hồn linh. Một chiêu phía dưới, thần hình câu diệt. Lục đạo kiếm thần dõng dạc, nói một tràng, hiển nhiên đối chiêu kiếm của mình, phá lệ có lòng tin. Hậu bối, nhìn kỹ. Lục đạo kiếm thần lấy trong hai tay chỉ làm kiếm, đơn giản thức mở đầu, liên tục chọc lấy Lý Thiên Mệnh hai lần, cường đại là kinh khủng kiếm ý. Ngạ quỷ đạo, thần hình câu diệt kiếm. Một kiếm giết ra, ngàn vạn mặt mũi hung dữ ác quỷ, mở ra miệng to như chậu máu, mở ra dữ tợn móng vuốt, hội tụ tại trong kiếm thế. Những cái kia ác quỷ, đều là kinh khủng tồn tại, chỉ là một cái đều có thể so với vô số chúng sinh, lại càng không cần phải nói 10 triệu. Đây chỉ là một kiếm. Còn có một kiếm, theo sát giết ra. Một kiếm này chính là diệt hồn chi kiếm, kiếm xuất thời điểm, vô tận vô hình vô ảnh oan hồn, thê thê thảm thảm, có lưỡi dài có chặt đầu, có trẻ sơ sinh có lão phụ, nguyên một đám chết thảm oan hồn, oán niệm khí trùng thiên. Những thứ này oán khí tập kết, càng là lực lượng kinh khủng, thê thảm tiếng khóc cùng oán niệm, quả thực khiến người ta rùng mình. Những thứ này oan hồn đều là kiếm ý biến thành, giấu ở trong kiếm thế. Như cá giết sang sông, một khi có mục tiêu thần hồn, sợ là sẽ phải đem ăn đến sạch sẽ. Thần hình câu diệt, chính là ý tứ này. So với nhân đạo chúng sinh kiếm rồi rào thật lớn, một kiếm này lập ý tương đối thấp, nhưng là lực sát thương mạnh hơn, đối với sát phạt tới nói, kiếm này tuyệt đối càng thêm có hiệu. Lý Thiên Mệnh, thấy rõ ràng. Vô số kiếm quyết, trong đầu hiện lên, còn muốn tiếp tục suy nghĩ. Nhân đạo chúng sinh kiếm đều diễn luyện thời gian dài như vậy. Lại càng không cần phải nói cái này thần hình câu diệt kiếm. Nhớ kỹ là được rồi. Lục đạo kiếm thần diễn luyện xong, đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Kiếm thần tiền bối, cái kia ta đi trước. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Lục đạo kiếm thần tay vuốt hàm râu, hài lòng cười nói. Sửa đổi tự động trả lời rồi. Tiền bối, người chứng không có. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Ta nhưng muốn thân ngươi a. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Chơi thật vui. Lý Thiên Mệnh chơi trong chốc lát, liền lách mình rời đi. Lục đạo kiếm cung bên trong, tiếp tục quanh quẩn, người trẻ tuổi, làm tốt lắm, 7 chữ này. Những ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh chủ yếu đi tới đi lui Phồn Tinh Trì, Thiên Nguyên Đỉnh cùng Tà Ma Địa Cung. Đảo mắt, thời gian nửa tháng đã sắp hết. Ngày mai, thì là địa ngục chi chiến thời gian. Đến sinh tử kiếp cảnh về sau. Nhục thân có chỗ thuế biến, sinh chi lực để huyết nhục lại càng dễ dung hội tinh nguyên, thiên kiếp kiếm khí. Hiện tại, tinh nguyên đã có 500, chạm tinh cổ thần thể mạnh, đoán chừng thiên hạ đệ nhất hội không người có thể so sánh. Thiên kiếp kiếm khí cũng có 1.000 đạo kiếm khí, có Âu Dương kiếm vương 10% mức độ, bất quá, hắn đều hơn 100 tuổi. Tương lai nhất định bị ta siêu việt. Lý Thiên Mệnh còn có một cái đặc thù thu hoạch, cái kia chính là, tà ma kiếp văn, đã đạt đến 6 đầu. 6 đầu kiếp văn kiếp khí, tầng thứ đã rất cao, lực sát thương đã tương đương mạnh. Tà ma hấp thu quá nhiều thái cổ tà ma chi nhãn tinh khí, cầm giữ có thiên nhiên chấn nhiếp lực, lại phối hợp thần hồn thiên thư, chấn hồn chi đồng, áp chế lực càng mạnh. Nếu như còn có thể tu luyện thành, thần hình câu diệt kiếm, tại thần hồn chấn áp lực sát thương phương diện, đã rất khủng bố. Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp, cho nên không sợ phương diện này năng lực, thế mà, hắn phương diện này năng lực. Lại cường đến kinh người. 4 cái thái cổ hỗn độn cự thú, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, đông hoàng kiếm thái nhất tháp, viêm hoàng đệ nhất kiếm quyết, thần hồn thiên thư.
Nếu bàn về thiên phú, ta bất kỳ phương diện nào, đều siêu việt đối thủ, bây giờ ở trên cảnh giới, ta cũng đuổi theo tới. Lý Thiên Mệnh có thể vượt qua 5-6 cái cấp bậc đánh tan đối thủ, nhờ cũng là những thứ này tư bản. Những thứ này tư bản, bất luận một loại nào đều có thể tạo nên tuyệt thế thiên tài, Lý Thiên Mệnh lại toàn bộ đều có. Phong phú nhất nửa tháng, để ta có chất một dạng thuế biến. Thiên Viên Tông Chủ vì ta tranh thủ thời gian, thực sự quá trọng yếu. Hắn vì ta gánh chịu áp lực lớn như vậy, hiện tại, đến cái kia hồi báo thời điểm. Có 5 cái thần vực, giết qua ta thần tông đệ tử. Nợ máu, cần phải trả bằng máu. Ngày đó ban đêm, Hiên Viên Đạo theo tà ma địa cung, đem hắn hô lên. Ngươi làm sao còn tại tu luyện đâu? Hiên Viên Đạo dở khóc dở cười nói. Không phải vậy làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. 47 cái tham chiến địa ngục chi chiến thiên nguyên đệ tử, đã lẫn nhau ma sát, bố trí chiến thuật đã nhiều ngày. Ngày mai thì khai chiến, ngươi đi dung nhập bọn họ. Địa ngục trên chiến trường, sinh tử đồng minh rất trọng yếu. Hiên Viên Đạo nói. Tốt, bọn họ ở nơi nào tập hợp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta dẫn ngươi đi, thuận tiện thông báo một chút. Hiên Viên Đạo nói. Hắn sau khi nói xong, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ hướng phương Bắc đi. Chỉ chốc lát sau, mục đích đã đến. Bọn họ tụ tập tại Hiên Viên Vũ Thịnh Thiên Nguyên trong các, đã cùng một chỗ rất nhiều ngày. Tông chủ, Hiên Viên Đạo mang theo Lý Thiên Mệnh tiến đến, bọn họ vội vàng đi ra hành lễ. Không cần đa lễ, đều tự tại điểm đi. Đây là Lý Thiên Mệnh, mấy ngày nay không có dung nhập tập thể, ta để hắn tới, cùng các ngươi làm quen một chút. Hiên Viên Đạo nói. Vâng, mọi người gật đầu. Lý Thiên Mệnh tại Thiên Vân chiến trường giết Phong Thanh Mục đệ tử, đây là Thái Cổ Thần Tông đệ tử, ở trên trời nguyên chiến trường chu sát thân phận tối cao người, cho bọn hắn xả được cơn giận. Lục đạo đệ tử của Kiếm Tông, giết không ít đồng bào của bọn hắn. Bởi vậy đại đa số Thái Cổ Thần Tông đệ tử, đối Lý Thiên Mệnh ấn tượng cũng không tệ lắm. Thống lĩnh tuyển sao? Hiên Viên Đạo hỏi. Hồi Tông Chủ, tuyển, ta tạm thời đảm nhiệm, Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Trách nhiệm trọng đại, muốn cúc cung tấn tụy, chết thì mới dừng. Hiên Viên Đạo nói. Đúng, Tông Chủ, Vũ Thịnh tất máu chảy đầu rơi. Hiên Viên Vũ Thịnh hai mắt đỏ thẫm, lớn tiếng nói. Phó thống lĩnh có mấy người? Hiên Viên Đạo hỏi. Phương Nguyệt Phi, Bắc Cung Thiền Vũ cùng Phương Thần Cảnh 3 người. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Tông môn không có can thiệp bọn họ ma sát, tự nhiên là bởi vì, chính bọn hắn tuyển ra người tới, có thể lại càng dễ phục chúng. Một đoàn đội nhất định phải có lãnh tụ, không phải vậy quần long vô thủ. Mỗi người đều một cái ý kiến một cái ý nghĩ, vậy liền loạn thấu. Một cái thống soái cùng 3 cái phó thống lĩnh. Vừa vặn là thiên nguyên bảng trước 4, mạnh nhất 4 người đệ tử. Hiên Viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiền Vũ, Phương Thần Cảnh, Phương Nguyệt Phi. 2 nam 2 nữ. Thêm một cái, Lý Thiên Mệnh, Hiên Viên Đạo nói. Tông chủ, phó thống lĩnh cần phải chịu trách nhiệm 10 người trở lên tiểu đội. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Ta biết, hắn không có vấn đề, nghe ta an bài. Hiên Viên Đạo nói. Vâng, chúng vị đệ tử cúi đầu, nhìn nhiều Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Ta đi, nhớ kỹ các vị, trên dưới một lòng, kỳ lợi đoạn kim. Sinh tử tồn vong thời khắc, không muốn làm tự tư chi đồ. Tông môn vinh diệu cùng mặt mũi, đều giao phó trên người các ngươi. Hiên Viên Đạo nói xong quay người, đi tới cửa, hắn quay đầu tình thâm ý cắt nói, ta hy vọng, địa ngục chi sau khi chiến đấu, đang ngồi mỗi một vị, đều sống chạy nhảy loạn trở lại trước mặt ta. Nhất định, Tông Chủ. Những người trẻ tuổi kia hốc mắt đỏ bừng. Thiên Vân chi chiến các huynh đệ tỉ muội chết thảm hình ảnh, vẫn ở trong lòng hiện lên. Đó là huyết hải thâm cừu. Trong bọn họ, đại bộ phận trong lòng đều tâm như liệt hỏa. Mặc kệ bọn hắn đến từ cái gì thị tộc, bọn họ cuối cùng đều là nhiệt huyết người trẻ tuổi. Đại cục cùng quyền mưu, đều là trưởng bối sự tình, bọn họ bị chọn đến nơi đây, chỉ muốn báo thù, chỉ muốn tiếp tục sống, chỉ muốn tôn nghiêm. Người khác trêu đùa cùng chế nhạo, lại sao có thể quên. Vậy liền giống như là gai độc một dạng đâm ở trong lòng. Đi ra Thiên Vân chiến trường về sau, trong lòng lập hạ lời thề, giờ phút này vẫn nhuốm máu. Thiên Mệnh, hoan nghênh ngươi. Thiên Viên Vũ Thịnh đi tới, lấy vai rộng bàng, cùng hắn trùng điệp ôm một cái. Tới chậm, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh nói. Không có việc gì, đến lúc đó giết nhiều mấy cái, phong đạo nghĩa, dạng này người, các huynh đệ thì tha thứ ngươi. Thiên Viên Vũ Thịnh nói. Mọi người cười. Nhất định,
mặt khác phó thống soái ta chỉ sợ không đảm đương nổi, mọi người không cần chú ý, nghe Vũ Thịnh đại ca chỉ huy là đủ. Lý Thiên Mệnh nói, kỳ thật cái đoàn thể này chức vị, không phải cái gì chuyện tốt, thậm chí là nặng như Thái Sơn trách nhiệm. Thiên Mệnh đầy đủ ngay thẳng. Thật không hổ là tôn thần đệ tử. Xem ra ngươi mấy ngày nay đều tại khổ tu, đã bước vào sinh tử kiếp cảnh, ta đoán chừng ngươi liên tam trọng tử kiếp đối thủ, đều có thể đánh bại. Tất cả mọi người hâm mộ ngươi loại này nghịch thiên bản sự, cường ngươi mấy cái cấp bậc, vậy mà đều không phải đối thủ của ngươi. Tiến bộ của ngươi, thật sự là kinh người a. Mọi người vây tại một chỗ nói chuyện. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, chỉ cần nghe bọn hắn giảng thuật địa ngục chi chiến chi tiết, hắn từng cái nhớ kỹ. Hắn đem cái này 40 mấy huynh đệ tỉ muội trên cơ bản đều nhớ kỹ. Trên thực tế, tuổi tác của hắn tại trong đám người này, đã là nhỏ nhất. Có thể xông vào địa ngục chi chiến, bọn họ cơ bản tam trọng sinh kiếp trở lên, mà lại vượt qua 25 tuổi. Thiên Mệnh, kết giao bằng hữu. Một người mặc váy đỏ nữ tử, đi tới bên cạnh hắn, nữ tử này ước chừng 27-28 tuổi, xem ra chỉ so với Lý Thiên Mệnh hơi lớn, nàng trong mắt chứa phong tình, 10 phần thích cười, nói chuyện cũng dứt khoát ngay thẳng, là cái yêu nhiêu lại thoải mái tỉ tỉ, miệng bên trên có say lòng người đỏ ửng, rất là mê người. Nàng cũng là Bắc Cung Thiền Vũ. Ta nghe Lăng Thần Đường đệ luôn nhắc lên ngươi, hắn khả năng thổi ngươi. Bất quá ngươi quả thật không tệ, phồn tinh chi chiến cùng Lăng Thần không sai biệt lắm, hiện tại cũng bắt kịp ta, thật sự là thần tốc. Bắc Cung Thiền Vũ nói. Cái tên này, để Lý Thiên Mệnh rất khó tin tưởng thân phận của nàng, lại là Nhân Nguyên Tông chủ kiếm vô ý thân nữ nhi. Không sai, nếu bàn về thân phận, Bắc Cung Thiền Vũ cùng Phương Nguyệt Phi tối cao, đều là tông chủ chi nữ. Nàng xếp tại Thiên Nguyên bảng thứ hai, Phương Nguyệt Phi xếp tại thứ tư, hai người cạnh tranh khá hơn chút năm. Kiếm Vô Ý nữ nhi, vì sao họ tên Bắc Cung? Đó là bởi vì, Kiếm Vô Ý phu nhân, là Tam Tài Thiên Tông, Tam Tiên, một trong, tại Tam Tài Thiên Tông địa vị, cùng Kiếm Vô Ý tại Thái Cổ Thần Tông địa vị một dạng. Thái Cổ Thần Tông dựa vào Kiếm Vô Ý cùng Tam Tài Thiên Tông tông chủ quan hệ thông ra mối quan hệ vững chắc nhất. Bắc Cung Thiền Vũ là Kiếm Vô Ý con gái bên trong, duy nhất theo mẫu thân tính một cái. Cảm ơn Thiền Vũ tỷ khích lệ, Lý Thiên Mệnh nói. Huynh đệ, ngày mai bắt đầu, nhớ đến chiếu cố nhiều hơn. Bắc Cung Thiền Vũ nói. Tuy nhiên không biết Thái Ất Kiếm tộc đối tôn thần thái độ như thế nào, nhưng tuổi trẻ của bọn họ người, mặc kệ là Bắc Cung Thiền Vũ vẫn là Kiếm Lăng Thần, Lý Thiên Mệnh cảm giác đều rất không tệ. Bọn họ lúc nói chuyện, nơi xa có hai người, nhìn bọn họ mấy mắt. Phương Nguyệt Vi cũng là hắn một. Nàng lãnh đạm mà điềm tĩnh, như thanh liên đồng dạng. Ở tại bên người, có một thanh niên. Hắn tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén, là cái hung hãn người. Hắn cùng Phương Nguyệt Vi rất tới gần, có thể thấy được hai người quan hệ, rất có thể là người yêu. Người này chính là Phương Thần Cảnh, hiện tại Thiên Nguyên bảng thứ ba. Hắn là Thái Cổ Thần Vực, thần soái, một trong Phương Thần Vũ chi tử. Lý Thiên Mệnh tại Phồn Tinh chiến trường đánh bại Phương Thần Ngự, chính là đệ đệ của hắn. Hiên Viên Tông chủ nghĩ như thế nào, để hắn làm phó thống lĩnh. Hắn công lao là có, cũng đến sinh tử kiếp, đoán chừng thực lực có tiến bộ, nhưng, đệ nhất hắn chưa quen thuộc địch ta, thứ hai hắn tuổi trẻ xúc động, tổng là có chút không thích hợp. Phương Thần Cảnh nói, không quan trọng, Phương Nguyệt Vi nói, người đệ sự tình, người còn nhớ ở trong lòng sao. Tinh Khuyết tuy nhiên ngang bướng. Không tôn kính ngươi, nhưng dù sao cũng là đệ đệ. Phương Thần Cảnh hỏi. Không trọng yếu, làm chính sự đi. Phương Nguyệt Phi nói. Xem ra ngươi không có nhớ ở trong lòng, có thể là đệ đệ ta sự tình, ta nhớ ở trong lòng. Phương Thần Cảnh nói. Ngày mai muốn nhất trí đối địch, mới có thể còn sống, đừng làm rộn. Phương Nguyệt Phi nói. Chúng ta đơn độc mang theo Thái Thanh Phương thì các huynh đệ tỉ muội đi, nói không chừng cũng có thể sống sót. Ít người ngược lại thuận tiện. Ngươi cứ nói đi, Phương Thần Cảnh nói. Ta không đi, Phương Nguyệt Phi nói. Há, ngươi cũng cho những người này tẩy não rồi. Mỗi ngày cho ngươi phủ lên cái gọi là vinh diệu, nhiệt huyết, còn không phải cho ngươi đi chịu chết. Phương Thần Cảnh nói. Không là, là bởi vì viện nhi bọn họ, đều chết ở trên trời mây chi chiến, ta cùng bọn hắn có huyết hải thâm cừu. Nói như vậy, ngươi cùng cái này, nhỏ lông trắng, cũng có huyết hải thâm cừu. Thần Cảnh. Phương Nguyệt Phi nhìn hắn một cái, nói, ngươi đừng nói nữa, ta tâm lý nắm chắc, hiểu không? Hiểu, nhưng ngươi cũng phải hiểu, tâm ý của ta.
ngươi cái gì tâm ý? Ta mặc kệ cừu hận, mặc kệ bọn hắn sống hay chết, ta chỉ nghĩ tới chúng ta sống sót, vượt qua kiếp này. Phương Thần Cảnh từng chữ nói ra, thâm tình vô hạn. Tốt, sống sót, chúng ta liền thành cưới. Phương Nguyệt Vi nói. Vi Nhi. Phương Thần Cảnh các loại câu nói này, thực sự quá lâu. Ngày kế tiếp, thiên hạ đệ nhất hội, địa ngục chi chiến, hơn 400 viêm hoàng đại lục lớn nhất thiên tài đứng đầu tao ngộ quyết đấu, chính thức bắt đầu. Sáng sớm, thế lực khắp nơi vào sân, đi vào tam nguyên chiến trường. Phía đông trong thông đạo, Thái Cổ Thần Tông ba vị tông chủ và các phương điện chủ, tam nguyên kiếp lão cùng nhau rơi xuống, bước vào chiến trường. Cùng lúc đó, còn có mười mấy người, theo một phương hướng khác mà đến, cùng bọn hắn cùng nhau đến. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo cùng Kiếm Vô Ý đều ngừng lại, ngừng chân tại cửa ra vào, song phương đội ngũ ánh mắt, cứ như vậy đụng vào nhau. Đại lục này phía trên tầng thứ tột cùng nhất hỏa quang, trực tiếp đốt lên. Mười mấy người này, đến từ Âm Dương Ma Tông. Âm Dương Ma Tông hai vị tông chủ, lần này cùng nhau đến, có thể gặp bọn họ lòng lang dạ thú. Tông chủ có hai vị, nhưng chẳng biết tại sao, Thái Cổ Thần Tông bên này mọi ánh mắt, đều rơi vào bên trong một cái trên thân. Đó là một nữ tử. Cái kia trên người nữ tử hất lên tuyết thật dày trắng áo khoác, tóc dài như là thác nước rủ xuống bờ mông, lộ vẻ thân thể thon dài, cái kia tóc mai buông xuống, nghiêng cắm bích ngọc toàn phượng sai, quả thực yêu yêu diễm diễm, câu người hồn phách, hai con mắt ngậm lấy xuân thủy thanh ba, một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn. Làm người ta chú ý nhất chính là nàng cái này một đôi tròng mắt, vậy mà bày biện ra nhàn nhạt phấn sắc, như đào hoa một dạng rung động lòng người. Ánh mắt kia tựa như là biết nói chuyện, có thể nhìn thấu bất luận người nào nội tâm, câu lên tối nguyên thủy hỏa diễm. Đây tuyệt đối là một cái diễm tuyệt chúng sinh nữ tử, nàng mỹ hào hùng khí thế, nắm giữ đứng tại thương sinh chi đỉnh cảm giác, đây là một cái chấp trưởng ước vạn người nữ hoàng, vô luận là khí chất hay là dung mạo, đều chính là thiên hạ tuyệt sắc, có thể dẫn tới chúng sinh, đều quỳ hắn dưới váy dài. Nàng xem ra bất quá là 16 phương hoa, mặc kệ là dung mạo vẫn là da thịt, đều tuổi trẻ như thanh xuân thiếu nữ, thế mà cái kia thực chất bên trong ẩn chứa mị thái, tuyệt đối là tu luyện đã lâu yêu tinh. Nhưng, Phương Thái Thanh các loại trong mắt người, chỉ có kiêng kỵ, oán hận cùng cảm giác nguy cơ. Nói thật, Thái Cổ Thần Tông bên này nhân số càng nhiều, nhưng lần này gặp mặt, nữ tử kia dung nhan và khí chàng, chống lên Âm Dương Ma Tông. So sánh với, bên người nàng một vị khác nam tính tông chủ, thì lộ ra quá bình thường. Dù là hắn cũng có thể cùng Kiếm Vô Ý bọn họ đánh đồng, nhưng tại trước mặt cô gái kia, không khỏi ảm đạm phai màu. Cơ hồ tất cả mọi người, đều đang nhìn nàng. Một nữ nhân như vậy, nàng cũng không lẳng lơ, thấp kém, mà chính là cao cao tại thượng, dùng cái kia sóng ánh sáng lưu chuyển đôi mắt nhìn lấy Phương Thái Thanh ba người bọn họ, khẽ mở môi đỏ, nói thật, ta không phải rất muốn, nhìn đến đệ tử của các ngươi chết sạch sẽ. Thái Cổ Thần Tông mọi người, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nàng, không nói gì. Đó là bởi vì người chết sạch, các ngươi liền có khả năng dọa đến trực tiếp đầu hàng, đem tiểu cô nương kia cho dâng ra đến tặng đầu người. Cửu cung quỷ tông người, cảm thấy dạng này bất việc, có thể ta cảm thấy, như thế cũng quá không có ý nghĩa. Ta khuyên các ngươi, thật tốt bảo trụ các ngươi tôn thần. Biết tại sao Đó là bởi vì ta, muốn để cho các ngươi nhất nguyên thần tông người khai chiến, trực tiếp chết sạch sẽ. Sau khi nói xong, bọn họ cười. Cửu cung quỷ tông người, khẳng định sẽ cùng các ngươi giảng đạo lý, thậm chí cho các ngươi làm áp lực. Có điều, ta tin tưởng ba vị tông chủ cốt khí. Hàng vạn hàng nghìn khác đầu hàng, khác thân thủ giết các ngươi tôn thần. Nhất là ngươi Phương Thái Thanh, ngươi Thái Thanh Phương thị chó săn, đều phải chết. Ta có thể cầu các ngươi nha, khác bị dọa nha. Sau khi nói xong, nàng dương lên cổ, mang theo Âm Dương Ma Tông người, nghênh ngang rời đi. Nửa canh giờ về sau, Lý Thiên Mệnh cùng còn lại Thái Cổ Thần Tông đệ tử, tại Dịch Tinh Ẩn chỉ huy dưới, lại lần nữa đi vào thiên hạ đệ nhất chiến trường. Địa ngục chiến trường, mở ra. Dựa theo quy củ, vẫn là cửu cung quỷ tông đệ tử đi vào trước. Đội ngũ của bọn hắn quá to lớn, hết thảy có hơn 80 người, có thể thấy được sự bá đạo. Nhân số ít nhất tứ tượng hải tông, chỉ có hơn 20 người, so Thái Cổ Thần Tông còn ít hơn. Từng bầy người, bước vào 9 tầng địa ngục chiến trường. Toàn bộ viêm hoàng đại lục, vô số người đi tới thiên nhãn kết giới trước, hưng phấn mà kích động. Đối đại đa số người tới nói, cái này,
mới thật sự là thiên hạ đệ nhất hội. Địa ngục chiến trường, lối vào. Lúc này, Lục Đạo Kiếm Tông đệ tử, hết thảy 45 người, ngay tại bước vào chiến trường. Bọn họ bầu không khí nhẹ nhõm, top 5 top 3 tổ 1, người trẻ tuổi tập hợp một chỗ, vui cười đùa giỡn, không thế nào nghiêm túc. Hai cái đệ tử trẻ tuổi, một nam một nữ, náo cùng một chỗ nói chuyện. Sư huynh, người có thể đừng quên, chuyện ngươi đáp ứng ta a, giúp ta đoạt một thanh bốn đầu kiếp văn kiếp khí, ta binh khí hỏng. Yên tâm đi, bất quá, ngươi có phải hay không cần phải biểu thị một chút. Muốn cái gì biểu thị a? Tỷ như thiên hạ đệ nhất hội sau khi kết thúc, bồi sư huynh ra đi du sơn ngoạn thủy đi. Chán ghét, lại có ý đồ xấu, ngươi quá xấu rồi. Ha ha, cũng đừng nghĩ sai, sư huynh thì là đơn thuần du sơn ngoạn thủy. Vậy ta phải nhiều muốn mấy cái bảo bối. Yên tâm, những tông môn khác người, chúng ta đến khách khí một chút, không thể lung tung cướp đoạt, nhưng nếu để cho chúng ta đụng tới nhất nguyên thần tông, tuyệt đối đem bọn hắn giết sạch, cướp sạch. Đều đang tìm bọn hắn, người nào tìm được trước, người nào thì vận khí tốt. Đúng là, các trưởng bối nói, đem bọn hắn ngược đến càng thảm càng tốt, bọn họ muốn là sợ, trực tiếp đưa ra cái gọi là tôn thần, chuyện này liền xong rồi, muốn là còn liều chết, vậy thì càng tốt, khai chiến diệt cái này phá thần tông. Đúng đúng, Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch cũng dám cướp đi, nhiều năm như vậy, cái kia để bọn hắn trả giá thật lớn. Đều nhanh tiến địa ngục chiến trường, bọn họ còn tại vui cười giận mắng. Mỉa mai xa xa thái cổ thần tông đệ tử. Đám người ngay phía trước, có một cái thanh niên mặc áo đen. Hắn ăn mặc mộc mạc, dáng người không cao, thậm chí có chút gầy yếu, xem ra rất bình thường, có thể chung quanh Lục Đạo Kiếm Tông đệ tử, đối với hắn đều phá lệ cung kính, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn dùng một đầu miếng vải đen, che lại ánh mắt, cho nên không nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ có thể cảm thụ người này, giống như để vào trong vỏ kiếm trường kiếm, phong mang đã thu vào. Trên thực tế, thiên hạ đệ nhất hội tham chiến đệ tử, cơ hồ không có không biết hắn người. Hắn gọi là Khương Vô Tâm. Hắn là Lục Đạo Kiếm Tông, đệ nhất đệ tử, Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Mục thu dưỡng con nuôi kiêm đệ tử, xuất thân thấp hèn, nguyên bản thiên phú cực kém, lại tại cả nhà bị diệt, trôi giạt khắp nơi bên trong, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, một đường quật khởi, nhập Lục Đạo Kiếm Tông, tại lần lượt kỳ ngộ cùng chọn trong chiến đấu, dựa vào khiến người ta kinh hồn táng đảm ý chí lực. Như truyền kỳ một dạng quật khởi, một cái không phải Thái A Kiếm tộc người, lại cầm giữ có được hôm nay địa vị, đúng là hiếm thấy. Khương Vô Tâm, người xưng Tiểu Kiếm Ma. Chỗ lấy như vậy xưng hô, là bởi vì, hắn bình thường bộ dáng cùng cứng cỏi nội tâm, còn có đối kiếm cuồng nhiệt, cùng Phong Thanh Mục cực kỳ tương tự. Đương nhiên, cùng một chuyện khác, càng có quan hệ hơn thắt. Cái kia chính là, hắn vì tu kiếm, chính mình đâm mù hai mắt. Nghe nói. Hắn tu luyện chính là tâm kiếm, cho nên không muốn để cho ánh mắt quấy nhiễu, không có ánh mắt, dụng tâm đi thể hội thế giới, dụng tâm đi thối luyện kiếm đạo, hắn cùng kiếm ở giữa khoảng cách thêm gần. Sự thật chứng minh, tàn nhẫn đối với mình kỳ tài ngút trời, thường thường sẽ không bị thượng thiên cô phụ. Bây giờ Khương Vô Tâm không chỉ có đã báo thù, hơn nữa còn bị Phong Thanh Mục thu làm duy nhất con nuôi, tức thì bị xem như Lục Đạo Kiếm Tông người thừa kế đến bồi dưỡng. Đối với một cái vô căn vô bình, không phải Thái A Kiếm tộc ngoại tộc đệ tử tới nói, quả thực thật không thể tin. Bất quá, Thái A Kiếm tộc sao lại không có cân nhắc. Tiểu kiếm này Ma Khương Vô Tâm tuy nhiên tướng mạo bình thường, thậm chí còn mù hai mắt, nhưng là hắn lại có hai cái thiên kiều bá mị thê tử, đều là Lục Đạo Kiếm Tông, Mỹ Nhân Bảng, phía trên tuyệt sắc. Không hề nghi ngờ, các nàng đều đến tự Thái A Kiếm tộc, mà lại là hạch tâm nhất dòng chính, phụ mẫu đều là Lục Đạo Kiếm Tông đỉnh phong nhân vật, gần với Lục Đạo Kiếm Ma thân phận. Mà lại, các nàng vẫn là song sinh tỉ muội. Kể từ đó, Khương Vô Tâm tuy nhiên không xuất thân Thái A Kiếm tộc, nhưng lại ở rể, mà lại duy nhất một lần thành hai cái Thái A Kiếm tộc tiểu công chúa phu quân, quả thực cũng là mạnh nhất người ở rể. Bây giờ Khương Vô Tâm bên người, liền có hai cái thân cao cùng hắn tương tự nữ tử, một trái một phải ở bên cạnh hắn. Hai nữ tử này một thanh một lam, quả nhiên sinh được dung mạo xinh đẹp, diễm lệ rung động lòng người, da thịt trắng như tuyết tư thái thướt tha. Sặc sỡ lóa mắt, so với Khương Vô Tâm, các nàng thế gia hào môn hậu nhân xuất thân, theo bề ngoài cùng thần thái, đều có thể nhìn ra. Hai người tướng mạo tuy nhiên rất tương tự, nhưng là một cái thanh thuần hoạt bát, một cái đoan trang trang nhã, khí chất hoàn toàn khác biệt. Các nàng đứng chung một chỗ, quả thực là một đạo tịnh lệ phong cảnh,
cái này khiến lục đạo đệ tử của kiếm tông, đều thỉnh thoảng dùng ánh mắt hâm mộ, nhìn lấy Khương Vô Tâm. Bất quá, bọn họ không có chút nào ghen ghét. Bởi vì, Khương Vô Tâm là kẻ hung hãn, hắn cơ hồ là lục đạo kiếm ma phiên bản, hắn ngay cả mình ánh mắt đều có thể đâm mù, loại này thanh kiếm làm so mệnh đều người trọng yếu, theo lục đạo thần vực tầng dưới chót nhất quật khởi, nghe nói liền khất cái cũng làm mấy năm, mới có mấy ngày địa vị, ai có thể không phục. Khương Vô Tâm xem ra so sánh lãnh đạm, bất quá tại một đôi kiều thê trước mặt, nói chuyện tốc độ nói rất chậm, phá lệ ôn nhu. Hắn một đôi kiều thê, tỷ tỷ tên là Phong Sóc Vũ, đoan trang mà vừa vặn, ôn nhu động lòng người. Muội muội tên là Phong Lâm Âm, Phong Lâm Âm kéo Khương Vô Tâm cánh tay, ngọt ngào xinh đẹp, chính tựa ở Khương Vô Tâm trên bờ vai, cười cười nói nói, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng cười. Tiểu Âm, thu lại một chút a, lập tức liền muốn đi vào. Phong Sóc Vũ giận trách. Biết, tỷ tỷ, Phong Lâm Âm vuốt cằm nói. Tiểu Vũ, người có tâm sự. Khương Vô Tâm không nhìn thấy nàng, có thể tim của hắn bởi vậy càng nhạy bén, bất luận cái gì tâm tình biến động, hắn đều quan tâm tỉ mỉ. Thì là nhớ tới, Tiểu Nghĩa, chúng ta mấy cái sư huynh đệ tỉ muội, tất cả mọi người thật tốt, hắn nhỏ nhất, vốn nên tiền đồ vô lượng, nhưng hôm nay duy vừa rời đi nhân gian người lại là hắn. Ai, Phong Sóc Vũ hơi hơi cúi đầu nói. Không phải đã nói rồi đâu, lần này, ta khẳng định phải giết sạch nhất Nguyên Thần Tông người, cho sư đệ báo thù. Khương Vô Tâm nói, đúng đúng, nhất là cái kia tôn thần đệ tử Lý Thiên Mệnh, muốn gặp lấy hắn, liền muốn làm lấy nhất Nguyên Thần Tông mặt của mọi người, để hắn chết cực kỳ thảm. Phu quân nói, muốn xách xương sọ của hắn, lấy về làm Tiểu Nghĩa trước mộ phần tế ấm. Phong Lâm Âm trong ánh mắt tràn đầy oán khí. Ta biết, báo thù không có vấn đề, nhất Nguyên Thần Tông để bọn hắn vào, vốn là chịu chết. Chỉ là, ta chỉ là có chút không bỏ được Tiểu Nghĩa, hắn là nhỏ nhất sư đệ. Vẫn là, Thiến Di, hài tử, nhất Nguyên Thần Tông tiện xúc, mặc kệ chết bao nhiêu, đều đổi không trở về Tiểu Nghĩa. Phong Sóc Vũ nói, Tiểu Vũ, Khương Vô Tâm lôi kéo tay của nàng, nói, Thiên Vân chiến trường, ta không có cách nào thay đổi gì, đưa đến bi kịch phát sinh. Bất quá, địa ngục chiến trường không đồng dạng, Tiểu Nghĩa đi, còn nhiều, rất nhiều chôn cùng hắn người. Lần này, ta muốn đem kiếm, cắm ở nhất Nguyên Thần Tông trên sống lưng. Để bọn hắn đối với chúng ta lục đạo kiếm tông, triệt để nghe tin đã sợ mất mật. Ừm, ta tin tưởng ngươi, ngươi cho tới bây giờ đều không có, làm không được sự tình. Ngươi có thể ra hiện tại chúng ta bên người, vốn chính là chúng ta sinh mệnh kỳ thích. Phong Sóc Vũ mỉm cười nói. Tỷ tỷ tốt biết nói chuyện a, dạng này lộ ra Tiểu Âm quá không học thức, hừ hừ. Phong Lâm Âm bất mãn nói. Không muốn ăn dấm, ta còn hâm mộ ngươi mỗi ngày kề cận phu quân đâu. Ngươi làm ít điểm chuyện xấu, lão ảnh hưởng hắn tu luyện. Phong Sóc Vũ giận trách. Tỷ tỷ, ngươi cái này liền không hiểu được a. Phu quân nói đó cũng là luyện kiếm, chỉ là thanh kiếm này luyện lâu, sẽ thổ phao phao. Một cái tiểu tử nghèo, tại tông môn kinh thiên quật khởi, thành tựu đệ nhất đệ tử, thắng được tông môn thế gia công chúa, lên làm trưởng môn con nuôi. Đây quả thực là, tất cả tiểu tử nghèo nằm mơ bản gốc. Thế mà, Khương Vô Tâm, thực hiện. Địa ngục chiến trường vào tràng, đồng dạng sẽ kiểm tra một số đệ tử trên người, làm trái quy tắc thiên văn thư, nhưng bảo lưu lại một số làm, tín hiệu, sử dụng, không lực sát thương hạ cấp thiên văn thư. Đi qua một đêm quen thuộc, Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiền Vũ đám người đã vô cùng quen thuộc. Bọn họ là Thái Ất Kiếm Tộc cùng Thái Cổ Hiên Viên Thị đệ tử lãnh tụ, cùng bọn hắn quen thuộc, tương đương với Lý Thiên Mệnh cùng cái này hai đại tộc đệ tử, giao tình đều cũng không tệ lắm. Còn có không ít ngoại tộc đệ tử, bởi vì Lý Thiên Mệnh tính toán ngoại tộc trong các đệ tử duy nhất, phó thống lĩnh, bọn họ tự nhiên mà nói, thì hội tụ tại Lý Thiên Mệnh bên người, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không nói thực lực, liền dựa vào Lý Thiên Mệnh chém lục đạo kiếm ma đệ tử, thì đầy đủ khiến người ta bội phục. Duy nhất có điểm khó chung đụng cũng là Thái Thanh Phương Thị đệ tử, Hiên Viên Vũ Hành cùng Phương Tinh Khuyết đều đã chết, nhưng là tại tông môn nguy cơ trước mặt. Hai cái này thì tộc đệ tử đối Lý Thiên Mệnh thái độ, hoàn toàn khác biệt. Phương Tinh Khuyết là Thiên Nguyên Tông chủ đệ tử, thân phận so Hiên Viên Vũ Hành cao hơn. Đối với cái này Lý Thiên Mệnh cũng không quan trọng, Hiên Viên Vũ Thịnh mới là thống lĩnh, Lý Thiên Mệnh nghe hắn an bài là được rồi. Kiểm tra song song về sau, Thái Cổ Thần Tông đệ tử sau cùng một nhóm, bước vào 9 tầng địa ngục chiến trường. Liên quan tới địa ngục chi chiến quy tắc, Lý Thiên Mệnh đã hiểu qua. Đêm qua, Hiên Viên Vũ Thịnh đơn độc tới,
cùng hắn giảng được rất rõ ràng. 9 tầng địa ngục chiến trường, mỗi một tầng hoàn cảnh cùng tự mang mạo hiểm, khảo nghiệm, tai nạn đều không giống nhau, phân biệt là huyết chỉ địa ngục, hỏa sơn địa ngục, hàn băng địa ngục, kim tinh địa ngục, lội uyên địa ngục, phong đao địa ngục, ám dạ địa ngục, bạch xí địa ngục, triều trạch địa ngục. 9 cái tông môn đệ tử, thực sự nhập địa ngục chiến trường về sau, sẽ bị tùy thời đưa đến trong đó nhất trọng địa ngục, dùng cái này trọng địa ngục, vì căn cứ địa chiến đấu. Sau khi đi vào, những người khác không biết, cùng mình liền nhau địa ngục chiến trường, đến cùng thuộc về gì phe thế lực. Cái này liền cần điều tra, thăm dò. Địa ngục chi chiến lúc mới bắt đầu, 9 tầng địa ngục chiến trường, đều sẽ sinh ra một cái bị thiên văn kết giới bảo vệ, địa ngục thụ. Lấy một thí dụ, chúng ta muốn là bị phân phối đến, hỏa sơn địa ngục, chúng ta liền phải lập tức, tìm tới hỏa sơn địa ngục thụ, bởi vì địa ngục thụ nếu như bị địch nhân phá hư, chúng ta thái cổ thần tông các đệ tử trên người, địa ngục kết giới, đều sẽ toàn bộ hành trình chỗ đang nhấp nháy trạng thái, chỉ cần người khác bước vào chúng ta cái này nhất trọng địa ngục, liền có thể phát sinh phát hiện bất cứ một người đệ tử nào vị trí, chúng ta đem không thể trốn đi đâu được. Cho nên, địa ngục thụ là chúng ta phải bảo vệ căn bản, cũng là trận này cỡ nhỏ chiến tranh căn bản. Phá hủy địch nhân địa ngục thụ, có thể lập tức đạt được 30 điểm số, tương đương với đánh bại 30 đối thủ. Phải biết, địa ngục chi chiến, bản thân mới hơn 400 người, mà địa ngục thụ điểm số, thì có 270 phân. Điều này nói rõ bất kể là ai, chỉ cần phá hủy một gốc địa ngục thụ, cũng rất có thể thu hoạch được cuối cùng quyết chiến vé vào cửa. Địa ngục chi chiến tiếp tục 10 ngày, này 10 ngày bên trong, chúng ta không sẽ nhận được bất luận cái gì nhắc nhở, thậm chí ngay cả mình rốt cuộc bao nhiêu phân cũng không biết, càng không biết những người khác bao nhiêu phân, chỉ có địa ngục chi chiến kết thúc, đánh bại đếm, bài danh 30 vị trí đầu đệ tử, mới có thể đi vào cuối cùng quyết chiến. Có điều, người hẳn phải biết, chúng ta trận này địa ngục chi chiến ý nghĩa, cũng không phải là bao nhiêu người tiến quyết chiến, mà là chúng ta có bao nhiêu người, có thể sống sót. Cho nên, mục tiêu của chúng ta là bảo mệnh là lớn, vì không trở thành mục tiêu công kích, chúng ta nhất định phải giữ vững địa ngục thụ. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được cái này quy tắc. Cái này kỳ thật rất kích thích, đã muốn giữ vững chính mình địa ngục thụ, còn muốn đi trước còn lại địa ngục, tiến công người khác địa ngục thụ. Dạng này mới có thể bảo chứng, chính mình điểm số đầy đủ cao. Đúng rồi, người biết tại sao muốn thiết lập thống lĩnh, phó thống lĩnh sao? Thiên Viên Vũ Thịnh hỏi. Không biết. Đối chiến quá hỗn loạn, để bảo đảm tông môn có người có thể tiến quyết chiến, chúng ta không thể để cho, đánh bại đếm, phân tán, cho nên đến lúc đó, đồng đội sẽ trợ giúp chúng ta mấy cái chế phục đối thủ, do ta nhóm sau cùng bổ đao, đem mấy người đánh bại đếm chất đống, những người khác càng ít càng tốt. Thiên Viên Vũ Thịnh nói. Dạng này a, bọn họ nguyện ý dạng này, thẳng đầy nghĩa khí. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy hơn 40 đồng bọn nói. Không có cách. Thiên Nguyên Bảng là thực lực cạnh tranh bài danh, bọn họ tin tưởng chúng ta cũng muốn làm càng nhiều nỗ lực, không cô phụ tín nhiệm của bọn hắn. Đây chính là thiên hạ đệ nhất hội quy tắc, tề tâm hiệp lực, mới có thể đi được càng xa. Chúng ta trách nhiệm trọng đại, Thiên Viên Vũ Thịnh nói. Trách không được Hiên Viên Đạo để cho mình làm phó thống lĩnh, nguyên lai là để cho mình có kiếm điểm tư cách, mà không phải cho người khác làm áo cưới. Mặt khác, cùng Hiên Viên Vũ Thịnh trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ đến, địa ngục chiến trường đánh bại đếm, cùng phồn tinh chi chiến cũng không cùng. Tuy nhiên đều là đánh vỡ tùy thân kết giới, nhưng là tại địa ngục chiến trường, mặc kệ người đánh bại người, trên người có mấy phần, đem đánh bại, đều chỉ có thể cầm tới một phần. Nhưng là, đối phương điểm số sẽ bị trống rỗng, mà lại sẽ bị đào thải bị loại, không thể lại ra tay, càng không thể tiến cuối cùng quyết chiến. Còn có cũng là, tiến địa ngục chiến trường thời điểm. Thực vào thân thể bên trong tùy thân kết giới, địa ngục kết giới cùng phồn tinh kết giới có rất lớn khác biệt. Địa ngục kết giới dựa vào ngự thú sư tự thân lực lượng chèo chống, tự thân lực lượng càng mạnh, địa ngục kết giới thì càng mạnh, muốn đánh vỡ thì càng khó. Mà lại, ngự thú sư cùng cộng sinh thú, đều có địa ngục kết giới, cần đem bọn hắn địa ngục kết giới, toàn bộ đánh ra đến, mới có thể cầm tới một phần. Kích thích hơn chính là, liên quan tới địa ngục kết giới, còn có một đầu quy tắc. Lần thứ nhất chí mạng công kích, có thể đánh ra địch nhân địa ngục kết giới, đem địch nhân bảo hộ trong đó, địch nhân liền không thể lại ra tay, không thể di động, điểm số trống rỗng, đào thải ra khỏi cục. Người xuất thủ cầm tới một phần. Nhưng là, nếu như lựa chọn tiếp tục công kích, đánh phá địa ngục kết giới, như vậy địch nhân thì có bảo mệnh tư cách,
có thể tái chiến, thậm chí sinh tử chém giết, chỉ là hắn tạo thành hết thảy, cũng sẽ không tiếp tục có phần đếm, hắn cũng sẽ không còn có tiến quyết chiến cơ hội. Nếu là bị địa ngục kết giới đã phá địch nhân, đánh ra địa ngục kết giới, cũng sẽ bị đào thải, chỉ là địch nhân không chiếm được điểm số, dù sao hắn đã bị loại. Cho nên, tại địa ngục chiến trường, giết người bản thân thì có phong hiểm, hết thảy muốn công kích 3 lần, mới có thể giết người, lần thứ nhất đánh ra địa ngục kết giới, lần thứ hai đánh phá địa ngục kết giới, lần thứ ba mới giết người. Muốn là lần thứ ba không thành công, đối phương chạy, còn có thể tiếp tục vì tông môn chiến đấu, chỉ là đi lên một đầu mạo hiểm con đường, lại không bảo hộ. Có điều, giết người tuy nhiên có phong hiểm, trước kia thiên hạ đệ nhất hội, tất cả mọi người sẽ chạm đến là thôi, đánh ra địa ngục kết giới là được, nhưng là lần này, dù là cần hao phí 3 lần công kích, bọn họ đều muốn giết chúng ta. Điểm này, tuyệt đối sẽ không có lo lắng. Nhất là chính mình, coi như muốn giết 10 lần, đoán chừng đều không người lại nương tay. Địa ngục kết giới một phá, tương đương với lên sinh tử lộ, cùng quyết chiến không quan hệ, nhưng là cùng sinh tồn có quan hệ. Thiên hạ đệ nhất hội quy tắc, giữ lại, giết người, khả năng, cũng là tăng lên thịnh hội này hung tính. Đây không phải luận bàn, đây là chín đại thần vực cỡ nhỏ chiến tranh. Mặt khác, mặc kệ một cái ngự thú sư, có vài đầu cộng sinh thú, chỉ cần một cái địa ngục kết giới, bị đánh phá, vỡ vụn, còn lại đều cùng lúc phá nát. Đánh ra kết giới, cùng đánh vỡ kết giới là hai loại khái niệm, cái trước là bị loại, cái sau là vì giết người. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, quy tắc rất dữ tợn. Kết giới không phá cũng là luận bàn, kết giới một phá chính là sinh tử chém giết. Thực sự nhập địa ngục chiến trường một khắc này, nguyên một đám địa ngục kết giới, tự động xuất hiện tại một người bốn thú trên thân, dung nhập thân thể của bọn hắn bên trong. Chỉ có địa ngục kết giới không ra, mới có thể tiến quyết chiến. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được kết giới này, tại làn da tầng du chuyển, đó là một cỗ lạnh lẽo lực lượng, cùng trước mắt cái này 9 tầng địa ngục chiến trường, một dạng âm u. Theo ta đi, Thiên Viên Vũ Thịnh ở phía trước hô một tiếng. Mọi người cùng một chỗ, va vào một cái vòng xoáy bên trong, đây mới là địa ngục kết giới chân chính cửa lớn. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, một cỗ thủy triều cuốn lấy bọn họ, hướng về phía dưới mà đi. Hơn 40 người, tay nắm tay, đồng tâm đồng lực, mới không có bị thủy triều cuốn đi. Lý Thiên Mệnh nắm chặt chính là Bắc Cung Thiền Vũ tay, còn có một cái nam đệ tử. Theo bọn họ nhiệt độ, có thể cảm nhận được, bọn họ giờ phút này trong lòng nhiệt huyết. Các huynh đệ tỷ muội, ta không lừa gạt mọi người, đây là một trận chịu chết chi chiến. Nhưng là, đây chính là chúng ta nhất không hối hận nhân sinh, mặc kệ ai sống ai chết, người sống, mang theo mọi người mộng tưởng, thật tốt đi xuống. Để cho chúng ta thái cổ thần vực, sừng sững đại lục, vĩnh không tuyệt tích. Tại bóng tối này thủy triều bên trong, truyền đến Hiên Viên Vũ Thịnh thô giáp mà bi tráng thanh âm. Mọi người nắm chặt tay cầm, hơn 40 người, liên lụy ở cùng nhau, tại toàn bộ Viêm Hoàng đại lục chứng kiến phía dưới, đi tới thuộc về bọn hắn địa ngục chiến trường. Ngốc tử, bên tai truyền đến Bắc Cung Thiền Vũ thanh âm. Ngươi ưa thích hắn à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đúng vậy à, mọi người đều biết, thì hắn không hiểu phong tình. Bắc Cung Thiền Vũ nói. Các ngươi hai đại thị tộc, tiến tới cùng nhau, lấy thân phận của các ngươi, có được hay không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không tiện, thậm chí không có gì có thể, nhưng mà, ta chính là ưa thích hắn, rất giảng nghĩa khí rất có khí phách nam nhân, tâm lý cũng rất ôn nhu, đúng không? Bắc Cung Thiền Vũ nói. Ha ha, ta chua, chúc các ngươi hạnh phúc, mang theo lời chúc phúc của ta lăn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trong lúc nói chuyện, thân thể của bọn hắn bình ổn lại. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, mục đích của bọn họ, đến. Lại là triều trạch địa ngục, mọi người kinh hỉ. Triều trạch địa ngục, có chỗ tốt gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Triều trạch địa ngục, chỉ có đầm lầy, thiên nhiên nguy hiểm tương đối ít, mà lại dễ dàng ẩn tàng. Nơi này là 9 tầng địa ngục chiến trường lớn nhất tầng dưới, không ở hạch tâm chiến trường, liền nhau chỉ có phía trên, hàn băng địa ngục, tương đối mà nói tương đối an toàn. Bắc Cung Thiền Vũ nói. Cái kia rất tốt. Nhưng mà, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, Bắc Cung Thiền Vũ nói. Là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một khi những người khác biết, chúng ta tại triều trạch địa ngục, chen chúc mà đến, bởi vì nơi này một mảnh khai thác, địa ngục thụ có thể sẽ so sánh rõ ràng, dễ công khó thủ. Người là dễ dàng ẩn núp, nhưng mấu chốt là, địa ngục thụ không dễ dàng ẩn núp. Cho nên ta cảm giác, đây không phải chuyện gì tốt.
Nếu là lúc trước, rời xa hạch tâm chiến trường, phụng trộm kiếm điểm rất tốt, nhưng lúc này đây, tất cả mọi người nhìn chằm chằm chúng ta đâu, trước mắt người nào cũng không biết, những tông môn khác đệ tử ở đâu tầng địa ngục, nhưng là đằng sau lẫn nhau giao phong nhiều, mới là phiền phức bắt đầu. Bất kể như thế nào, địa ngục thụ nhất định phải giữ vững, nếu không trốn vào đầm lầy đều vô dụng. Bắc Cung Thiền Vũ nói. Đã hiểu, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lúc này thời điểm, Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ thương nghị một chút, đồng dạng nghiêm túc nói, mọi người chớ cao hứng trước, vững vàng lấy điểm tới, Triều Trạch địa ngục tuy nhiên tại phía dưới cùng, nhưng nếu để người ta biết chúng ta ở chỗ này, ngược lại sẽ càng khó khăn. Đến đón lấy mọi người nhất định muốn chú trọng ẩn tàng. Dựa theo trước kia kế hoạch, lập tức làm ba cái tiểu đội, trước tìm chúng ta địa ngục thụ. Vâng, ba cái tiểu đội, nhân số đều là 15, khoảng 16 người. Trong đó, Hiên Viên Vũ Thịnh chỉ huy 10 cái thái cổ hiên viên thị đệ tử, cùng mấy cái ngoại tộc đệ tử, hình thành một đội. Phương Thần Cảnh cùng Phương Nguyệt Vi, mang theo Thái Thanh Phương Thị 15 cái đệ tử, hình thành một đội. Bắc Cung Thiền Vũ mang theo 7 cái thái ất kiếm tộc đệ tử cùng còn lại ngoại tộc đệ tử, tạo thành một đội. Lý Thiên Mệnh mặc dù là phó thống lĩnh, nhưng đội ngũ là 3 cái là đủ rồi. Hiên Viên Vũ Thịnh tương đối tín nhiệm năng lực của hắn, thì an bài hắn cùng so sánh yếu kém Bắc Cung Thiền Vũ một đạo. Ba cái đội ngũ, kỳ thật có phần công. Phương Thần Cảnh cùng Phương Nguyệt Vi đội ngũ, bởi vì đều là Thái Thanh Phương Thị đệ tử, so sánh thống nhất, cơ hồ là chiến lực mạnh nhất, cho nên đợi khi tìm được địa ngục thụ về sau, bọn họ sẽ đóng tại địa ngục thụ bên cạnh, chủ yếu được nhiệm vụ bảo vệ. Hiên Viên Vũ Thịnh tiểu đội, chủ yếu là viễn trình điều tra chiến đấu, bởi vì bọn hắn quyết tâm mạnh nhất, không sợ nhất chết, có thể đem chiến đấu cách trở ở bên ngoài, không bại lộ địa ngục thụ vị trí. Bắc Cung Thiền Vũ tiểu đội, chủ yếu là cận trình điều tra chiến đấu, thủ vệ tại địa ngục cây cách đó không xa, kẹp ở mặt khác hai cái đội ngũ trung gian, tùy thời có thể trợ giúp trước sau, đồng thời lại là địa ngục cây tầng thứ hai bình chướng. Bọn họ phát hiện địa ngục thụ về sau, khẳng định không thể tất cả mọi người đều tại địa ngục bên cạnh cây, dạng này bên ngoài tới bao nhiêu người cũng không biết, mà lại rất dễ dàng bại lộ địa ngục thụ vị trí. Đem đội hình có thể hệ phân tán ra ngoài, có thể sớm phát hiện địch nhân, thậm chí đem dẫn đi. Trên thực tế, số người nhiều nhất Cửu Cung Quỷ Tông, cũng liền hơn 80 cái đỉnh cấp đệ tử, bọn họ không có khả năng toàn viên xuất động càn quét, khẳng định có người đóng giữ địa ngục thụ. Cho nên, chỉ cần Thái Cổ Thần Tông quyết tâm toàn lực đóng giữ, không đi còn lại địa ngục đi săn, chỉ cần không gặp được vây công, giữ vững 10 ngày, chẳng khác nào giữ vững ngũ đại thần vực áp bách, giữ vững vinh diệu, giữ vững tôn thần. Đây chính là bọn họ nhiệm vụ. 10 ngày mà thôi, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Có lẽ rất nhiều người, đều cho rằng bọn họ là pháo hôi, có thể chí ít chính bọn hắn không cảm thấy. Tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, chí ít trước mắt, bọn họ đại đa số đều là chiến sĩ. Xuất phát. Ba cái tiểu đội chia ra xuất phát. Hiện tại mỗi cái tông môn, đều tại tìm kiếm mình địa ngục thụ, nhưng cũng có tông môn trực tiếp tiến còn lại địa ngục, tìm người khác địa ngục thụ, một khi tìm tới sau đem phá hư, trực tiếp cầm tới 30 điểm, còn có thể bức là đối thủ không chỗ ẩn trốn. Nhất là nhiều người tông môn, tỷ như Cửu Cung Quỷ Tông, khẳng định trực tiếp tản ra. Nhất định phải giành giật từng giây. Lý Thiên Mệnh chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến trên trời mây đen quay cuồng. Mây đen kia bên trong có không ít thông đạo, phía trên địa ngục người có thể từ đó xuống tới, tiến công Triều Trạch địa ngục. Hắn để Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa theo cộng sinh không gian đi ra. Huỳnh Hỏa thân thể tiểu, so ngự thú sư còn không thấy được, đến mức Miêu Miêu, Lý Thiên Mệnh để nó biến thành đế ma hỗn độn, hắn cần Miêu Miêu tốc độ. Ta mở đường, chú ý an toàn, có phát hiện gửi đi tín hiệu. Lý Thiên Mệnh cực nhanh tiến tới tại phía trước, nhanh chóng đi. Hắn một bên duy trì cùng đồng đội vị trí, một bên dùng trong tay con mắt thứ ba, nhanh chóng điều tra chung quanh. Cái gọi là tín hiệu, sử dụng thiên văn thư phát ra tới ánh sáng, nhưng cụ thể đại biểu ý tứ, chỉ có thống lĩnh cùng phó thống lĩnh mấy người biết, những người khác cùng đi theo là được rồi. Triều Trạch địa ngục không coi là nhỏ, trận này tìm tòi, kéo dài đến 3 canh giờ. Tìm đến địa ngục thụ, là địa ngục chi chiến căn bản. Hao phí càng nhiều thời gian. Toàn bộ đội ngũ thì càng nguy hiểm, rất có thể có những người khác bước vào Triều Trạch địa ngục, cũng đang tìm kiếm. Những cái kia dùng thiên nhãn kết giới người quan chiến, đoán chừng đều biết địa ngục thụ tại vị trí nào, cũng biết những tông môn khác người, tại vị trí nào. Như thế, lấy bọn họ thị giác quan chiến,
hiện tại kích thích hơn. Như vậy, địa ngục thụ đến cùng ở đâu? Lý Thiên Mệnh đoán không sai, mặc kệ là cường giả tụ tập tam nguyên chiến trường, vẫn là Viêm Hoàng đại lục các nơi, đều tại kinh tâm động phách nhìn lấy bọn hắn. Có chút tông môn đệ tử ở giữa, thậm chí đã bắt đầu giao chiến. Dù sao, ngoại trừ Thái Cổ Thần Tông, Thiên Tinh cảnh chí cao kiếp nguyên, cũng là bát đại thần vực mục tiêu. Ba canh giờ, không ít đội ngũ đã tìm được địa ngục thụ, bắt đầu bố trí phòng thủ. Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, tại cái này nước bùn đầm lầy phía trên phi nước đại. Nói thật, chiều trạch địa ngục Thái Bình, liếc một chút liền có thể nhìn đến rất xa, một chút đồi núi đều không có. Nếu như không phải ngay từ đầu khoảng cách thì xa xôi, bọn họ sớm liền phát hiện địa ngục thụ. Gốc cây kia. Rốt cục, Lý Thiên Mệnh lập xuống cái thứ nhất công lao, tìm được chiều trạch địa ngục thụ. Đó là một gốc màu đen cây cối, không có lá cây, chỉ có khô cạn nhánh cây cùng lắc lư thân cây, còn có một cái trong suốt lồng ánh sáng bảo hộ. Cái này trong suốt lồng ánh sáng cũng là một cái thiên văn kết giới, nghe nói một cái tứ trọng sinh kiếp ngự thú sư, cần 30 hơi thở thời gian tấn công, thì có thể đem đánh vỡ, sau đó tùy ý đều có thể phá hủy địa ngục thụ. Thiền Vũ tỷ, bên này, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Địa ngục thụ, Bắc Cung Thiền Vũ cấp tốc tới, nàng ánh mắt sáng lên, vội vàng nhen nhóm thiên văn thư, gửi đi tín hiệu. Loại phương thức này dễ dàng bại lộ vị trí, cho nên tín hiệu của bọn hắn trực tiếp lên trời. Nhìn không ra là nơi nào phát đi lên, chỉ là nhan sắc bản thân đại biểu bọn họ ước định cẩn thận tín hiệu. Tín hiệu bản thân, mới là vị trí tin tức. Ba người bọn hắn đội ngũ kề vai sát cánh, đại khái tại vị trí nào, cũng có thể coi là đến. Tại bọn họ đến trước đó, Lý Thiên Mệnh các loại 16 người, canh giữ ở địa ngục thụ bên cạnh. Sau đó không lâu, Hiên Viên Vũ Thịnh cùng Phương Thần Cảnh, Phương Nguyệt Vi bọn họ liên tiếp đến. Làm rất tốt. Hiên Viên Vũ Thịnh tán thưởng một tiếng, sau đó hướng mọi người nói, lập tức dựa theo kế hoạch hành động. Một đội lập tức theo ta đi, viễn trình bố phòng. Hai đội cận trình vần quanh, ba đội đóng giữ địa ngục thụ bên cạnh, Phương Thần Cảnh, Phương Nguyệt Phi, nhìn bên này các ngươi. Không có vấn đề, Phương Nguyệt Phi nói. Được đừng nói nhảm, địa ngục thụ muốn là sáng không có, chúng ta mỗi cái đều phải chết, đương nhiên không thể qua loa. Phương Thần Cảnh nói. Thành, hành động. Hiên Viên Vũ Thịnh mang theo đội ngũ, điều tra thăm dò chung quanh địa hình, ở phía xa thiết lập đệ nhất trọng phòng tuyến. Bất quá, bọn họ nhân số dù sao không nhiều, dạng này phòng ngự, vẫn là có khả năng sẽ bị người chui vào. Lý Thiên Mệnh cùng Bắc Cung Thiền Vũ bọn họ tầng thứ hai phòng tuyến rất trọng yếu. Bọn họ không đi còn lại địa ngục tiến công kiếm điểm, tính toán rất thiết thực. Thiên Mệnh, đi! Thái Thanh Phương thị đệ tử đóng trại, nguyên một đám giấu ở trong vũng bùn. Lý Thiên Mệnh bọn họ cũng xuất phát. Bọn họ tại cận trình vị trí, có thể nhìn đến hai bên tín hiệu, 16 người tản ra, bảo đảm mỗi người, đều có thể nhìn đến một người khác phụ cận động tĩnh. Thiên Mệnh, chính ngươi tại phụ cận hành động, chú ý ẩn tàng. Nhiều nhìn một chút địa ngục thụ bên kia động tĩnh, chiều trạch địa ngục Thái Bình, ta sợ chúng ta cái này bố trí, sẽ để lọt người đi vào. Bắc Cung Thiền Vũ nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh phục tùng an bài. Bắc Cung Thiền Vũ nhìn hắn cộng sinh thú tốc độ nhanh, cho nên cho hắn một cái người tự do chức trách. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là, tại Bắc Cung Thiền Vũ cùng Thái Thanh Phương thị đệ tử ở giữa, làm một cái liên tuyến người, lấy bảo đảm địa ngục thụ an toàn. Lý Thiên Mệnh liền ngồi đấy miêu miêu, tại cái này mênh mông đầm lầy bên trong, nhanh chóng du thoán, tùy thời chú ý động tĩnh chung quanh. Tinh thần của hắn, thời khắc căng cứng. Chiều trạch địa ngục thụ. Địa ngục thụ không cách nào ẩn tàng, Thái Thanh Phương thị đệ tử, lại có thể giấu ở trong vũng bùn, có xa có gần, thời khắc cảnh giác. Ngươi nhận sao? Phương Thần Cảnh hỏi. Cái gì? Phương Nguyệt Vi nghi hoặc hỏi. Bọn họ ở phía trước, có chiến đấu bọn họ phía trên, có phần đếm bọn họ cầm, chúng ta ở chỗ này đợi không, lấy không được điểm số, vào không được quyết chiến. Phương Thần Cảnh thản nhiên nói. Đến lúc nào rồi, ngươi còn đang suy nghĩ tiến quyết chiến. Phương Nguyệt Phi cảm thấy thật không thể tin. Ta liền nói một chút, ai biết Hiên Viên Vũ Thịnh cái này an bài, có hay không châm đối ý của chúng ta. Phương Thần Cảnh nói, bọn họ ở bên ngoài rất nguy hiểm, sinh tử khó liệu, ta cảm thấy an bài hợp lý, người khác nói càn, lộ ra bố cục thấp. Phương Nguyệt Phi nói, ta bố cục thấp, ta chỉ là cho chúng ta tốt, cho chúng ta Thái Thanh Phương thì tốt, không làm coi tiền như rác, không làm nhiệt huyết lên não ngu xuẩn.
Phương Thần Cảnh vui vẻ nói. À, Phương Nguyệt Vi lười nhác cãi cỏ. Thời gian trôi qua. Một ngày thời gian, lặng yên trôi qua. Bọn họ không biết, còn lại địa ngục đang phát sinh cái gì, dù sao bọn họ bên này trước mắt không động tĩnh. Tuy nói nhàm chán điểm, nhưng có thể còn sống chịu đựng được 10 ngày, cũng là bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất. Nhàm chán, ngược lại là một loại may mắn. Không biết Hiên Viên Vũ Thịnh, đụng phải những tông môn khác đệ tử không có. Phương Nguyệt Vi nói. Không có thanh âm, đoán chừng nhàn cực kỳ. Phương Thần Cảnh nói. Bọn họ buông lỏng không ít, không lại giấu ở trong đầm lầy, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, tâm tình thả lỏng một ít. Địa ngục chiến trường, cũng không có trong tưởng tượng, như vậy đao quang kiếm ảnh, máu tươi chảy ngang a. Một đời người thì một lần thiên hạ đệ nhất hội, trước kia, bọn họ chỉ là người xem. Ngay tại cái này nhàm chán bên trong. Bỗng nhiên, phía tây đầm lầy chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một đám người. Địa ngục thụ. Trong đám người, có một thanh âm kiều tiếu nữ tử kinh hô một tiếng. Một tiếng này kêu la, đem 10 cái thái thanh phương thị đệ tử, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Phát tín hiệu, Phương Thần Cảnh vội vàng hướng Phương Nguyệt Vi quát. Phương Thần Cảnh khẩn trương. Bởi vì, chỉ cần tùy tiện nhìn lên một cái, đều có thể nhìn ra, đám người này chỉ ít có 30. Có tông môn đệ tử, cùng nhau đều không 30. Hiên Viên Vũ Thịnh cùng Bắc Cung Thiền Vũ ở bên ngoài làm rác rưởi sao. Nhiều người như vậy đều chạy đến địa ngục thụ tới, bọn họ một điểm động tĩnh đều không có. Phương Thần Cảnh tức giận đến thổ huyết. Lúc này thời điểm, Phương Nguyệt Phi tín hiệu cầu cứu, đã phát ra ngoài. Bọn họ song phương đội ngũ, đều nhận ra địch thủ. Nhất Nguyên Thần Tông, Lục Đạo Kiếm Tông, hai cái đội ngũ, đồng thời kinh hô. Lẫn nhau có huyết hải thâm cửu đại cửu gia, tại Thái Cổ Thần Tông địa ngục thụ bên cạnh, trực tiếp đụng phải. Phương Thần Cảnh cùng Phương Nguyệt Vi bọn họ sắc mặt rất khó nhìn. Cục thế một chút thì khẩn trương lên, đối phương ánh mắt tỏa ánh sáng, như là sói đói, tại địa ngục cây trước mặt, một cuộc chiến sinh tử tránh không được. Lục Đạo Kiếm Tông đệ tử, mừng rỡ như điên, nguyên một đám hai mắt đỏ thẫm, sát khí ngút trời. Là Thái Thanh Phương thị đệ tử, giết sạch bọn họ. Giết! Không khỏi giải thích, tại chỗ khai chiến. Lục Đạo Kiếm Tông trong đội ngũ, Phong Lâm Âm cùng Phong Sóc Vũ tỉ muội, là cái này 30 người thống lĩnh tối cao nhất. Bọn họ đại bản doanh, tại tầng thứ 8 Hàn Băng địa ngục. Khi tìm thấy Hàn Băng địa ngục thụ về sau, bởi vì Hàn Băng địa ngục phía dưới, chỉ có một cái triều trạch địa ngục, cho nên bọn họ nhiệm vụ thiết yếu, cũng là làm rõ ràng triều trạch địa ngục bên trong tông môn đội ngũ là cái gì, nếu như có thể càn quét tốt nhất, tránh cho hai mặt thụ địch. Trước xuất động đại binh lực đến càn quét triều trạch địa ngục, cũng là Phong Sóc Phú cùng Phong Lâm Âm nhiệm vụ thiết yếu. Giải quyết về sau, nhiệm vụ của các nàng liền sẽ chuyển thành thủ hộ địa ngục thụ, để tiểu kiếm Ma Khương Vô Tâm đi lên tầng địa ngục xuất chiến, cướp bóc điểm số. Bọn họ phía trên có thất trọng địa ngục, Khương Vô Tâm thực lực mạnh, lý do an toàn, tạm thời đang thủ hộ bọn họ địa ngục thụ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ hàng đầu mục tiêu Nhất Nguyên Thần Tông, liền tại bọn hắn phía dưới tầng thứ 9 địa ngục. Tỷ, bọn họ chỉ có mười mấy người ở chỗ này, những người khác rõ ràng đi ra, chúng ta thừa cơ phá hủy bọn họ địa ngục thụ, dạng này, mỗi người bọn họ đều chết chắc. Chúng ta đều có thể liên hợp những tông môn khác người, cùng một chỗ xuống tới. Nguyên một đám chơi chết bọn họ. Phong Lâm Âm ánh mắt sáng lên. Khiến người khác kiềm chế, chúng ta cùng đi phá hủy địa ngục thụ. Phong Sóc Phú quyết định thật nhanh. Địa ngục thụ, là căn bản mục tiêu. Lên. Song phương đội ngũ, đại lượng cộng sinh thú đều xuất hiện, Lục Đạo Kiếm Tông tiến công mà đến. Địa ngục thụ tồn tại, để Thái Cổ Thần Tông đệ tử thê thảm kết cục, cơ hồ có thể đoán được. Lục Đạo Kiếm Tông hơn 30 đệ tử, tại chỗ khí huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh chính đang lảng vãng. Địa ngục thụ bên kia tín hiệu, hắn trước tiên liền thấy. Không xong. Bắc Cung Thiền Vũ chính mình có thể nhìn đến tín hiệu, Lý Thiên Mệnh lại phát một cái, cùng lúc đó, hắn để Miêu Miêu triển khai lớn nhất tốc độ, hướng về địa ngục thụ phương hướng phi nước đại. Siêu siêu siêu. Miêu Miêu thành vì sinh tử kiếp thú, tốc độ lần nữa tăng vọt. Tốc độ của nó, tại toàn bộ địa ngục chiến trường xếp hàng thứ nhất, tuyệt đối không người siêu việt. Trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh rút ra Đông Hoàng kiếm, trong tay trái còn quấn quanh lấy tà ma. Ầm ầm, tia chớp cực nhanh tiến tới. Hắn thấy được, địa ngục thụ bên cạnh, ngay tại hỗn chiến.
Lục Đạo Kiếm Tông, 30 người. Hắn biến sắc. Mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, nhân số phía trên ưu thế, làm đến bọn hắn hoàn toàn có thể chống đi người đến, tiến công địa ngục thụ. Lý Thiên Mệnh hiện tại liền thấy, có hai người tướng mạo rung động lòng người nữ tử, chính đang tấn công địa ngục thụ kết giới. Các nàng xuất thủ 10 phần cuồng bạo, sinh kiếp chi lực hung mãnh, tối thiểu tứ trọng sinh kiếp. Địa ngục thụ một phá, tuyệt đối xong đời. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, trong nháy mắt thì đỏ lên. Muốn giết chúng ta, cái kia, ta trước hết đưa các ngươi đi chết. Hai cái tứ trọng sinh kiếp, nắm giữ kiếm thú Thái A kiếm tộc đệ con, đi hợp lực chặt chém địa ngục thụ thiên văn kết giới, địa ngục thụ có thể chống đỡ ở bao lâu? Không hề nghi ngờ, khả năng lại đến mấy cái kiếm, kết giới kia liền sẽ vỡ tan. Địa ngục thụ là Thái Cổ Thần Tông đệ tử tánh mạng căn cơ, lần này thiên hạ đệ nhất hội, nhất là trọng yếu. Thái Thanh Phương thị đệ tử đều điên rồi, không biết sao đối phương nhân số là gấp đôi bọn họ, tất cả mọi người là tam trọng sinh kiếp trở lên, thực lực chênh lệch không phải rất xa. Phương Nguyệt Vi cùng Phương Thần Cảnh, tuy nhiên đứng hàng thiên nguyên bảng 3-4, nhưng mỗi người đều bị 4 người kiềm chế, trong lúc nhất thời căn bản không thể chú ý địa ngục thụ. Xong đời. Mắt thấy địa ngục thụ thiên văn kết giới run rẩy kịch liệt, mọi người quả thực sụp đổ, một mặt đau thương. Đúng vào lúc này, một đạo sợi xích màu đen, giống như là liên tiếp ánh mắt, theo xa xôi chỗ lấy tốc độ khủng khiếp đánh tới chớp nhoáng. Cái kia bóng roi biến hóa đa dạng, hóa thành gào thét màu đen nộ long, một đầu xiềng xích, lại như vô số thần long lao nhanh, cắn xé mà đến, chỉ trong nháy mắt, thì đáp đến Phong Lâm Âm cùng Phong Sóc Vũ trên đỉnh đầu. Mắt thấy liền muốn phá hủy địa ngục thụ thành công, trực tiếp phá đổ Thái Cổ Thần Tông đội ngũ, Phong Lâm Âm hai người tâm tình xác thực mừng rỡ kích động, đây tuyệt đối là nhất đẳng công lao. Các nàng chính chuyên tâm xuất kiếm thời khắc, đột nhiên phát giác được nguy hiểm buông xuống, đồng thời phản ứng. Người nào? Phong Lâm Âm quát một tiếng, áo xanh tung bay, trên thân gió bão bao phủ, tóc dài bay múa. Tay nàng nắm một thanh màu sắc rực rỡ trường kiếm kia trên kiếm phong. Mơ hồ có thể nhìn đến hồ điệp thải dực đang chấn động, hết thảy có 4 cặp, mỗi lần chấn động, đều có phong bạo bao phủ, thổi đến chiến trường nước bùn bay tứ tung, càng có tà âm truyền đến, lăn lộn ở trong cơn bão táp. Phong bạo cùng thanh âm một thể, hội tụ tại màu sắc rực rỡ trường kiếm bên trong, trực chỉ cái kia vô số hắc sắc ma long lao nhanh mà đến phương hướng. Đây là bát hoang ma long tiên bách long thí thiên. Phong Lâm Âm kiếm thú, chính là 4 con bướm, đều tiếp cận 400 ngôi sao. Các nàng bây giờ 27 tuổi, tu hành đến tứ trọng sinh kiếp cảnh giới, vô luận là gia thế vẫn là thiên phú vẫn là bề ngoài, đều xứng với Khương Vô Tâm, cũng không phải bình hoa. Nàng sở tu chi kiếm, tên là kiếm âm chi đạo, lấy kiếm cùng kiếm thú chấn động, hình thành kiếm khí âm 3-4 cái kiếm thú lực sát thương hội tụ tại trường kiếm bên trong, kiếm chiêu chi uy lực trước xông vào đối thủ lỗ tai, lại tuyệt sát thân thể. Lúc này, Phong Lâm Âm chuyển biến kiếm thế, tóc dài bay múa thời khắc. Trong tay nàng màu sắc rực rỡ trường kiếm, hướng về đối thủ đâm tới. Phù phong ngâm kiếm thuật. Một kiếm giết ra, phong bạo gào giết giận dữ, hồ điệp vỗ cánh, kiếm âm gào thét, song âm cùng kiếm khí tổ hợp, hội tụ hơn ngàn kiếm khí, xuyên thấu mà đến. Đương đương đương. Nhưng không ngờ đối phương xiềng xích, quả thực nhanh đến cực hạn, càng đáng sợ chính là, cái kia màu đỏ thẫm xiềng xích, tựa như là một chuỗi ánh mắt, chỉ nhìn vài lần, Phong Lâm Âm liền tê cả da đầu. Não tử nhói nhói, thân thể nhìn không được phát run, sắc mặt càng là trắng bệch, giống như có một cỗ khí lạnh, theo lòng bàn chân đi lên lui. Phanh phanh, xiềng xích làm vỡ nát kiếm khí, vẫn đánh tới chớp nhoáng. Đến cùng là ai, không phải Nhất Nguyên Thần Tông người. Thái Cổ Thần Tông đệ tử, có thể cùng nàng chống lại, hắn trên cơ bản đều biết, không ở tại chỗ chỉ có Hiên Viên Vũ Thịnh cùng Bắc Cung Thiền Vũ. Tỷ, ta ngăn lại hắn. Ngươi tiếp tục động thủ, trước hủy diệt địa ngục thụ lại nói. Phong Lâm Âm nói. Tốt. Các nàng lời nói âm vừa hạ xuống xong, cái kia tà ma xiềng xích liền đem Phong Lâm Âm làm cho liên tục bại lui, Phong Lâm Âm sắc mặt biến đến có chút khó coi. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cưỡi đánh tới chớp nhoáng miêu miêu, rốt cục vọt tới các nàng trước mắt. Trong tay hắn tà ma, đã thay đổi thành Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm một phân thành hai. Hóa thành một đen một vàng hai thanh trường kiếm sắc bén. Một cái thiếu niên tóc trắng, tay cầm kim hắc sắc song kiếm, còn có một con mắt vì kim sắc, rõ ràng như thế bề ngoài, toàn bộ địa ngục chiến trường đệ tử đều biết hắn. Lý Thiên Mệnh, Phong Lâm Âm cùng Phong Sóc Vũ, đều cơ hồ khó có thể tin tưởng con mắt của mình.
hắn vừa mới ra tay rất mạnh, có phải là ảo giác hay không? Phong Lâm Âm rõ ràng cảm giác, chính mình có bị áp chế cảm giác. Phải biết, kiếm của nàng thú đã dung hội kiếm đạo bên trong, nàng còn tưởng rằng xuất thủ người, chí ít cao hơn nàng một trọng cảnh giới. Nàng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Hắn theo Miêu Miêu trên thân hạ xuống xong, Miêu Miêu thì nhỏ đi, nó hất lên cửu trọng hỗn độn lôi giới, thi triển thần thông vạn cực điện võng, gào thét mà đến, cơ hồ là nháy mắt trong nháy mắt, thì nhào tới Phong Sóc Vũ trên thân. Rầm rầm rầm, lôi đình nổ tung, Phong Sóc Vũ sửng sốt một chút, bị tạm thời bức lui. Đúng vào lúc này, khởi nguyên thế giới thụ theo cộng sinh không gian bên trong đi ra, trực tiếp tại địa ngục bên cạnh cây đầm lầy đâm xuống căn, vững vàng trưởng khống phiến chiến trường này. Cơ hồ nháy mắt, nó màu đen sợi rễ, đã lan tràn ngoài ngàn mét. Hô hô hô, nó cành lan tràn lên, đóa hoa màu đỏ ngòm mạn châu xa hoa sinh trưởng tốt, cơ hồ trong tích tắc, liền đem địa ngục thụ trùng điệp bao khỏa, tương đương với một cây đại thụ, cơ hồ đem địa ngục thụ cái này một cây nhỏ nuốt. Bọn họ muốn lại hủy diệt địa ngục thụ, cái kia phải đem khởi nguyên thế giới thụ hủy đi mới được. Hiện tại tiên tiên, cũng là một cái di động chiến đấu khu vực. Cái này mang ý nghĩa, địa ngục thụ tạm thời thoát ly hiểm cảnh, cái này có thể rốt cục để Thái Cổ Thần Tông đệ tử, thở dài một hơi. Ngay sau đó Lam Hoang cái này cự thú đánh thẳng tới, nó trực tiếp thi triển trạm Lam Hải Ngục, đem khởi nguyên thế giới thụ chung quanh chiến trường, toàn bộ hóa thành vùng biển, kể từ đó, nó cái này cự thú so người khác càng thêm linh hoạt. Đây là nó cùng tiên tiên chiến trường chính. Tại bọn họ bảo vệ tốt địa ngục thụ thời điểm, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đã cùng Phong Sóc Vũ giết ở cùng nhau. Hai bọn chúng linh hoạt đa dạng, Miêu Miêu nhanh đến kinh người, thần thông oanh tạc, Huỳnh Hỏa thì không ảnh vô hình, cực kỳ khó chơi. Mấu chốt là, bọn họ cũng không phải đơn độc vây công Phong Sóc Vũ, bởi vì Lam Hoang thao túng sóng biển, đã đem Phong Sóc Vũ áp tiến vào đáy nước, tiên tiên thánh quang đằng mạn cùng phệ huyết kiếm vũ, càng là trải rộng toàn bộ chiến trường. Càng kinh khủng chính là, không chỉ là Phong gia tỉ muội, bị khởi nguyên thế giới thụ uy hiếp. Trên chiến trường 30 lục đạo đệ tử của kiếm tông cùng bọn hắn cộng sinh thú, đều đối bỗng nhiên xuất hiện dây leo, cành lá mạc danh kỳ diệu. Một cái cộng sinh thú, nắm trong tay toàn trường. Lý Thiên Mệnh, cũng là người giết Tiểu Nghĩa, người cũng đã biết, chúng ta lục đạo kiếm tông, suy nghĩ nhiều muốn mạng của ngươi. Phong Sóc Vũ xông ra mặt nước, đối diện oanh kích mà đến là Miêu Miêu hồn thiên điện ngục, tại trạm Lam Hải ngục trên mặt nước quét ngang mà qua. Điện nước xen lẫn. Màu đen lôi đình tại trên nước bôn tẩu. Phong Sóc Vũ sắc mặt âm hàn, nàng giơ lên trong tay trường kiếm, chỉ thiên một dẫn. Thanh trường kiếm kia chất liệu như ngọc trai xinh đẹp, trong suốt sáng long lanh, châu sáng lóng lánh, rõ ràng đã có kiếm thú dung nhập trong đó. Bất quá Phong Sóc Vũ thấy được trạm Lam Hải Ngục, nàng ánh mắt lạnh lùng, quần dài màu lam tại lôi đình bao phủ bên trong bao phủ. Đúng vào lúc này, bốn đầu kiếm thú theo hắn trên thân kiếm đi ra. Bọn họ đều là bốn kiếm thiên phú. Thái A kiếm tộc hiện tại bốn kiếm thiên phú, so Thái Ất kiếm tộc hơn rất nhiều. Cái kia bốn cái cộng sinh thú, lại là bốn cái cự đại vỏ sò, mỗi cái đều có hơn 100 mét lớn lên, nó trên người chúng hào quang rực rỡ, cái kia giáp xác vô cùng cẩn trọng, rõ ràng phòng ngự lực kinh người, hắn thân lên lưu quang giật thải, tựa như ảo mộng, cực kỳ lộng lẫy. Này cộng sinh thú, tên là Ngọc Hải Thiên Trọng Bối. Này chủng loại hình cộng sinh thú, thật đúng là hiếm thấy, bọn họ bốn cái vần quanh tại Phong Sóc Vũ bên cạnh, chung thi triển thần thông, như là bốn cái cự đại thuẫn bài, vì Phong Sóc Vũ chặn Miêu Miêu thần thông. Thậm chí, bọn chúng thần thông, tại Phong Sóc Vũ trên thân, tạo thành một cái như chân châu giống như hoa mỹ thiên trọng hộ thuẫn, dán tại làn da của nàng tầng ngoài, để hắn đau thương bất nhập. Đối mặt Lý Thiên Mệnh bốn cái cộng sinh thú, Phong Sóc Vũ lựa chọn để cộng sinh thú trở về phổ thông trạng thái. Muốn để chúng nó ngăn lại Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, mà nàng tiếp tục tiến công địa ngục thụ. Hắn cái này thực vật hệ cộng sinh thú thật sự là phiền phức, bất quá, chặt chính là. Địa ngục thụ đang ở trước mắt, mà nhất nguyên thần tông người, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh những người khác còn chưa có trở lại, nàng không có khả năng từ bỏ. Nói trắng ra là, cũng là xem thường nhất nguyên thần tông, lập công sốt ruột. Khi nàng muốn hướng về khởi nguyên thế giới thụ mà đi thời điểm, nàng lại phát hiện. Chính mình thật đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh, càng đánh giá thấp hơn hắn cộng sinh thú. Chỉ là cái kia một đầu hai đầu thần long, thì ở trong nước phiên vân phúc vũ, Phong Sóc Vũ cái kia, Ngọc Hải Thiên Trọng Bối, ở trong nước không bằng nó linh hoạt thô bạo, bốn cái cộng sinh thú,
cứ thế mà để Lam Hoang cùng tiên tiên thánh quang đằng mạn cho ngăn trở ngăn lại. Nhất là tiên tiên màu đen sợi rễ, theo cái kia vỏ sò khe hở, trực tiếp vào hắn vỏ sò bên trong thân mềm, một trận cắn xé, đau đến cái kia ngọc hải thiên trọng bối, ở trong nước phát ra chói tai âm ba. Phong sóc phũ đem nước cùng thanh âm dung hội cùng một chỗ, nước âm chi đạo đồng dạng huyền diệu, để cho người nghe hoa mắt váng đầu, như là hải yêu ca sướng, loại thần thông này đối người khác mà nói rất đáng sợ, nhưng là đối Lam Hoang tới nói, nó giọng lớn, một trận hồng mông âm ba nộ hống, trực tiếp đem ngọc hải thiên trọng bối mê loạn thanh âm ép xuống. Rầm rầm rầm, nó cùng ngọc hải thiên trọng bối, đều là phòng ngự lực kinh người cộng sinh thú, Lam Hoang phối hợp thiên tiên, ở trong nước lấy một địch bốn, quả thực là chống được. Đến mức phong sóc phũ, sớm bảo huỳnh hỏa cùng miêu miêu dây dưa kéo lại, có bọn họ tại, nàng không có kiếm thú bám vào trên thân kiếm, đơn thể chiến đấu lực hạ xuống, căn bản là không có cách phá vây. Coi như trên người nàng có thiên trọng hộ thuẫn, đụng tới huỳnh hỏa thông thiên cương khí, vẫn bị đâm đến đau đớn vạn phần, dù là nàng, thương hải minh kiếm thuật, thủy kiếm âm một thể, biến hóa thất thường, vẫn bắt không ngừng huỳnh hỏa cùng miêu miêu. Lý Thiên Mệnh cường thành dạng này. Vẫn là nói hắn trong khoảng thời gian này, chỉ ít liên tục đột phá hai trọng. Phong sóc phũ tê cả ra đầu, có như vậy trong nháy mắt, nàng nghĩ tới rút lui, có thể nhìn đến cái kia địa ngục thụ đang ở trước mắt, lại nghĩ tới chính mình dù sao nhiều người, tâm lý hung ác, tiếp tục tiến công. Phân ra mấy người tới, phong sóc phũ nói. Ngay tại nàng bị Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, vây khốn công sát thời điểm. Lý Thiên Mệnh một người song kiếm. Đã sớm cùng Phong Lâm Âm giết đến kiếm khí tung hoành, nước bùn bay trên trời. Phong Lâm Âm sinh được dí dỏm hồn nhiên, nhưng kiếm của nàng xác thực rất hung mãnh, đây là sát nhân kiếm. Nàng từng kiếm một, đều là hướng về phía giết người mà đến, mà không phải là vì một phần. Một đám không biết sống chết chi đồ, sắp chết đến nơi còn dám làm càn, hôm nay ta liền chặt của ngươi đầu chó, lấy lễ tế ta sư đệ trên trời có linh thiêng. Phong Lâm Âm kiếm kiếm bạo sát. Phù phong ngâm kiếm thuật sở hướng, kiếm khí gào thét, đâm rách không khí, đâm vào màng nhĩ lên, mỗi một kiếm đều có bực này thần uy. Cùng lúc đó, nàng dung hợp tứ đại kiếm thú màu sắc rực rỡ trường kiếm có được mê huyễn sắc thái, khiến người ta càng khó coi hơn rõ ràng hắn kiếm đạo quỹ tích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người sư đệ, người nói phong đạo nghĩa đúng không? Cái kia người có nhớ, thiên vân chi chiến, người lục đạo kiếm tông đệ tử. Giết ta nhóm người một người đệ tử. Lý Thiên Mệnh tính khí nóng nảy, ánh mắt lạnh lẽo, tuy nhiên giữ vững địa ngục thụ, nhưng là lần này sinh tử một đường, để sát cơ của hắn khủng bố sinh sôi. Mười một người đệ tử, không đều là giống như ngươi, không biết sống chết ngu xuẩn a. Còn thủ hộ tôn thần, các ngươi liền hiện thực đều không làm rõ ràng được, đáng đời không không chịu chết. Đáng tiếc ngươi mất mạng nhìn, các ngươi tôn thần, bị bát đại thần vực tháo thành tám khối. Phong Lâm Âm lạnh lùng nói. Ta nói người thật đẹp mắt cô nương, nhất định muốn như thế vô tình a. Lý Thiên Mệnh nói. Vô tình, không, ta hữu tình a. Người hỏi loại vấn đề này, thực sự quá ngây thơ ấu trĩ, thần vực ở giữa tranh chấp, lẫn nhau bóp chết thiên tài đều có không ít, huống chi còn là cái trọng sinh thần. Có người này tồn tại, thì nhất định không chết không thôi, người đã mở sát giới, càng đã định trước phải chết. Phong Lâm Âm nói. Há, ha ha. Lý Thiên Mệnh trong lúc nói chuyện, liền cùng nàng giao phong mấy lần, đối phương một người bốn thú đô tại, xác thực rất mạnh. Cái kia, tại ta bị giết trước đó, trước để cho các ngươi lục đạo kiếm tông đệ tử, trước cho ta phủ kín hoàng tuyền lộ đi. Lý Thiên Mệnh cũng không thích không thương hương tiếc ngọc, nhưng một số thời khắc, đến không chết không thôi cục diện, làm thái cổ thần tông đệ tử trở thành thịt cá, mặc người chém giết thời điểm, hắn muốn phản kháng. Hắn quên không được hiên viên đạo hy vọng. Cũng biết hắn cần một đường nóng nảy phản sát, Khương Phi Linh mới có đường sống. Hắn thực sự nhập địa ngục chiến trường một khắc, lửa giận thì đốt tới cổ họng, giờ phút này càng là phun phát ra. Hắn như quỷ ảnh cực nhanh tiến tới. Phong Lâm Âm, Lý Thiên Mệnh nhận biết tên của nàng, biết thân phận của nàng. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là toàn lực thi triển. Chấn hồn chi đồng, thần hồn thiên thư tầng thứ ba, tay trái hắc ám trên cánh tay con mắt thứ ba. Để Phong Lâm Âm toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối, một cái to lớn con mắt màu đỏ ngòm, như là huyết hồng mặt trời treo ở trên trời. Ây, Phong Lâm Âm trừng to mắt, thần hồn nhói nhói, cái kia bàng bạc tinh thần áp lực, để cho nàng cả người lâm vào cực hạn lo nghĩ bên trong. Nàng điên cuồng xuất kiếm,
dùng cái này đến làm dịu sợ hãi trong lòng. Kiếm khí bao phủ, phá nát cái này hắc ám thế giới, xé rách cái kia con mắt màu đỏ ngòm. Ngay tại lúc này, đầy trời kiếm hình cánh hoa từ trên trời giáng xuống, căn bản không thể nào ngăn cản, cho dù là Phong Lâm Âm phản ứng rất nhanh, vẫn có không ít Mạn Châu Sa Hoa kiếm hình cánh hoa, đâm vào huyết nhục của nàng lên, thật sâu đâm vào đi, trực tiếp hút máu, lấy máu. A! À, Phong Lâm Âm đau kêu một tiếng, sắc mặt nhăn nhó. Nàng động tác rất nhanh, huy kiếm chém nứt trên người Phệ Huyết Kiếm Vũ, lại lấy hùng hồn sinh kiếp chi lực, đem còn sót lại trong thân thể kiếm hình cánh hoa dung ra tới. Đi tốt không tiễn. Lý Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trong tay Đông Hoàng kiếm bạo phát vạn trượng quang mang. 500 tinh nguyên trạm tinh cổ thần thể cùng 1000 đạo thiên kiếp kiếm khí, đều là để hắn cường thịnh tư bản. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Một phương vội vàng ứng đối, một phương thế như trẻ tre, kết cục đã sớm đã định trước. Cơ hồ là trong tích tắc. Lý Thiên Mệnh như tuyệt thế chi đế hoàng, song kiếm một trước một sau chặt chém xuống. Mỗi một kiếm đều sinh ra bạo loạn kiếm khí, hội tụ thành kiếm trụ, xuyên qua mà ra, thương sinh kiếm ý, hùng hồn bá đạo. Đệ nhất kiếm, tại chỗ chém nát Phong Lâm Âm màu sắc rực rỡ trường kiếm. Đệ nhị kiếm, đâm vào Phong Lâm Âm trong lòng, màu đen địa ngục kết giới bỗng nhiên xuất hiện, chặn cái này một kích chí mạng. Cái này mang ý nghĩa, Phong Lâm Âm đã chiến bại bị loại. Nàng và 4 cái kiếm thú, đều bị chí mạng thương tổn, toàn bộ bị địa ngục kết giới vây chết. Chỉ nếu không có ai theo ngoại giới đánh phá địa ngục kết giới, nàng sẽ ở vây ở chỗ này, thẳng tới địa ngục chi chiến kết thúc. Nhưng là, nàng sắc mặt trắng bệch ở giữa, còn chưa lên tiếng, Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm, trực tiếp đâm vào nàng địa ngục kết giới lên. 1000 đạo thiên kiếp kiếm khí, xuyên qua mà ra, thiên kiếp kiếm khí hội tụ một cái điểm, hắn bát đại mệnh tuyền lực lượng ngưng tụ tại Đông Hoàng kiếm trên mũi kiếm, tại chỗ đem địa ngục kết giới đâm rách. Cùng lúc đó, nàng tứ đại cộng sinh thú địa ngục kết giới, đồng thời phá nát. Cho đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh muốn làm gì, mọi người đều biết. Phong Lâm Âm sắc mặt trắng bệch, giờ này khắc này, nàng mới cảm nhận được đến từ sợ hãi tử vong. Ngươi gan chó. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt đã sớm thảm biến, trực tiếp co cẳng chạy trốn. Phong Lâm Âm tốc độ cũng không tệ lắm, trong nháy mắt liền có thể tuyệt trần. Ngay tại lúc này, trong vũng bùn bỗng nhiên lao vút vô số màu đen sợi rễ, trong nháy mắt cuốn lấy thân thể của nàng. Sau một khắc, một đạo xiềng xích màu đen lao vút mà đến, trong nháy mắt cuốn lấy cổ của nàng. Phu quân! Phong Lâm Âm trừng to mắt, vội vàng đi bắt cái kia xiềng xích. Xoẹt! Nàng thét lên im bặt mà dừng. Một cái đầu người, để Lý Thiên Mệnh kéo lại. Một cỗ thi thể không đầu, mềm ngã trên mặt đất, trầm xuống đầm lầy. Phong Lâm Âm, tại chỗ tử vong. Tiểu Âm! Phong Sóc Vũ đã mất tiếng, nàng ngây người tại chỗ, hai mắt đỏ thẫm, khóc không thành tiếng. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Phong Lâm Âm tứ trọng sinh kiếp, một người 4 thú, đánh không lại Lý Thiên Mệnh. Bây giờ Phong Lâm Âm bất ngờ chiến tử, trong nội tâm nàng đang rỉ máu, căm giận ngút trời cùng sát cơ giấy lên thời điểm, nàng lại cảm nhận được hối hận. Địa ngục thụ xuất hiện để bọn hắn che đôi mắt, tại chỗ thì tiến công, có thể cái này dù sao cũng là Thái Cổ Thần Tông địa bàn A. Tiểu Âm, Tiểu Âm! Từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội, tất cả mọi thứ đều cùng một chỗ chia sẻ, có thể giờ khắc này, nàng lại tận mắt nhìn thấy, muội muội cứ như vậy lấy thật không thể tin phương thức, rời đi thế giới. Tử vong không phát sinh ở bên cạnh mình, rất nhiều người sẽ không biết, thân tử đạo tiêu, đến cùng đến cỡ nào tàn khốc. Phong Sóc Vũ tâm, tại thời khắc này bị xé nứt. Nàng ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ba, nàng tiếp nhận một vật. Cúi đầu xem xét. Đó là Phong Lâm Âm đầu, nàng đang sợ hãi nhìn lấy chính mình. Phong Sóc Vũ điên rồi. Nàng lần nữa ngẩng đầu, thanh niên tóc trắng kia đứng tại trước mắt của nàng, lạnh lùng cười một tiếng, nói, Lục Đạo Kiếm Tông, ta hiện tại hỏi ngươi, biết giết người vô tình, sẽ phải gánh chịu cái gì báo ứng sao? Rút lui, Phong Sóc Vũ dưng dưng tuyên bố. Nàng thật sợ. Rút lui không được, đều phải chết ở chỗ này, mọi người mệnh đều là mệnh, các ngươi giết ta nhóm 11 cái, ta giết các ngươi 30, gấp 3 hoàn trả, các ngươi kiếm lớn. Tại Lý Thiên Mệnh thanh âm hạ xuống xong, hắn một người 4 thú, vây công Phong Sóc Vũ. Phanh phanh phanh, tiên tiên thánh quang đằng mạn không ngừng gõ quất roi, đã sớm để cái kia Ngọc Hải Thiên trọng bối buồn ngủ, tinh khí đánh mất, Lý Thiên Mệnh cũng không cần động bọn họ,
hắn nói qua muốn vì Thái Cổ Thần Tông đệ tử báo thù, mà bây giờ, liền để cho hung thủ trả giá đắt. Hắn cùng Miêu Miêu, Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên cùng tiến lên. Phệ Huyết Kiếm Vũ, Phần Thiên Vũ Linh, tăng thêm Vạn Cực Điện Võng càn quét, Lý Thiên Mệnh Thái Nhất Tháp chân áp xuống dưới, đem Phong Sóc Vũ đặt ở đáy nước. Đại lượng màu đen sợi rễ, theo đáy nước bên trong sinh ra, Phong Sóc Vũ giết đều giết không sạch sẽ. Phu quân, cứu ta, cứu ta. Phong Sóc Vũ nước mắt bão táp, không nói Huỳnh Hỏa bọn chúng thần thông, chỉ là Tiên Tiên cái kia giết không sạch sẽ cành lá, thì đầy đủ bảo nàng hoảng sợ bất lực, muội muội tử trạng còn ở trong lòng tái hiện. Người phu quân là Lục Đạo Kiếm Tông đệ nhất đệ tử Khương Vô Tâm sao? Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại hắn trước mắt, lạnh lùng hỏi. Đúng, ngươi sợ hắn rồi, ngươi thả ta đi, hắn sẽ cho các ngươi một con đường sống. Phong Sóc Vũ vội vàng nói. Ta đều giết ngươi muội muội, hắn có thể tha ta. Lý Thiên Mệnh cười. Sẽ, chỉ cần ngươi thả ta. Phong Sóc Vũ vội vàng nói. Thành, ta đem các ngươi tỉ muội đầu người đưa về cho hắn làm dịu tưởng niệm. Người muội muội nói không sai, đã không chết không thôi, cái kia cũng không cần khuyên người nhân từ, các người tài giỏi sự tình, ta cũng có thể làm. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa bọn họ, ùa lên, lại thêm Thái Nhất Tháp chân áp, Phong Sóc Vũ tuyệt đối không có sinh lộ. Ngươi không được tốt. Phong Sóc Vũ lời còn chưa nói hết đâu, Lý Thiên Mệnh thì làm thịt nàng. Phong Sóc Vũ, chết. Nàng sợ là nằm mơ đều không nghĩ tới, thiên hạ đệ nhất hội, vậy mà hung hiểm đến trình độ như vậy. Một cái Lý Thiên Mệnh, so Hiên Viên Vũ Thịnh còn gọi người đáng sợ. Chí ít Hiên Viên Vũ Thịnh, đều chưa hẳn có đảm lượng động các nàng. Tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, chỉ cần không chết không thôi, cái gọi là mỹ nhân chưa bao giờ quyền được miễn, đáng chết đều phải chết. Các ngươi chỉ là bắt đầu, tiếp đó, địa ngục chiến trường, ta cùng các ngươi chậm rãi chơi. Lý Thiên Mệnh dẫn theo hai người đầu, cứ như vậy đập vào trên chiến trường. Lục Đạo Kiếm Tông trước mắt còn có 27 người. Chiến chết một cái, mà Thái Thanh Phương Thị bên này đã nhanh chết trận hai người, bị đào thải ba người, có thể thấy được chiến đấu sự khốc liệt. Thì coi như bọn họ có thương vong, khi bọn hắn nhìn đến Phong gia tỷ muội thủ cấp, đã gặp các nàng trước khi chết hoảng sợ, trong lòng vẫn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn giết Khương Vô Tâm nữ nhân. Hai cái cùng một chỗ giết, các nàng thế nhưng là phó tông chủ con gái a. Nhanh giết chết hắn. Đánh rắm, nhanh đi về tìm Khương sư huynh, nhanh. Cục thế thuận tiện đại biến. Phương Thần Cảnh cùng Phương Nguyệt Vi bọn họ bọn người, trong lúc nhất thời đều tê cả ra đầu, thậm chí trợn mắt hốc mồm, dù là tâm tình phấn chấn, có thể giờ khắc này, bọn họ rốt cục cảm nhận được, đến từ Lý Thiên Mệnh khủng bố. Phương Thần Cảnh mí mắt, hung hăng nhảy một cái, liền đầu đều thấp xuống. Hắn cuối cùng biết, Lý Thiên Mệnh vì cái gì có thể làm phó thống lĩnh. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, đại đa số Lục Đạo Kiếm Tông đệ tử lựa chọn chạy trốn. Bởi vì, bọn họ đã thấy Bắc Cung Thiền Vũ, mang theo mười mấy người trở về. Lý Thiên Mệnh chu sát hai người thời gian cũng không dài, Bắc Cung Thiền Vũ tốc độ của bọn hắn tính toán nhanh. Mau bỏ đi. Lục Đạo Kiếm Tông đệ tử sắc mặt đại biến, hành động lần này, triệt để thất bại. Ta nói qua, một cái cũng đừng hòng đi. Lý Thiên Mệnh thanh âm lạnh lùng bao phủ. Lưu bọn họ đi, đem Khương Vô Tâm cùng còn lại người của thần vực mang đến. Diệt đi Thái Cổ Thần Tông sao? Cho đến ngày nay, sinh tử vô tình, Lý Thiên Mệnh đã sớm không ngây thơ. Một khắc nhân từ, đều là đang hại chết chính mình. Tất cả mọi người, đều hiểu đạo lý này. Cản bọn họ lại, Phương Thần Cảnh cùng Bắc Cung Thiền Vũ đồng thời hiệu lệnh. Rầm rầm rầm, khởi nguyên thế giới thụ màu đen sợi rễ ào ào bạo khởi, trong lúc nhất thời ở chung quanh kết thành một cái nhà tù. Vô số thánh quang đằng mạn cùng mang theo mạn châu xa hoa cành lá bao phủ, đem chiến trường triệt để phong bế. Vì cái gì chỉ cho phép bọn họ, giết huynh đệ của chúng ta đồng bào, không cho phép ta nhóm phản sát. Các huynh đệ, để Lục Đạo Kiếm Tông đi chết, để bọn hắn cũng truyền thừa đoạn tuyệt. Vì chết đi huynh đệ tỉ muội báo thù. Giết! Tiếng hô giết sung trời. Trong khoảng thời gian này, Thái Cổ Thần Tông Thiên Nguyên đệ tử, nhận chịu quá nhiều biệt khuất cùng áp lực. Bọn họ nhìn lấy bằng hữu chết đi, nhìn lấy tông môn bị khi nhục, nhìn lấy bát đại người của thần vực tại Thái Cực Phong Hồ Diệu Võ Dương Oai, tất cả mọi người không coi bọn họ là người nhìn, tuyên bố tùy ý giết hại. Mà bây giờ, cơ hội báo thù đến rồi. Có Lý Thiên Mệnh đi đầu giết người, bọn họ thì sợ gì trả thù. Muốn là sợ chết, liền sẽ không đi vào nơi này.
các huynh đệ, cũng cho chúng ta, oanh động đại lục một lần. Gầm lên giận dữ, Huy Sái trong lòng nhiệt huyết cùng huyết hải thâm cừu. Cuồng nhiệt ý chí, bất khuất đấu tranh chi hồn, đệ nhất thần vực tôn nghiêm. Đủ loại tâm tình hội tụ. Tại khởi nguyên thế giới thụ toàn trường trưởng khống phía dưới, lục đạo đệ tử của kiếm tông, tao ngộ phiền toái cực lớn, bọn họ chẳng những nhân số lên thành thế yếu, mà lại cực độ thiếu khuyết tứ trọng sinh kiếp trở lên cường giả. Xem xét lại thái cổ thần tông, bao quát Lý Thiên Mệnh ở bên trong, hết thảy có 4 cái. Lý Thiên Mệnh cùng hắn cộng sinh thú, xông vào đám người, trên cơ bản gặp người thì giết. Đông Hoàng kiếm phía dưới, không có toàn thây. Hắn giết điên rồi. Người muốn bức tử Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh hỏi một người. Linh Nhi là ai a? Người kia sắc mặt đau thương, liền bó mang lăn, hắn địa ngục kết giới đã bị Lý Thiên Mệnh phá vỡ. Phốc phốc, Lý Thiên Mệnh theo bên cạnh hắn lướt qua đi thời điểm, này đầu người đã lăn trên mặt đất. Ba, liền thi thể đều trầm xuống vũng bùn. Lý Thiên Mệnh đã đối mặt cái kế tiếp. Ta hỏi ngươi, người muốn bức tử Linh Nhi a? Hắn âm u cười hỏi. Lý Thiên Mệnh. Ngươi đi chết, ngươi hù dọa ta đây. Đối phương rất ngang, phủ đầu thì đánh tới. Đinh đinh phốc, Lý Thiên Mệnh liên tục 3 kiếm. Một kiếm đánh ra địa ngục kết giới. Một kiếm đánh nát địa ngục kết giới. Sau cùng một kiếm, xuyên thấu tim của hắn. Xuống một vị, bên trên qua lại đáp vấn đề. Hắn như ma quỷ chỗ đến, không ai cản nổi, người gặp nghe tin đã sợ mất mật. A, à, chạy mau, bọn họ điên rồi. Nhất Nguyên Thần Tông. Các ngươi chắc chắn toàn tông hủy diệt, thần vực diệt vong. Còn chưa hô xong, mất đi địa ngục kết giới người, rất nhiều trực tiếp bị huỳnh hỏa thông thiên cương khí xuyên thấu, hoặc là bị tiên tiên phệ huyết kiếm vũ xuyên thấu, tại chỗ chết thảm. Vũng bùn địa ngục lên, ngự thú sư cùng cộng sinh thú thi thể lăn lộn cùng một chỗ, máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là tàn khuyết toái thi. Theo Hiên Viên Vũ Thịnh dẫn người trở về, gặp mặt thì giết, lục đạo đệ tử của kiếm tông đối mặt thái cổ thần tông toàn viên. Càng thêm sụp đổ, cơ hồ chết sạch sẽ. Bọn họ rất thông minh, đánh trước ra địa ngục kết giới thì mặc kệ, dù sao địa ngục kết giới ra, người thì bị vây ở tại chỗ, không thể rời đi. Các loại tất cả địa ngục kết giới đều đánh ra đến, lại đem người nguyên một đám phóng xuất, vây công đến chết. Rốt cục, làm tất cả mọi người toàn thân nhuốm máu thời điểm, chiến tranh kết thúc. Lý Thiên Mệnh lập xuống công lao hãn mã, nhất là hắn cộng sinh thú tiên tiên. Đối toàn bộ chiến trường trưởng khống quá mạnh, nó dây leo cành lá, cơ hồ trợ giúp mỗi cái thái cổ thần tông đệ tử tại đối phó địch nhân. Phụ cận phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ tất cả đều là lục đạo kiếm tông đệ tử cùng hắn cộng sinh thú thi thể. Lý Thiên Mệnh thêm vào chiến trường về sau, thái cổ thần tông vẻn vẹn chỉ có mấy cái người đệ tử cộng sinh thú bị đánh ra địa ngục kết giới, nhưng cũng không có mất đi điểm số. Sau cùng đánh ra địa ngục kết giới, bổ đao, Lý Thiên Mệnh chiếm cứ đại đa số. Cho nên hắn hiện tại điểm số khẳng định rất cao. Bắc Cung Thiền Vũ cùng Hiên Viên Vũ Thịnh trở về sau, chiến đấu càng không lo lắng, một khi hình thành áp chế, lục đạo kiếm tông binh bại như núi đổ. Bọn họ nguyên bản có 45 người đệ tử, hiện tại rất có thể, chỉ còn lại 15 cái, cửu đại tông môn ít nhất. Không hề nghi ngờ, đây là một trận tự đại đánh lén, tạo thành sai lầm thảm bại. Nhưng nói thật, Phong Sóc Vũ cùng Phong Lâm Âm, cơ hồ kém chút liền thành công. Nếu để cho các nàng thành công, thái cổ thần tông đệ tử tuyệt đối xuống tràng thê thảm. Kiểm tra một chút, có hay không cá lọt lưới. Hiên Viên Vũ Thịnh kinh tâm động phách, hắn vừa nói chuyện, một bên nhìn lấy trong góc Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chính để hắn cộng sinh thú phun nước, đến thanh tẩy Đông Hoàng kiếm lên vết máu, kinh lịch một trận tử chiến, lập xuống công lao hãn mã, hắn lại giống sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, biểu lộ lạnh nhạt, không có mừng rỡ, cũng không có e ngại. Vũ Thịnh đại ca, thiếu một cái, chỉ có 29 bộ thi thể, chạy mất người thật giống như là Phong Tiểu Lê. Hắn là tứ trọng sinh kiếp, ngay từ đầu đối phó Nguyệt Phi tỷ, về sau có thể là thấy thế chạy trước, hắn cộng sinh thú là thổ thuộc tính, đoán chừng mượn nhờ vũng bùn chạy. Cái này tuyệt đối không phải tin tức tốt. Một người chạy, đều đại biểu cho địa ngục thụ vị trí bại lộ. Càng mang ý nghĩa, mấy ngày kế tiếp, nhất định sẽ có người đến đây. Thảm bại bi phẫn lục đạo kiếm tông đệ tử, rất có thể sẽ liên hợp còn lại người của thần vực. Chiến thắng mừng rỡ, tại thời khắc này trong nháy mắt băng lãnh, thoải mái báo thù về sau, mọi người bắt đầu mặt buồn rười rượi. Mọi người, nghe ta nói một câu, Hiên Viên Vũ Thịnh nhìn về phía mọi người, nói, chúng ta tiến đến mục đích là cái gì?
không phải liền là giết người báo thù. Bây giờ chúng ta để Lục Đạo Kiếm Tông, chết 29 người, để bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng, chúng ta đã kiếm lời a, đã như vậy thì sợ gì. Về sau liền đem mệnh nắm trên tay, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, dù sao đều phải chết, hiện tại đã không lời không lỗ, tiếp đó, giết một cái kiếm lời, giết hai cái kiếm lời lật ra a. Cái này Viêm Hoàng Đại Lục về sau ngàn năm lịch sử, người nào có thể quên, chúng ta tại cái này thiên hạ đệ nhất hội, làm qua như thế phóng khoáng bao la hùng vĩ sự tình. Phú Thịnh đại ca nói đúng. Đã không lời không lỗ, còn sợ cái rắm, lần này để Thái Thanh Phương thị huynh đệ chịu khổ, lần sau chúng ta Thái Cổ Hiên Viên thị xung phong, phải có người chết, chúng ta tới chết. Có lúc, người tuổi trẻ thỏa mãn, cũng là đơn giản như vậy. Hiên Viên Vũ Thịnh đã hiểu rõ đi qua. Các vị, lần này chúng ta nhiều lần thoát chết, bảo trụ địa ngục thụ, còn đau giết Lục Đạo Kiếm Tông cẩu tặc, Lý Thiên Mệnh còn chặt Phong Sóc Vũ cùng Phong Lâm Âm tỉ muội, công lao hàng đầu. Ta liền không nói lời khách sáo, tại phía trên chiến trường này, hắn chính là ta Hiên Viên Vũ Thịnh thân huynh đệ, ta nguyện ý vì hắn bán mạng, ta muôn lần chết không từ. Ta cũng nguyện ý, mọi người đồng sinh cộng tử. Về sau 9 ngày, chúng ta đồng sinh cộng tử. Bắc Cung Thiền Vũ vươn tay. Mỗi người đều vươn tay, đưa bàn tay đặt chung một chỗ, hơn 40 người rất nhiều, chen đều chen không tiến vào. Lợi hại, ta phục. Phương Thần Cảnh lắc đầu, cười khổ một tiếng. Cho nên ngươi dự định như thế nào? Thì đi theo đám bọn hắn đi, nhìn có thể làm ra cái gì thành tựu tới. Bất quá, nghe nói Khương Vô Tâm ái thê như mạng, hắn nếu như biết rõ tin tức, không phát điên, ta thì không họ Phương. Phương Thần Cảnh nói, cái này không có gì, ai cũng có người yêu, ai cũng có thể vì người yêu chiến đấu chém giết, Khương Vô Tâm có thể, Lý Thiên Mệnh có thể, chúng ta cũng có thể. Phương Nguyệt Vi nói, ngươi nói đúng, không quan hệ thiện ác. Thì nhìn xem ai có thể tại cái này tu la chàng bên trong, sống sót, nhìn bản sự nói chuyện. Phương Thần Cảnh nói, ngươi cảm thấy hắn có bản lãnh này sao? Phương Nguyệt Vi nhìn một chút Lý Thiên Mệnh. Xem đi, Phương Thần Cảnh nói. Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh sờ lên Đông Hoàng Kiếm, sau đó thu vào. Như Khương Vô Tâm loại này người, địa ngục chiến trường, tối thiểu có 4-5 cái. Nhưng, đều phải chết. Hắn biết. Lục Đạo Kiếm Tông trực tiếp chết 29 người, một cái so một cái thảm, thiên nhãn bên ngoài kết giới, khẳng định đã oanh động. Thậm chí, Thái Cổ Thần Tông sẽ cùng Lục Đạo Kiếm Tông, hình thành kịch liệt xung đột. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, các đại tông môn đều có thiên nhãn kết giới, như vậy, khắp thiên hạ đều đang nhìn hắn Lý Thiên Mệnh, kiếm trảm phong ra tỉ muội, thúc đẩy 29 cái Lục Đạo Kiếm Tông đỉnh phong đệ tử cái chết, hắn giết người nhiều nhất. Lần này oanh động. So giết chết Phong Đạo Nghĩa mãnh liệt nhiều, cơ hồ muốn Lục Đạo Kiếm Tông mệnh. Tam Nguyên chiến trường lên, Lục Đạo Kiếm Tông những cường giả kia sẽ như thế nào? Kiếm Hồn Đế Sơn lên, Lục Đạo Kiếm Tông toàn tông đệ tử, lại nên như thế nào gào thét? Loại kia tràng diện, suy nghĩ một chút đều kích thích. Bất quá, Lý Thiên Mệnh nhìn không thấy, hắn cũng không muốn nhìn thấy. Hắn tiến địa ngục chiến trường, liền muốn tới làm sát thần. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Bọn họ muốn giết chết Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh lửa giận, tuyệt không chỉ là một bước này. Tầng thứ 8 Hàn Băng địa ngục thụ bên cạnh. Nơi đây băng phong thiên lý, nhiệt độ cực thấp, còn có băng lãnh hàn chiều bao phủ, có thể đem người tươi sống chết cóng. Khương Vô Tâm tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, ngay tại ngộ kiếm. Sóc Phú cùng Lâm Âm đi điều tra tầng thứ 9 địa ngục, làm sao còn chưa có trở lại. Người khác hỏi. Khương Vô Tâm không nói chuyện, toàn thân hắn đều tại trên thân kiếm. Thời gian trôi qua. Bỗng nhiên, nơi xa có một người thất tha thất thểu mà đến, người kia sắc mặt đau thương, đầy người vết máu, đi bộ bất ổn. Phong Tiểu Lê, địa ngục thụ bên cạnh mười mấy người đứng lên. Nghe được cái tên này, Khương Vô Tâm mới để xuống trường kiếm, ánh mắt hắn được miếng vải đen, dùng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, hoặc là nói, dụng tâm nghe. Làm sao lại ngươi một cái, bọn họ đâu? Khương Vô Tâm còn đắm chìm trong vừa mới lĩnh ngộ bên trong, thuận miệng hỏi. Khương Sư Huynh. Phong Tiểu Lê quỳ gối Hàn Băng trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Thế nào? Khương Vô Tâm hỏi. Phong Tiểu Lê miệng đều đang run rẩy, nói không nên lời. Phong Tiểu Lê, đừng thừa nước đục thả câu. Người bộ dáng này, làm cho cùng ra chuyện giống như, chúng ta Lục Đạo Kiếm Tông, lại không đắc tội người nào, có thể xảy ra chuyện gì. Đừng làm rộn. Bên cạnh mấy người nói, Khương Sư Huynh,
ta nói ra miệng, ngươi ngàn vạn phải sống. Phong Tiểu Lê thanh âm khàn khàn nói. Mọi người ngốc trệ. Thật ra chuyện rồi. Làm sao có thể? Nói đi, Khương Vô Tâm lau sạch lấy kiếm trong tay nói. Là như vậy, chúng ta tại tầng thứ 9 triều trạch địa ngục điều tra, vậy mà trực tiếp phát hiện địa ngục thụ, tại địa ngục cây bên cạnh, thấy được Thái Cổ Thần Tông đệ tử, đều là Thái Thanh Phương Thị, chỉ có 15 người, Sóc Phú cùng Lâm Âm quyết định lập tức tiến công, hủy đi bọn họ địa ngục thụ, dù sao chúng ta có 30 người, là đối phương gấp 2. Mắt thấy các nàng liền muốn thành công, cái kia Lý Thiên Mệnh xuất hiện, sau đó. Nói, Khương Vô Tâm bỗng nhiên động thủ, đem hắn nhấc lên. Lý Thiên Mệnh đánh bại các nàng liên thủ, giết các nàng. Sau đó, còn lại Thái Cổ Thần Tông đệ tử trở về, hết thảy hơn 40 người vây giết, đem chúng ta người giết đến sạch sẽ, chỉ có ta một người trốn thoát. Bọn họ 29 cái, đều đã chết. Phong Tiểu Lê một cổ tác não nói xong, sau đó gào khóc. Ba. Hắn bị ném trên mặt đất. Một cỗ lạnh lẽo hàn khí, bao phủ toàn trường, Phong Tiểu Lê ngẩng đầu, nhìn đến Khương Vô Tâm cả người, đều tại tiêu tán lấy hung hoành kiếm khí. Thiên địa vắng vẻ. Không có khả năng, Phong Tiểu Lê, người đừng nói giỡn, đệ đệ ta đâu. Đúng a, loại chuyện này có thể lấy ra nói đùa. Lý Thiên Mệnh cảnh giới gì, đánh bại các nàng liên thủ. Nghe nói hắn mới cổ thánh cảnh, coi như đột phá, nhiều lắm là đối phó tam trọng tử kiếp. Những người còn lại thần sắc khẩn trương, vội vàng nắm lấy hắn hỏi. Là thật, là thật. Phong Tiểu Lê nằm trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, cả người đã đánh mất đấu trí. Cái kia tôn thần đệ tử, hắn rất mạnh. Lại lần nữa tĩnh mịch. Mọi người ngơ ngác nhìn Khương Vô Tâm, nhìn nhìn lại Phong Tiểu Lê. Khương Vô Tâm không có có mắt, không nhìn thấy nét mặt của hắn, thế nhưng là, hắn ngay cả sợi tóc đều đang run rẩy, cái kia kinh người sát khí, gọi người tê cả da đầu. Phong Tiểu Lê, mang ta đi. Khương Vô Tâm nói. Sư huynh, chúng ta nếu biết bọn họ địa ngục thụ vị trí, ta đề nghị chúng ta đi lên tìm những tông môn khác, liên thủ diệt tuyệt Thái Cổ Thần Tông. Có người thê thảm nói. Khương Vô Tâm không có nghe. Hắn đem Phong Tiểu Lê nhấc lên, nói, hiện tại, mang ta đi tìm bọn họ. Khương sư huynh, bọn họ có hơn 40 người. Ở chỗ này, ta muốn giết một người, bao nhiêu người đều ngăn không được. Khương Vô Tâm nắm cổ của hắn, dẫn đường. Cái kia tĩnh mịch sát khí, theo bàn tay của hắn lan tràn đến trên cổ của hắn. Phong Tiểu Lê biết, đây tuyệt đối là cái này Khương sư huynh, kinh khủng nhất thời điểm. Là Lục Đạo Thần Vực, Kiếm Hồn Đế Sơn. Không chỉ là tông môn, toàn bộ Lục Đạo Thần Vực, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. 30 Lục Đạo Kiếm Tông đệ tử, cơ hồ hủy diệt địa ngục thụ thời điểm. Bọn họ cuồng hoan, gào thét, la to. Lý Thiên Mệnh chém giết Phong Lâm Âm về sau, bọn họ lửa giận ngút trời, lại lần nữa chửi rủa, tức giận đến giận sôi lên. Tiếp đó, Lục Đạo Kiếm Tông 29 người đệ tử, toàn bộ chiến tử lúc, Lục Đạo Thần Vực Vạn Lý Sơn Hà, toàn bộ lâm vào cực hạn tĩnh mịch bên trong. Mỗi người đều sắc mặt tím xanh, thần sắc xấu hổ, làm phẫn nộ đến cực hạn, chợt phát hiện chính mình chỉ là ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế. Cái gì đều không làm được, loại kia biểu lộ, có thể nói là cực kỳ ngoạn mục. Cái này 29 cái cũng không phải thường nhân, từng cái đều là Lục Đạo Kiếm Tông kinh thiên chi tài, ước trong vạn người chọn lựa ra tinh anh, rất nhiều người trong lòng mộng một dạng tồn tại. Người đồng lứa, người khác địa chi thánh cảnh, thiên chi thánh cảnh, bọn họ sinh tử kiếp cảnh. Toàn bộ Lục Đạo Thần Vực, quá nhiều người cả một đời, đều không thể bước vào sinh tử kiếp. Thế mà... cái này 29 cái nắm chắc thắng lợi trong tay, ý đồ mạo hiểm, một bước đúng chỗ, trả thù Thái Cổ Thần Tông đệ tử, lại đánh giá thấp Thái Cổ Thần Tông báo thù huyết tính, càng đánh giá thấp hơn Lý Thiên Mệnh hung ác. Bị Thái Cổ Thần Tông người này người có thể lấn quả hồng mềm, hung hăng thọc bọn họ một đao, Lục Đạo Thần Vực triệt để mộng. Chỉnh cái tông môn lắng ngắt như tờ, châm nhỏ rơi xuống đất có thể nghe. Đệ tử, các trưởng bối hai mặt nhìn nhau, vừa rồi còn đang kêu gào nhục mạ người. Bây giờ đều ngậm miệng lại, mặt đã thành tử sắc. Cái này, đây cũng quá. Còn có cần phải tiếp tục sao? Khai chiến đi, lập tức để cho chúng ta, Lục Đạo quân đoàn, tiến công Nhất Nguyên Thần Tông, hủy diệt Nhất Nguyên Thần Vực. Giết sạch cẩu tặc, cho chúng ta đệ tử báo thù. Tĩnh mịch về sau, các loại giận mắng bắt đầu vang lên, đây là người tuổi trẻ xúc động phẫn nộ ngữ điệu, trên thực tế lời của bọn hắn chẳng có tác dụng gì có. Bởi vì...
tiến công thái cổ thần vực, không phải một cái thần vực định đoạt. Trước mắt, chỉ ít có 5 cái thần vực cho tín hiệu rất rõ ràng. Thiên hạ đệ nhất hội là một cơ hội. Nếu như thái cổ thần vực nguyện ý xử quyết tôn thần, có thể nhanh chóng quyết định. Nếu là không nguyện ý, thiên hạ đệ nhất hội về sau, ngũ đại thần vực liên thủ tiến công thời gian, đã không cửu viễn. Kể từ đó, còn lại 3 cái thần vực thái độ rất trọng yếu. Bất kể như thế nào, chỉ ít lục đạo thần vực, đã không phải chiến không thể, nếu không, khó tiêu hận này. Giờ khắc này lục đạo thần vực chúng sinh, đều nhớ kỹ lý thiên mệnh. May mắn Phong Tiểu Lê trở về. Khương Vô Tâm nhất định giận như sát thần, hắn thật lâu không có xuất thủ, nhìn hắn như thế nào tại địch quân trong đám người, giết lý thiên mệnh đi. Triều Trạch địa ngục thụ. Tiên tiên bản thể khởi nguyên thế giới thụ, quấn quanh lấy địa ngục thụ, đem bảo hộ trong đó, mà kỳ linh thể thì treo ở lý thiên mệnh trên cánh tay, một đôi mắt to khắp nơi nhìn. Thiên viên Vũ Thịnh cùng Bắc Cung Thiền Vũ đều có rút lại phòng thủ phạm vi, hiện tại ngược lại là lý thiên mệnh, tại vòng ngoài cùng vị trí. Bọn họ đã thấy chết không sờn. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn một chút, Thiên Viên Vũ Thịnh cùng Bắc Cung Thiền Vũ đang thấp giọng nói chuyện, rất có tận thế trước sau cùng trao đổi ý tứ. Ngươi định làm gì? Tiến tử kiếp, sau đó tử thủ. Huỳnh Hỏa hỏi. Phải vào nhất trọng tử kiếp, tùy thời đều có thể, đi vào dễ dàng, đi ra khó khăn, tốt nhất vẫn là tại cái này địa ngục chiến trường bên ngoài địa phương lại tiến đi. Dù sao nơi này không tiện tu hành, một khi tiến tử kiếp, thời gian này nhưng chính là hơn 100 lần trôi qua, người nhanh già, suy nghĩ một chút đều đau lòng, ta thanh xuân a. Chó viết tiểu mệnh kiếp, Lý Thiên Mệnh đậu đen rau muống nói. Được tiện nghi còn khoe mẽ, không có cái này vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, người chính là một cái yếu gà, còn tại Đông Hoàng Tông nhảy nhót đây. Huỳnh Hỏa bĩu môi nói. Nói bậy, tối thiểu đến thần đều, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn thoải mái vùi ở Miêu Miêu đế ma hỗn độn lông tóc bên trong. Nhìn về phía trước tối tăm. Ngoại trừ tiến tử kiếp, bây giờ vị trí bại lộ, vẫn còn có biện pháp sao? Miêu Miêu hiếm thấy nghiêm túc hỏi. Không có, Khương Vô Tâm đi liên hợp những người khác, muốn là tìm đến người, ngoại trừ tử chiến, không còn cách nào khác, dù sao địa ngục thụ ở chỗ này. Bất quá, ta có thái nhất tháp, có tốc độ của ngươi, làm sao đều không chết được, chỉ cần ta không chết được, bọn họ giết một cái thái cổ thần tông huynh đệ tỉ muội, chúng ta thì gấp 10 lần hoàn trả. Cứu người ta cứu không được, giết người ta còn sẽ không đâu. Câu nói sau cùng, Lý Thiên Mệnh cắn răng nói ra, lộ ra 10 phần âm hàn. Vừa dứt lời dưới, hắn ánh mắt híp lại. Bởi vì, hắn ngóng nhìn phía trước, tầm mắt của hắn bên trong, xuất hiện 2 người. Một cái toàn thân chật vật thanh niên, đi ở phía trước, thần sắc có chút bối rối, thoạt nhìn là tại dẫn đường. Một cái khác dáng người không cao, thậm chí thoáng có chút nhỏ gầy. Tướng mạo có vẻ hơi thanh niên bình thường, trên mặt được một khối dài mảnh miếng vải đen, chặn ánh mắt. Người này toàn thân còn quấn kinh người sát khí, tựa như là một thanh ma kiếm, kiếm khí cùng âm sát hỗn hợp, khiến người ta nhìn đến 10 phần khó chịu. Hắn trên thân tử kiếp khí tức hết sức rõ ràng, tử kiếp chi lực tăng thêm hắn âm u sát khí, tuy nhiên ngăn cách hơn ngàn mét, cái kia phong mang lại cơ hồ đâm tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hắn dưới trướng là một đầu to lớn hắc lang. Cái này hắc lang so Miêu Miêu đế ma hỗn độn còn lớn hơn, đáng sợ nhất là hắn trong mắt, lại có vượt qua 500 điểm sao, chứng minh đây là một đầu cấp 5 sinh tử kiếp thú, cấp bậc so Huỳnh Hỏa cùng tiên tiên, cũng cao hơn phía trên một cái cấp độ. Thôn Nhật Ma Lang, Khương Vô Tâm, Lý Thiên Mệnh một chút thì nhận ra. Nhất nguyên thần tông đệ tử cộng sinh thú điểm sao, cao nhất chính là Lý Thiên Mệnh. Khương Vô Tâm mặc dù là bình thường nhất ngự thú sư, chỉ có một đầu cộng sinh thú. Nhưng hắn cộng sinh thú thôn Nhật Ma Lang, cơ hồ nắm giữ thiên hạ đệ nhất hội cao nhất điểm sao. Phổ thông ngự thú sư bởi vì cộng sinh thú thiếu, cần thần nguyên số lượng không nhiều, nhưng có thể tại cái tuổi này, nắm giữ 500 điểm sao cộng sinh thú, vẫn tương đương hiếm thấy. Quan trọng còn muốn cộng sinh thú, chính mình có thể tiếp nhận tiến hóa. Chính hắn tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, người tới chỉ có Khương Vô Tâm cùng cái kia chật vật thanh niên, cái này chật vật thanh niên. Hẳn là chạy mất Phong Tiểu Lê. Lý Thiên Mệnh ánh mắt híp lại. Hắn một chút liền hiểu 2 điểm. Đệ nhất, giết chết 2 người này, tương đương với địa ngục thụ vị trí không có bại lộ. Thứ hai, Khương Vô Tâm to gan lớn mật, hắn đến đây mục đích, tuyệt đối là cho thê tử báo thù, muốn tới giết chính mình, mà lại, hắn rất có thể có thực lực này. Thiên Viên Vũ Thịnh đã nói với hắn,
cái này Khương Vô Tâm chính là chín đại thần vực các đại tông môn đệ tử, mạnh nhất một trong. Tối thiểu so Hiên Viên Vũ Thịnh Cường. Trong chớp nhoáng này, Khương Vô Tâm nhận ra Lý Thiên Mệnh, hắn xác thực nhìn không thấy, nhưng hắn cộng sinh thú thấy rất rõ ràng. Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ, đồng dạng nhận ra Khương Vô Tâm. Trở về, Hiên Viên Vũ Thịnh vội vàng hô một câu. Sau một khắc, cái kia thôn Nhật Ma Lang gào rú một tiếng, trực tiếp trở đi cái kia Khương Vô Tâm, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới chớp nhoáng. Không hổ là cấp 5 sinh tử kiếp thú, chỗ biểu hiện ra uy thế xác thực kinh người, thần uy vừa ra, trực tiếp dọa sợ rất nhiều cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh còn không có lui lại, Hiên Viên Vũ Thịnh chỉ ít có 30 người đuổi theo, trợ giúp Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo, hắn chú ý tới Khương Vô Tâm bên cạnh Phong Tiểu Lê, không dám ứng chiến, vội vàng hướng nơi xa tránh. Thiền Vũ Tỷ, người muốn không dẫn người đi vòng qua, đem Phong Tiểu Lê giết. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh nói. Thành, Bắc Cung Thiền Vũ kêu lên Phương Nguyệt Vi, hai người không sao cả do dự, thối lui ra khỏi đám người, trực tiếp truy kích cái kia Phong Tiểu Lê. Lúc này thời điểm, cái kia Khương Vô Tâm cùng thôn Nhật Ma Lang, đã đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh không có nhiều cơ hội động thủ, bởi vì Hiên Viên Vũ Thịnh mang theo hơn 30 người trực tiếp vây giết đi lên. Giết bọn hắn. Cẩn thận một chút. Một khi hai người này chết rồi, rất có thể tạm thời nguy cơ giải trừ, đối với Thái Cổ Thần Tông đệ tử ý nghĩa quá lớn. Chúng ta cũng tới. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, Lam Hoàng cùng Tiên Tiên thì thủ tại địa ngục cây bên kia, phòng ngừa có người đánh lén. Không dùng hắn hướng bên kia hướng. Khương Vô Tâm như âm hồn một dạng để mắt tới hắn, cái kia thôn Nhật Ma Lang là hỏa diễm cùng hắc ám song trọng thuộc tính, một miệng vòng xoáy giống như hỏa diễm, xé rách lỗ hồng. Khương Vô Tâm tốc độ nhanh đến như kiếm quang lấp lóe, rõ ràng tu hành rất mạnh luyện thể chiến quyết, tại ngọn lửa này bao phủ ở giữa, hắn vậy mà một cái chớp mắt giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Không dùng ánh mắt, lấy tâm phân biệt, vậy mà như thế chuẩn xác. Lý Thiên Mệnh có chút rung động, bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến Khương Vô Tâm trong đám người, né tránh công kích cùng dây dưa, bén nhạy giống như là một con mèo, bôn tẩu ở giữa xảo diệu né tránh rất nhiều công kích, liền Huỳnh Hỏa Thiên Kiếp kiếm khí, đều bị hắn lóe tránh đi, quả thực tại rậm rạp vạn quân bên trong, thành thạo. Thiên Mệnh, cẩn thận, Hiên Viên Vũ Thịnh cùng Phương Thần Cảnh ở phía sau đuổi theo, bên người Long Phượng cùng vang lên, nhưng cũng không đuổi kịp Khương Vô Tâm. Cái này để bọn hắn sắc mặt đại biến. Nói thật. Bọn họ đều không chính diện cùng Khương Vô Tâm giao thủ qua, cho dù có lại nhiều tư liệu nghiên cứu, chưa quen thuộc, cũng là khó chịu. Một người mù, lại so ai cũng thấm nhuần thiên địa. Mà giờ khắc này, hắn tất cả phẫn nộ cùng kiếm chi sát khí, toàn bộ hội tụ trong tay trường kiếm màu đen phía trên, cái kia một thanh kiếm, chỉ ít có 7 đầu kiếp văn. Lý Thiên Mệnh, ta muốn ngươi trở thành ta vong hồn dưới kiếm, ngày ngày vạn kiếm xuyên tâm. Ta muốn ngươi vì ta vợ, chuộc tội ngàn năm. Khương Vô Tâm không có có ánh mắt, có thể thanh âm thê thảm cùng run rẩy, có thể thấy được hắn thời khắc này cừu hận lửa giận, đây là thù không đợi trời chung. Hắn không có chút gì do dự, một kiếm giết ra, trực chỉ Lý Thiên Mệnh đầu, ánh mắt. Vô Tâm kiếm thuật. Nghe Hiên Viên Vũ Thịnh nói, người này sẽ lục đạo kiếm ma Vô Tâm kiếm thuật. Vô Tâm kiếm thuật không là một loại chiến quyết, mà là một loại tu kiếm chi pháp, Khương Vô Tâm trước kia không gọi danh tự. Danh tự là Phong Thanh Mục Lấy, Vô Tâm kiếm thuật, chỗ thủ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, rất huyền. Hắn không nhìn thấy Khương Vô Tâm kiếm đạo quỹ tích, không nhìn thấy hắn kiếm chiêu chân thực chỉ, một kiếm này tựa như là tại công kích địa phương khác, thậm chí có khả năng rơi tại bất kỳ một cái nào bộ phận, có thể nói thiên biến vạn hóa. Siêu. Trường kiếm bên trong, vô tận kiếm khí dâng trào. Chết. Theo Khương Vô Tâm gầm lên giận dữ, Lý Thiên Mệnh bị nuốt hết tại trói lọi trong kiếm thế. Khương Vô Tâm cảnh giới là tứ trọng tử kiếp, nhưng là hắn chỗ biểu hiện ra lực sát thương, so phổ thông tứ trọng tử kiếp cao hơn rất nhiều. Đối mặt cái này đánh tới chớp nhoáng tất sát nhất kích, đã mục tiêu của đối phương là mình. Hắn trực tiếp triệu hồi ra Thái Nhất Tháp, cản ở trước mặt mình, chợt lách người liền đi nhập trong đó. Đinh! Khương Vô Tâm một kiếm đâm vào Thái Nhất Tháp phía trên. Lý Thiên Mệnh lấy Thái Nhất Tháp, chặn Khương Vô Tâm nhất kích chí mệnh. Vây quanh Khương Vô Tâm người thực sự nhiều lắm, bao quát cùng hắn cùng cảnh giới Hiên Viên Vũ Thịnh. Lý Thiên Mệnh chỉ cần chặn Khương Vô Tâm một kiếm, Hiên Viên Vũ Thịnh liền mang theo mọi người vây giết tới, bọn họ không dám tới gần quá Khương Vô Tâm, nhưng bọn hắn cộng sinh thú thần thông, lại có thể tiếp tục oanh tạc,
ở trong đó thì bao quát Lý Thiên Mệnh tứ đại cộng sinh thú thần thông. Bởi vì cái kia Khương Vô Tâm thôn Nhật Ma Lang mục tiêu to lớn, chỉ ít đã nhận lấy mấy chục loại thần thông oanh tạc. Rầm rầm rầm. Phong hỏa lôi đình chờ một chút lực lượng, cuốn tới. Cái kia thôn Nhật Ma Lang rất là kinh người, này thần thông tạo thành ngọn lửa màu đen hộ thuẫn, cái kia hộ thuẫn mặt ngoài tựa như là vòng xoáy một dạng, hấp thu rất nhiều thần thông lực lượng, lấy nuốt đến tiêu trừ, bất quá thái cổ thần thông đệ tử vây công uy lực, vẫn là quá lớn, dẫn đến ngọn lửa kia vòng xoáy hộ thuẫn tại chỗ bạo liệt. Một người ngươi thì dám xông tới, ngươi không đem chúng ta làm người nhìn a? Hiên Viên Vũ Thịnh tức giận hống một tiếng, trên tay nắm một cây màu đen thần long chiến kích, đuổi kịp Khương Vô Tâm, cùng hắn chiến ở cùng nhau. Bên cạnh còn có hơn 20 người xuất thủ đánh lén, bao quát tứ trọng sinh kiếp phương thần cảnh ngồi tại một con phượng hoàng trên thân, tay cầm cung tiễn, một lần bắn ra 9 mũi tên, theo mấy cái phương hướng xuyên qua mà đến. Khương Vô Tâm vẫn rất khí trùng thiên, hắn toàn bộ lửa giận tập trung ở Lý Thiên Mệnh trên thân. Lý Thiên Mệnh đã sớm theo Thái Nhất Tháp đi ra, tại Hiên Viên Vũ Thịnh bọn người vây công Khương Vô Tâm thời điểm, ánh mắt của hắn lạnh lùng, quả quyết xuất thủ. Lục đạo sinh tử kiếm. Hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, theo cùng một cái phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, hơn ngàn thiên kiếp kiếm khí hội tụ trong đó. Tại cái kia Khương Vô Tâm bị vây nhốt cực kỳ chật vật, trên thân tràn đầy máu tươi thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhân đạo chúng sinh kiếm từ trên trời giáng xuống. Ong ong, kiếm khí gào thét, nhân đạo chúng sinh kiếm ý bạo phát, lực sát thương tương đương mạnh, đây là càng kinh thiên hơn kiếm ý, đối Khương Vô Tâm kiếm ý, tạo thành nhất định áp chế. Đinh đinh đinh, Khương Vô Tâm kiếm thật nhanh, như tàn ảnh một dạng chặn Lý Thiên Mệnh sinh chi kiếm. Đúng vào lúc này, màu đen Đông Hoàng kiếm đâm xuyên mà xuống, thái cổ thần tông các đệ tử công kích, đều tại oanh tạc Khương Vô Tâm. Hắn vừa mới đệ nhất kích, kém điểm chính xác Lý Thiên Mệnh. Lại làm cho Thái Nhất Tháp ngăn trở, bây giờ đã mất đi tiên cơ, lâm vào bị vây công trong vũng bùn, muốn lại đụng đến Lý Thiên Mệnh, quả thực si ngôi sao vọng tưởng. Oanh! Khương Vô Tâm lại lần nữa chặn Lý Thiên Mệnh màu đen Đông Hoàng kiếm, lại làm cho Hiên Viên Vũ Thịnh chiến kích bổ trúng phần lưng. Hắn nhục thân tương đương cường hãn, dạng này chặt chém, vậy mà không có đem kéo vỡ thành hai mảnh, ngược lại là kém chút đem hắn địa ngục kết giới, cho đánh ra tới. Một bên khác, hắn cộng sinh thú thôn Nhật Ma Lang, để đại lượng ngự thú sư cùng cộng sinh thú vây công, rất nhanh liền vết máu loang lổ. Nó bị vây vào giữa, dữ tợn gào thét đều vô dụng. Khương Vô Tâm, người có phải hay không giận điên lên đang nằm mơ? Hiên Viên Vũ Thịnh ngôn ngữ rất vô tình. Ha ha! Khương Vô Tâm bị đập xuống đất, hắn toàn thân nhuốm máu. Thôn Nhật Ma Lang xông trở về bên cạnh hắn. Hắn để thôn Nhật Ma Lang trở lại cộng sinh không gian. Sau đó vậy mà xoay người chạy. Truy. Mọi người điên cuồng đuổi theo. Lý Thiên Mệnh trực tiếp cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, ra tốc bên trong ngăn cản tại Khương Vô Tâm trước mắt. Khương Vô Tâm muốn giết cũng là hắn, hắn ước gì Lý Thiên Mệnh đến ngăn cản hắn. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh không cảm thấy Khương Vô Tâm tự thân đến đây báo thù, có vấn đề gì, điều này nói rõ hắn xác thực rất yêu hai vợ, lâm vào trong điên cuồng, sát cơ của hắn đã sớm siêu việt mạng của mình. Hắn vừa mới biểu hiện, xác thực cường đến kinh người. Bất quá, khoảng cách có thể giết Lý Thiên Mệnh, còn kém một chút. Tại thất bại tình huống dưới, hắn lựa chọn trực tiếp chạy trốn, nói rõ hắn còn có một số lý trí. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, muốn là Linh Nhi ra chuyện, hắn đoán chừng khả năng liền cái này sau cùng lý trí đều không có. Lý Thiên Mệnh, ta Khương Vô Tâm đời này không đổ ngươi, ta thề không làm người. Luôn có một ngày, ta muốn tiêu diệt ngươi thái cổ thần vực, vì thê tử của ta chôn cùng. Khương Vô Tâm tay cầm cái kia trường kiếm màu đen, lay động kiếm nhất phung, kia kiếm quang 10 phần chói lọi, Vô Tâm kiếm thuật quỷ dị quỷ tích, không theo như thường lệ lý giải bài. Câu nói này, giống như đã từng quen biết. Có thể, ngươi có tư cách này, ta cũng có tư cách này. Báo thù thiên kinh địa nghĩa, bất quá, cái kia còn phải xem ngươi hôm nay, có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Lý Thiên Mệnh lách mình tránh thoát khỏi kiếm của hắn. Gia hỏa này cường đại, chủ yếu ở chỗ biến hóa thất thường, đó là cao hơn cảnh giới phía trên đồ vật, Lý Thiên Mệnh cảm giác cùng hắn giao phong, mạo hiểm xác thực rất lớn. Hắn chả đang đuổi, nhưng là người đứng phía sau dần dần bị kéo ra, toàn bộ thái cổ thần tông đội ngũ phân tán lên, đây là tương đối nguy hiểm tín hiệu. Chỉ có Hiên Viên Vũ Thịnh cùng Phương Thần Cảnh theo sau.
địa ngục thụ bên kia, đoán chừng không ai làm chủ. Đoán chừng phải tiến nhất trọng tử kiếp, mới có thể ngăn lại hắn, bất quá, vẫn không xác định phải chăng có thể chặn giết hắn. Lý Thiên Mệnh treo ở phía sau hắn. Hắn một chút do dự một chút, đang muốn mạo hiểm tiến tử kiếp tới, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ta dựa vào, Tiên Tiên cùng Lam Hoang còn tại địa ngục cây bên kia, quá xa không có cách nào cộng sinh tu luyện. Tiểu mệnh kiếp cái kia 10 cái văn tự, chìm vào tử kiếp mệnh tuyền, có thể ra tốc tiến nhất trọng tử kiếp, nhưng quá trình này, chỉ ít cần ngự thú sư cùng cộng sinh thú đồng thời tiến hành, mới có thể chân chính hữu hiệu. Hắn vào xem lấy truy người, đem Tiên Tiên bọn họ quên mất. Bất quá cái này cũng bình thường, Khương Vô Tâm chạy nhanh, hắn vội vã đuổi theo, không có nhiều như vậy suy nghĩ thời gian. Mà lại Khương Vô Tâm ước gì thì chính hắn đuổi theo, liền Hiên Viên Vũ Thịnh cũng không đuổi kịp tốc độ của hắn, phương thần cảnh đều nhìn không thấy. Thiên Mệnh, trở về, Hiên Viên Vũ Thịnh ở phía sau hô. Bọn họ bây giờ cách địa ngục thụ quá xa, phải chăng có người phục kích cũng không biết, tại dạng này đuổi tiếp, vạn nhất có người đánh lén địa ngục thụ, vậy thì phiền toái. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dừng bước. Lý Thiên Mệnh, người có thể tránh thoát ta nhất kích chí mệnh, người rất có bản lĩnh. Bất quá, ta lần sau đến, 100% để ngươi chết. Khương Vô Tâm như dã thú lạnh lùng thanh âm, tại triều trạch địa ngục bên trong quanh quẩn. Hắn cấp tốc biến mất. Ngay sau đó, Hiên Viên Vũ Thịnh mới tới Lý Thiên Mệnh bên cạnh. Không có cách, Khương Vô Tâm luyện thể chiến quyết rất mạnh, nghe nói hắn tu luyện một loại, thiên thiểm kiếm thể, chuyên vì tốc độ mà sinh, cũng liền ngươi cái này cộng sinh thú có thể đuổi kịp hắn. Thực lực của hắn quả thật không tệ, vừa rồi cái kia vô tâm kiếm thuật, khiến người ta nhìn mà than thở. Thiên Mệnh, chúng ta đến nhanh đi về, nếu là chúng kế điệu hổ ly sơn, vậy thì phiền toái. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cùng hắn, cấp tốc trở về. Khương Vô Tâm dưới cơn thịnh nộ, vốn cho rằng một người liền có thể giết ngươi, dù sao chúng ta chưa quen thuộc hắn, kết quả không nghĩ tới ngươi còn có cái này tòa tháp, chặn hắn một kiếm, để hắn đã mất đi tiên cơ. Có điều, chúng ta nhiều người như vậy vây công, hắn có thể đi vào có thể ra, xác thực lợi hại, ta mặc cảm. Hiên Viên Vũ Thịnh nói, cảnh giới giống nhau, hắn lại phát ra cảm khái như thế, có thể thấy được trong lòng chịu phục. Hắn lần này đi, lần sau khẳng định thì mang người đến. Lý Thiên Mệnh nói, đúng, Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Lý Thiên Mệnh hơi có chút hối hận, sớm biết nếu như vậy, hắn liền trực tiếp tiến tử kiếp, nói cái gì đều phải giết Khương Vô Tâm. Liên quan tới tử kiếp, hắn chỗ lấy do dự, hay là bởi vì loại kia huyết nhục biến chất cảm giác, quá kinh khủng. Bọn họ rất mau trở lại đến địa ngục thụ nơi này. May mắn, nơi này cũng không ai tiến công. Bất quá, Bắc Cung Thiền Vũ cùng Phương Nguyệt Vi, cũng có chút ủ rũ. Phong Tiểu Lê chết không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, hắn đã sớm biết chúng ta muốn giết hắn, cho nên trốn được rất nhanh, hắn cộng sinh thú có thể tiến vào đầm lầy, rất khó tìm đến vị trí của hắn, lần trước hắn chính là như vậy chạy. Bắc Cung Thiền Vũ nói. Nói cách khác, lần này coi như lập tức tiến tử kiếp, giết Khương Vô Tâm, kỳ thật cũng vô dụng, nguy cơ vẫn là không có cách nào giải trừ. Bất quá, Lý Thiên Mệnh bởi vậy kiên định quyết tâm. Tử kiếp thì tử kiếp, hơn 100 lần thì hơn 100 lần đi. Ta lại không phải sợ chết, do dự cái rắm. Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Ta biết, ngươi là sợ già đến quá nhanh, một chút biến thành trung niên đầy mỡ nam, gà nhi đều vừa không đứng dậy. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Thảo, ta làm thịt ngươi. Triều trạch địa ngục, nơi nào đó. Khương Vô Tâm cước bộ tập tễnh, thất hồn lạc phách. Trên người hắn máu tươi còn tại hướng xuống giọt, sau lưng vết thương sâu đủ thấy xương, nhưng hắn bừng tỉnh như không nghe thấy. Tiểu Vũ, Tiểu Âm, ta có lỗi với các ngươi, ta không có bảo vệ tốt các ngươi. Ta có tội, ta tội đáng chết vạn lần. Ta đối với các ngươi ưng thuận qua nhiều như vậy lời hứa, ta một cái đều không thực hiện, là ta an bài các ngươi đi điều tra triều trạch địa ngục, lại để cho các ngươi gặp bất trắc. Chúng ta đã từng tưởng tượng, về sau hành tẩu thiên nhai, sinh bao nhiêu con gái, hết thảy thành hư không. Thế nhưng là ta, liền tại chỗ sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận, đều không làm được. Ta quá phế vật, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn ghé vào trong vũng bùn, khuôn mặt chôn ở bùn nhão bên trong, thê thảm khóc giống. Tại cái này chỗ không có người, hắn tại bùn nhão bên trong đánh lăn, như cái bất lực hài tử, tim phổi đều khóc đã nứt ra. Đến sau cùng, hắn đầy người đều là bùn nhão, dòng máu cùng nước bùn lăn lộn ở cùng nhau.
hắn nhớ tới lúc đó, từ nhỏ bị người khi nhục, bị người giẫm tại dưới chân, thậm chí hướng trên đỉnh đầu đi tiểu thời điểm, không phải là như vậy chật vật sao? Đã từng cả nhà bị giết thời điểm, loại kia ác mộng, đến bây giờ đều có thể dọa được toàn thân run rẩy. Sư tôn nói thiên đạo lạnh lùng, muốn ta làm một cái vô ý người vô tình, mới có thể thông ngộ trong kiếm đại đạo, mới có thể có con đường thành thần. Bây giờ mới biết được, tình một chữ này, dính vào, đã mất đi, đến cỡ nào thống khổ. Lúc đầu sư tôn, sớm có thấy xa, có thể ta lại không bằng sư tôn, ta cảm ơn tiểu vũ tiểu âm để mắt ta, ủy thân cho ta, vì ta có thể đi đến hôm nay, bỏ ra nhiều như vậy. Nhất nguyên thần tông, ta không đem các ngươi đổ sạch sẽ, ta không bằng heo chó, ta chết không yên lành. Hắn trong tiếng gào thét, theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một cái bình thường hộp gỗ. Hắn mở ra cái kia hộp gỗ, bên trong có một cái trong suốt cái bình, trong bình có một giọt rất phổ thông máu đen, không có bất kỳ cái gì khí tức. Khương Vô Tâm, lại thần sắc cuồng nhiệt. Là ngươi cải biến ta cả đời vận mệnh, để cho ta theo một giới hạt bụi nhỏ, nắm giữ hôm nay hết thảy. Nhưng hôm nay, ta lại mất đi sinh mệnh hết thảy. Ta từng e sợ ngươi, chỉ dám hấp thu ngươi 10%, bởi vì ta biết, ngươi khủng bố đến mức nào. Nhưng bây giờ, ta cái gì cũng bị mất, ta thì sợ gì a? Ha ha! Ngươi a ngươi, liền để ta, biến thành chính mình cũng sợ hãi cái chủng loại kia người đi. Hắn mở ra cái kia cái bình, không nói hai lời, há miệng liền đem cái kia, máu đen, hút vào trong bụng. Sau khi uống xong, Khương Vô Tâm miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Một cỗ hắc khí theo bụng của hắn sinh ra, cấp tốc lan tràn toàn thân, đem bộ da toàn thân, đều bao phủ tại màu đen bên trong. Huyết nhục của hắn tựa hồ cũng bắt đầu hư thối, tại thịt nhão bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến, hắn toàn thân huyết, đã biến thành máu đen. Nôn, nôn. Khương Vô Tâm nôn khan liên tục. Hắn nắm bắt cuống họng, muốn đem trong thân thể đồ vật phun ra, có thể đã chậm, hắn phun ra chỉ có máu đen. Cái kia máu đen để ra của hắn, đều lộ ra màu đen, phía trên màu đen tơ máu trải rộng. Khương Vô Tâm, Khương Vô Tâm. Hắn nỉ non hô hào tên của mình. Cha, mẹ, các ngươi nói nhân sinh là khổ hải, ta còn không tin, cho là mình có thể nghịch thiên cải mệnh, nắm giữ hoàn mỹ nhân sinh. Thế nhưng là, các ngươi đúng, ta vẫn là sai. Chỉ có vô ý vô tình, không lưu lo lắng, mới có thể thoát ly khổ hải, chỉ có lạnh lùng lãnh huyết, mới có đào thoát thống khổ. Hắn dường như nghệ một dạng, vô lực giãy giụa lấy, dần dần chìm vào đầm lầy bên trong, cuối cùng mai danh ẩn tích. Đầm lầy khôi phục tĩnh mịch, tựa như không người đến qua. Một lúc lâu sau, một cái màu đen thanh niên, theo bùn nhão bên trong bò lên đi ra, hắn toàn thân vết bẩn, tràn đầy cáu bẩn, mặt đều thấy không rõ lắm. Hắn cũng là Khương Vô Tâm. Chỉ là, hắn tựa hồ khí chất đại biến, toàn thân tử kiếp chi lực đã biến mất, thay vào đó là sinh kiếp chi lực bày ra, toàn thân tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Cái này mang ý nghĩa, hắn đã theo tử kiếp, trở lại sinh kiếp. Chỉ là đây bất quá là biểu tượng biến hóa. Chính thức cải biến khí chất là, chính là trên người hắn lưu chuyển máu đen. Bây giờ Khương Vô Tâm, huyết nhục nắm giữ tràn đầy sinh cơ, da thịt trắng bên trong thấu hắc, mạch máu màu đen giống như là một chương to lớn mạng lưới, trải rộng hắn thân thể. Khương Vô Tâm quỳ gối đầm lầy phía trên, hắn cúi đầu, hơi hơi nhếch miệng, khẽ mỉm cười một cái. Nguyên lai là dạng này. Ta sớm cái kia đem cái này máu đen, toàn bộ hút dọn sạch a. Ha ha. Hắn bưng bít lấy cái trán, như điên đồng dạng cười. Quá mạnh, về sau, ta không ràng buộc, chỉ có chính mình. Ta vận mệnh của mình, chính mình chúa tể. Hắn lúc nói chuyện, vươn tay, chậm rãi đi mở ra trên ánh mắt miếng vải đen. Làm cái kia miếng vải đen hạ xuống xong, hắn lông mi khẽ run, ngẩng đầu, nhìn về phía cái này nhất trọng địa ngục, thế giới thụ, phương hướng. Sau đó, hắn mở mắt. Ong ong ong. Trong ánh mắt. Trong mắt tại kịch liệt lắc lư, tựa như là chén nước bên trong, bị lay động hạt châu màu đen. Đinh! Cuối cùng, trong mắt định vị. Bất ngờ có thể nhìn đến, Khương Vô Tâm hai con mắt bên trong, hết thảy có 4 cái tròng mắt. Mỗi cái ánh mắt, 2 cái con ngươi. Một trái một phải, chỉ có một phần nhỏ trùng hợp. Cái này khiến hắn xem ra, cực kỳ quỷ dị. Tiếp đó, đến phiên ta. Khương Vô Tâm nói. Triều trạch địa ngục. Địa ngục thụ. Ta nghỉ ngơi tu luyện một chút, có việc gọi ta.
Lý Thiên Mệnh đối Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Thành, người đi đi, Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Lý Thiên Mệnh mang theo Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu trở về, hắn nhảy lên tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, ngồi ở thánh quang thủy tiên trên mặt cánh hoa. Hiểu chuyện tiên tiên dùng cái kia thủy tiên hoa múi, cho hắn dựng một cái ghế hình dáng, để hắn dễ chịu ngồi xuống. Nửa cái phụ thân, tiên tiên cho ngươi xoa bóp. Vừa dứt lời, tiên tiên những cái kia cành lá dây leo, đấm lưng nắm chân, cho Lý Thiên Mệnh hầu hạ đến 10 phần chu đáo. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đánh nhau, tiên tiên đói bụng, muốn ăn thịt thịt. Tiểu cô nương linh thể ở trước mặt hắn, bưng bít lấy bụng nhỏ, nháy mắt tọa ủy khuất nói. Nó vừa nói, nước mắt thì lại cạch rơi xuống. Vừa mới đánh nhau không có ngươi sự tình a. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Là lần trước đánh nhau thời điểm, ta tổn hao tốt nhiều cánh tay bắp chân nhi, đều khiến người ta chém đứt, ô ô, thật đáng thương a. Tiên tiên đong đưa cánh tay của hắn nói. Lần trước đánh xong, không phải ăn rồi sao? Lại đói bụng, thối Thiên Mệnh, người có phải hay không chuẩn bị để tiên tiên đói bụng, oa, người thật là lòng dạ độc ác a. Nó ngay tại chỗ ngồi xuống, lăn lộn đầy đất. Ngừng, cho ngươi ăn, Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Tốt a, cảm ơn nửa cái phụ thân, tiên tiên lập tức nhảy dựng lên, vui vẻ ra mặt. Thật là một cái hí tinh. Đạt được về sau, nó vòng quanh mỹ vị thịt nướng, hoan thiên hỉ địa nhấm nháp đi. Miêu Miêu xem hoàn toàn trình, linh cơ nhất động. Nó một đường lẻn đến Lý Thiên Mệnh trước mặt, trực tiếp đánh lăn ngao ngao khóc lên. Ngươi làm gì? Miêu Miêu buồn ngủ, muốn ngủ cảm giác, nó dùng mềm nhũn thanh âm nói. Cút xa một chút. Meo. Miêu Miêu một mặt khổ cực, trong gió lộn xộn, còn đưa tới Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang ôm bụng cười chế giễu. Đừng làm rộn, đến, ta chuẩn bị tiến nhất trọng tử kiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này đi vào, ta có phải hay không liền không thể ngủ. Miêu Miêu cảnh giác nói, dù sao thân thể gấp trăm lần già yếu, ngủ một ngày cũng là hơn 100 ngày a. Yên tâm, có thể ngủ, ngươi chuẩn bị một cái quan tài, có thể ngủ cùng ợ ra rắm không có khe hở kết nối, một bước đúng chỗ, ngủ lên Tây Thiên. Huỳnh Hỏa khặc khặc cười nói. Mẹ trứng, bản mèo lựa chọn cự tuyệt, Miêu Miêu buồn bực nói. Cự tuyệt vô hiệu. Oa, bản mèo muốn khóc. Cứ việc khóc, để Lam Hoang cho ngươi nhạc đệm, Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì, ta có thể ca hát sao? Lam Hoang nghe xong vội vàng tiếp cận đến. To lớn đầu rồng rỗi tại Miêu Miêu trên mặt, hưng phấn nói, mèo ca, ta muốn mở hát ha. Khác, ai nha ngọa tào, một đám biến thái. Ngoại trừ tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, Lý Thiên Mệnh vội vàng đem bọn nó ba cái, ném về cộng sinh không gian đi. Mở kêu, a không, bắt đầu tiến tử kiếp. Miêu Miêu tại cộng sinh không gian bên trong gào khóc thảm thiết, lăn lộn đầy đất, cuối cùng vẫn là bị bắt lên, tiến vào cộng sinh hệ thống tu luyện. Tạm biệt. Ta giấc ngủ, từ hôm nay trở đi, ta muốn làm một cái chăm chỉ mèo. Miêu Miêu khóc không ra nước mắt nói. Khác cợt nhả, vạn lần già yếu cũng đỡ không nổi ngươi buồn ngủ. Lý Thiên Mệnh đã sớm xem thấu nó. Vậy mà xem thường bản mèo, ta chăm chỉ, để ngươi tự ti mặc cảm. Nó càng nói càng nhỏ âm thanh, rõ ràng không có lực lượng. Lý Thiên Mệnh dẫn lính bọn họ bốn cái cùng một chỗ, lấy tử chi mệnh tuyển tử kiếp chi lực. Đi bao phủ cái kia 10 cái tiểu mệnh kiếp văn tự. Lần trước chỉ là đụng chạm một chút, tử vong chi lực thì khủng bố như thế. Đừng do dự, thừa thế xông lên, trực tiếp chìm xuống dưới. Biết, gần như đồng thời, bọn họ sử dụng bàng bạc tử vong chi lực, bao phủ phía trên 10 cái văn tự, sau đó hướng tử chi mệnh tuyền bên trong cuốn xuống đi. Làm tử kiếp chi lực tiếp xúc đến tiểu mệnh kiếp trong nháy mắt, cái kia văn tự bút họa thì phân ra, cấp tốc dung nhập tử kiếp chi lực bên trong. Giờ khắc này, tử kiếp chi lực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rầm rầm rầm, khởi nguyên thế giới thụ phía trên, truyền đến kinh khủng tử vong chi lực. Cái này động tĩnh, hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn qua. Bọn họ liền tại phụ cận, cho nên cảm thụ rất rõ ràng. Đây là cái gì, tiến tử kiếp? Hắn tựa hồ vừa tới nhất trọng sinh kiếp cảnh giới, hiện tại liền muốn tiến nhất trọng tử kiếp rồi. Quan trọng không phải nhanh. Mà chính là, cái này các loại tử vong chi lực, làm sao khủng bố như thế? Chúng ta tiến tử kiếp thời điểm, cảm giác không phải như thế. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Đúng, không biết dung nhập cái gì, giống như tính chất rất đáng sợ. Bắc Cung Thiền Vũ nói. Bọn họ cảm giác được,
toàn bộ khởi nguyên thế giới thụ phạm vi bên trong, đều bị tử vong chi lực bao phủ. Phàm là tại phạm vi này bên trong người, đều có thể cảm nhận được một loại huyết nhục già yếu cảm giác. Loại này lực lượng, cảm giác có thể hấp thu người mệnh. Huyết nhục suy kiệt, thọ mệnh trôi qua. Thiên Viên Vũ Thịnh híp mắt, nhìn cánh tay của mình. Trong lúc vô hình, Lý Thiên Mệnh trên thân đản sinh tử vong chi lực, đã quấn quanh ở cánh tay của hắn phía trên. Tựa như là dạng này, ta dựa vào, ta cảm giác ta mặt già đi, ngươi nhìn ra được sao? Có phải hay không nhiều nếp nhăn, mụn, hắc đầu? Ta da thịt có phải hay không trở nên kém, có sáng bóng sao? Bắc Cung Thiền Vũ khẩn trương nói. Không có a, vẫn là như vậy xinh đẹp. Thiên Viên Vũ Thịnh xích lại gần nhìn hồi lâu nói. Ta gần nhất dùng một loại kiếp văn linh túy rút ra nhũ dịch, người phát hiện ta da thịt tốt hơn sao? Bắc Cung Thiền Vũ hỏi. Không có phát hiện a, ta từ khi biết ngươi đến bây giờ, ngươi không đều dài hơn một cái bộ dáng sao? Thiên Viên Vũ Thịnh nghi hoặc hỏi. Đàn gảy tai châu. Đi nhanh lên đi, ta da dày thịt béo không quan hệ. Các ngươi nữ hài tử tránh một chút, Thiên Viên Vũ Thịnh nói. Tính ngươi thân mật. Bắc Cung Thiền Vũ sớm muốn chạy. Không phải nàng đối ra mình không có tự tin, mà chính là Lý Thiên Mệnh hiện tại tựa như cái tử vong vòng xoáy. Bao quát hắn cái này khởi nguyên thế giới thụ, đều giống như tử vong vòng xoáy. Tử kiếp lực lượng, càng ngày càng hung mãnh, xem ra hắn chẳng mấy chốc sẽ bước vào tử kiếp, đến lúc đó, ta đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Thiên Viên Vũ Thịnh ánh mắt cuồng nhiệt không ít. Hy vọng hắn, có thể mang theo chúng ta Thái Cổ Thần Tông, đi ra bóng mờ, hy vọng hắn có thể báo lại tôn thần. Bây giờ Thái Cổ Thần Tông đệ tử, vẫn là người khác trên thất thịt cá. Đồ phu nhóm, vẫn lấy miệt thị ánh mắt, chủ làm thịt sinh tử của bọn hắn. Một cái Lý Thiên Mệnh, lại làm cho cả Thái Cổ Thần Tông, thấy được hy vọng. Rốt cục. Sau đó không lâu, Lý Thiên Mệnh thành công bước vào tử kiếp. Hắn cùng cộng sinh thú tử kiếp mệnh tuyển phía trên, tăng lên một kiếp vòng. Sinh tử mệnh tuyển đều có kiếp hoàn, nhưng là, tử chi mệnh tuyển lực lượng, phủ lên sinh kiếp chi lực. Làm đến Lý Thiên Mệnh trên thân tử vong khí tức nồng hậu dày đặc, xem xét cũng là tử kiếp cảnh giới. Đương nhiên, đối chiến thời điểm, sinh tử kiếp lực đều sẽ sử dụng. Hội tụ cùng một chỗ, mới là mạnh nhất chính mình. Chỉ bất quá, Lý Thiên Mệnh đối cái chết của mình kiếp chi lực, sinh ra rất lớn nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Tiểu mệnh kiếp dung nhập tử kiếp chi lực về sau, hắn tử kiếp chi lực phát mọc dễ vốn thuế biến. Làm cái này tử kiếp chi lực bao phủ toàn thân thời điểm, mỗi một lần lưu chuyển, đều sẽ mang đi tuổi thọ của hắn, cuốn vào tử kiếp chi lực bên trong, lớn mạnh cỗ lực lượng này. Cho nên, gấp trăm lần sinh mệnh trôi qua, chỉ là phỏng đoán cẩn thận, thậm chí khả năng đạt tới 200. Vậy coi như thật muốn chết. Cảm nhận được tánh mạng sói mòn, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cái này biến thái mệnh kiếp, đã để Miêu Miêu run lẩy bẩy. Ta cần gấp ngủ một chút, đến làm dịu tâm tình khẩn trương. Miêu Miêu lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Cứ việc ngủ, cẩn thận vừa mở mắt, người đã đến Tây Thiên. Lý Thiên Mệnh nói. Oa, Miêu Miêu khóc. Khổ cực a. Không thể phủ nhận, cái giá như thế này đổi lấy tử kiếp chi lực, hội tụ tiểu mệnh kiếp cùng thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch song trọng thiên phú, uy lực mạnh kinh người. Bất quá, ngoại trừ cái này một cái đặc tính bên ngoài, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, hắn đặc thù tử kiếp chi lực. Cần phải còn có một cái càng đáng sợ thuộc tính. Tước đoạt sinh mệnh lực. Hắn vừa rồi tử vong chi lực tràn ngập ra đi, lại tự động tiến vào Hiên Viên Vũ Thịnh thân thể của bọn hắn, lại có cướp bóc sinh mệnh lực năng lực. Thậm chí, còn có thể đem cái này sinh mệnh lực, cưỡng ép chuyển hóa làm sinh kiếp chi lực, mang về Lý Thiên Mệnh sinh chi mệnh tuyền. Tử kiếp chi lực, tự động cướp bóc địch sinh mệnh lực của con người, lấy xúc tiến ta nhanh chóng ngưng tụ cái thứ hai sinh chi kiếp hoàn, bước vào nhị trọng sinh kiếp. Đây là Lý Thiên Mệnh suy đoán. Nhưng, không ngoài dự liệu, đây chính là sự thật. Đây mới là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp tạo hóa. Nó cũng không phải là đơn thuần kiếp nạn, sẽ chỉ cướp bóc Lý Thiên Mệnh sinh mệnh lực cùng thọ nguyên, càng sẽ tự động cướp bóc địch tính mạng con người, thành tựu Lý Thiên Mệnh do tử chuyển sinh. Đây là tử kiếp chi lực tự mang thuộc tính, chỉ cần ta vận dụng cỗ lực lượng này, nó liền sẽ cướp bóc. Muốn không dùng đều không được. Trừ phi ta chỉ dùng sinh kiếp chi lực chiến đấu. Nhưng, một cái tử kiếp cảnh giới tu luyện giả, sao có thể chỉ dùng sinh kiếp chi lực chiến đấu? Tỷ như huỳnh hỏa bọn họ thi triển thần thông. Chỉ dùng sinh kiếp chi lực, thần thông uy lực đoán chừng chỉ có 1/3,
căn bản không có cách nào đánh. Loại sinh mạng này cướp bóc năng lực, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, Lý Thiên Mệnh còn phải kiểm tra một chút. Nơi này không có còn sống hung thú, chỉ có thể tìm địch nhân rồi. Nói thật, hắn cảm thấy vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cỗ lực lượng này rất đáng sợ, nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt. Cướp bóc sinh mệnh, lại chuyển sinh kiếp. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, khủng bố như vậy. Hắn vốn cho rằng gấp trăm lần tiêu hao, cũng là cái này tiểu mệnh kiếp toàn bộ. Không nghĩ tới, còn có càng sâu thuộc tính. Chỉ là, loại này thuộc tính, trên bản chất tại tạo phúc Lý Thiên Mệnh, để hắn có thể càng nhanh do tử chuyển sinh. Hắn hiện tại coi như điều tức thu liếm, đều rất khó che lại trên người mình tử vong khí tức. Làm hắn theo khởi nguyên thế giới thụ rơi xuống thời điểm, tựa như là người đã chết, liền Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ nhìn mình ánh mắt, đều có chút quái dị. Thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi xem ra, có chút dọa người, Bắc Cung Thiền Vũ nói. Cũng là người hung ác không nói nhiều loại kia, Lý Thiên Mệnh cười nói. Lại đẹp trai lại hung, gọi người tâm loạn như ma. Bắc Cung Thiền Vũ nói. Nói xong nàng lặng lẽ nhìn Hiên Viên Vũ Thịnh. Người khác nói mò, ta sợ Vũ Thịnh đại ca đánh ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Quan ta chuyện gì, Hiên Viên Vũ Thịnh sững sờ nói. Lý Thiên Mệnh cũng ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá không hiểu phong tình đi. Người cô nương cố ý nói tâm loạn như ma, không phải liền là khảo nghiệm ngươi cái tên này, có thể hay không ăn dấm sao. Ta nhổ vào, Bắc Cung Thiền Vũ chừng Hiên Viên Vũ Thịnh một tiếng. Quay người rời đi. Cái gì, ta lại thế nào trêu chọc nàng? Hiên Viên Vũ Thịnh buồn bực nói. Chỉ có thể ý vị, không thể nói bằng lời. Lý Thiên Mệnh cao thâm nói. Tiến vào nhất trọng tử kiếp, không hề nghi ngờ, có thể tốt hơn nắm chắc chính mình cùng Linh Nhi vận mệnh. Cho đến ngày nay, hắn sớm cũng không phải là tùy tiện đều có thể bóp chết con kiến hôi. Khởi nguyên thế giới thụ phía trên. Lý Thiên Mệnh treo ở trên nhánh cây, nhìn lấy nơi xa. Hắn đang suy tư phá cục chi pháp. Đây là ngày thứ ba. Khương Vô Tâm, còn không có mang theo còn lại người của thần vực đến. Ở chỗ này đợi không, thực sự quá bị động, chúng ta đám người này thực lực vốn là không tính cường. Càng không có bài tẩy gì, Khương Vô Tâm vì báo thù, sẽ chỉ không từ thủ đoạn. Không có cách nào a, cái này địa ngục thụ đến trông coi. Không phải vậy càng xong đời, Huỳnh Hỏa treo trên vai của hắn nói. Nếu có biện pháp, có thể nhanh chóng tìm kiếm được, hàn băng địa ngục thụ, để Khương Vô Tâm cùng Phong Tiểu Lê vị trí bại lộ liền tốt, chúng ta có thể chủ động một chút. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi là sợ tìm kiếm địa ngục thụ thời gian, trùng hợp Khương Vô Tâm mang theo địch đại quân người đến đây. Huỳnh Hỏa hỏi, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ đến rất nhanh, bất quá chờ Tam Thiên, vậy mà không có động tĩnh. Khó làm, tại bọn họ nhức đầu thời điểm, Tiên Tiên ở chung quanh bay tới bay lui. Nó lệch ra cái đầu tới, dùng nãi thanh nãi khí thanh âm nói, các ngươi muốn tìm một cái cây sao? Đúng a, Huỳnh Hỏa nói. Ta có thể tìm nha, dù sao nhất trọng địa ngục thì một cái cây, dễ tìm cực kỳ. Tiên Tiên thế nhưng là tất cả cây tiểu tổ tông, Tiên Tiên ngạo kiều nói. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa liếc nhau một cái. Thảo, Lý Thiên Mệnh trực tiếp cho nó bắt tới, nghiêm túc hỏi, ngươi nói, ngươi có thể rất mau tìm đến địa ngục thụ. Ân. Cần thử một lần, cây là sinh mệnh chi linh, nếu có rất nhiều, vậy ta phân biệt lên có chút khó khăn, nếu như chỉ có một cái cây, vậy liền dễ làm rất nhiều. Tiên Tiên nói, ngươi làm sao không nói sớm a? Huỳnh Hỏa trừng mắt hỏi. Ngươi không có hỏi ta nha, nửa cái phụ thân để cho ta cắm rễ ở chỗ này, bảo hộ cây này cây, chỗ nào đều không muốn đi. Người ta rất nghe lời, Tiên Tiên ủy khuất nói. Cái kia ngay từ đầu. Chúng ta tìm cái này khỏa địa ngục thụ thời điểm, ngươi làm sao không giúp đỡ? Huỳnh Hỏa dở khóc dở cười nói. Các ngươi lại không nói địa ngục cây, là một cái cây. Chẳng lẽ còn có thể là một con lợn a? Huỳnh Hỏa nói. Gà đại ca, ngươi là gà sao? Tiên Tiên hỏi. Vấn đề này, đem Huỳnh Hỏa làm khó. Dĩ nhiên không phải. Vậy tại sao, mọi người gọi ngươi gà đại ca? Ngươi cái này cái đầu nhỏ dưa, vẫn rất có logic. Huỳnh Hỏa phục. Đừng quản những thứ này, Tiên Tiên, theo ta đi. Lý Thiên Mệnh tâm lý đã có quyết định. Hắn muốn mạo hiểm thử một lần. Khởi nguyên thế giới thụ biến mất, địa ngục thụ bại lộ, Lý Thiên Mệnh đi tới Hiên Viên Vũ Thịnh bên cạnh. Vũ Thịnh đại ca, ta muốn đi tìm một chút lục đạo kiếm tông địa ngục thụ, để Khương Vô Tâm bại lộ vị trí.
Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Có thể, chúng ta không thể bị động như vậy, ta vừa cũng loại suy nghĩ này, đang suy nghĩ người thích hợp, nếu như Khương Vô Tâm cùng Phong Tiểu Lê, đều không tại địa ngục thụ bên cạnh, cái kia một bên đã không có cường giả. Ngươi là thích hợp nhất người, Thiên Viên Vũ Thịnh nói. Cái này một bên, không có việc gì, nơi này chúng ta chống đỡ, nếu như người tới thật rất nhiều, người tại cái này cũng vô dụng, nếu như người tới thiếu, chúng ta có thể giữ vững. Ta tuy nhiên không bằng Khương Vô Tâm, nhưng cũng không đến mức đối chiến tư cách đều không có. Thiên Viên Vũ Thịnh nói. Bên này còn có Bắc Cung Thiển Vũ, Phương Nguyệt Phi, Phương Thần Cảnh. Thái Cổ Thần Tông đệ tử, tổn thương không lớn, dù sao tầng thứ 9 địa ngục, xác thực rời xa hạch tâm chiến trường. Lý Thiên Mệnh không nói tiên tiên có khả năng, có thể nhanh chóng tìm đến địa ngục thụ. Tiểu nha đầu này vừa ra đời không lâu, đối năng lực của mình còn đang tìm tòi giai đoạn. Nó là có hay không có thể tìm tới hàn băng địa ngục thụ, còn cần nếm thử. Bất quá, đi hàn băng địa ngục rất thuận tiện, chỉ cần vượt qua đỉnh đầu bầu trời thông đạo là có thể. Gặp lại các vị, Lý Thiên Mệnh tạm biệt. May mắn, mọi người chắp tay. Một người tại địa ngục chiến trường hành động, vậy cần rất lớn đảm lượng. Lý Thiên Mệnh ngự không mà lên, chạy như bay thượng thiên. Lấy sinh tử kiếp cảnh tu vi, ngự không 2000 mét không nói chơi. Chiều trạch địa ngục trên không hơn 1000 mét chỗ cũng là thông đạo bên cạnh là vô số hàn băng. Nơi đây không khí giá lạnh, băng lãnh thấu xương. Lý Thiên Mệnh leo lên thông đạo, tiếp lấy vách động chạy như bay mà lên. Hắn đại khái ghé qua vài trăm mét, thì xông tới, đi tới tầng thứ 8 hàn băng địa ngục. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong thiên địa cuốn sạch lấy âm hàn phong bạo, cả phiến thiên địa đều từ hàn băng tạo thành, khắp nơi đều là băng tuyết. Cái kia băng sơn răng khắp nơi, sắc bén như đao. Địa hình như vậy, muốn tìm đến địa ngục thụ càng khó. Bất quá. Một khi tìm đến, có thể dựa vào địa hình phòng thủ, tối thiểu so chiều trạch địa ngục tốt. Tiên tiên, xem ngươi rồi, muốn là thành, khen thưởng một đầu đại heo mập. Lý Thiên Mệnh nói. Qua, ta muốn liều mạng, tiên tiên ánh mắt tỏa ánh sáng. Lúc nói chuyện, cái kia to lớn khởi nguyên thế giới thụ. Theo cổng sinh không gian bên trong chui ra, duyên thân sợi rễ, vậy mà trực tiếp cắm rễ tiến vào trong tầng băng. Có thể thấy được thân thể của nó cường độ, tuy nhiên không bằng ba cái huynh trưởng, nhưng kỳ thật cũng không kém. Đinh đinh đinh, có thể nghe được, sợi rễ của nó ngay tại đập tầng băng, tại cảm thụ thực vật đặc hữu khí tức. Nó tiếp xúc qua địa ngục thụ, đối nó có hiểu rõ, tìm ra được sẽ dễ dàng rất nhiều. Nó nói nó là thực vật tổ tông, Lý Thiên Mệnh đương nhiên tin tưởng. Bên này, tiên tiên liền vội vàng đem sợi rễ rút ra, một cây đại thụ tại trên mặt băng hoạt động, hướng về phương xa mà đi. Trượt băng, chơi vui à, tiên tiên cao hứng hô lên. Lý Thiên Mệnh thêm kiến thức. Thời đại này, còn có thể nhìn đến một cái cây tại trượt băng. Gia hỏa này đem rễ cây cuộn thành một khối ván trượt tuyết, tại băng phía trên phi nhanh, tốc độ so Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn, quả thực gặp quỷ. Thả ta ra ngoài, lão đại, thả ta ra ngoài. Lam Hoàng thấy thế, đã sớm điên rồi. Nó tại cổng sinh không gian bên trong điên cuồng buôn tẩu. Huỳnh Hỏa đầu đầy mồ hôi, liền vội vàng đem còn lại 6 cái thái cổ hỗn độn cự thú trứng cho giấu đi, miễn cho biến thành trứng tráng bao. Ầm ầm. Lam Hoàng sau khi đi ra, ánh mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp trượt ra ngoài, đuổi kịp tiên tiên. Qua, chơi vui, ha ha. Động tĩnh này, cũng quá lớn. Quy đệ. Cẩn thận băng sơn đem ngươi trứng cho đâm phát nổ. Miêu miêu sâu kín nói ra. Nửa canh giờ về sau. Nửa cái phụ thân, khen thưởng, khen thưởng. Tiên tiên hưng phấn chỉ hướng băng sơn trong khe hẹp nơi nào đó, trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Địa ngục thụ, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên tìm được. Mặc dù nói, dùng nửa canh giờ, nhưng hiệu suất cao nhiều lắm. Phải biết, đám người bọn họ tìm kiếm tầng thứ 9 địa ngục thụ, đều tìm 3 canh giờ trở lên. Muốn để Lý Thiên Mệnh chính mình mò mẫm quay, 10 ngày đều chưa hẳn có thể tìm tới. Lý Thiên Mệnh trước cho tiên tiên ăn như gió cuốn một trận. Bên cạnh Lam Hoang lẻ lưỡi, thở hồng hộc. Trượt nửa canh giờ băng, nó đã thoải mái lật ra. Làm việc. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, trước để chúng nó đều trở lại cộng sinh không gian, sau đó lặng yên tiềm hành, hướng về cái kia địa ngục thụ vị trí tới gần. Tam Nguyên Chiến Trường. Lục đạo kiếm tông khu vực, tràng diện lại lần nữa tĩnh mịch. Không khí nơi này, như chết một dạng yên tĩnh,
mười mấy cường giả sắc mặt âm lãnh, trên cổ đều có thể nhìn đến gân xanh. Bọn họ nhìn chòng chọc vào thiên nhãn kết giới. Thị giác bên trong, một cái thiếu niên tóc trắng, xuất hiện tại địa ngục thụ bên cạnh. Một khắc này, sắc mặt của bọn hắn vô cùng khó coi. Nguyên một đám lục đạo thần vực trưởng khống giả, từng cái thân phận không thua kém Trạm Tinh Điện chủ Dịch Tinh Ẩn, lúc này giống như ăn chó như cứt, trong mắt kiếm mang mãnh liệt. Trong mắt bọn hắn, còn lại 13 cái cảnh giới tối cao vì tam trọng tử kiếp đệ tử, căn bản ngăn không được Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên tóc trắng kia tay nâng kiếm rơi, đem nguyên một đám lục đạo kiếm tông đệ tử, đánh chết tại chỗ. Cây đại thụ kia phong bế chiến trường, cái kia bốc lên bạch quang dây leo, đem rất nhiều cộng sinh thú tại chỗ cuốn lấy, sinh sinh siết chết, dẫn đến một người đều không chạy đi. Không đến một phút, 13 cái lục đạo kiếm tông đỉnh cấp đệ tử, toàn bộ chết thảm. Địa ngục thụ bên cạnh, đầy đất đều là thi thể. Trong mắt bọn họ nam tử tóc trắng, một khắc đều không do dự, hắn lấy đại kiếm trong tay, chặt chém thiên văn kết giới, liên tục 5 lần. Rốt cục, thiên văn kết giới phá nát. Lục đạo kiếm tông địa ngục thụ, không có. Tĩnh mịch tam nguyên chiến trường phía trên, có người nói một tiếng. Câu nói này vừa mới nói xong, một cái hỏa diễm tiểu phượng hoàng, liền đem cái kia địa ngục thụ thiêu thành cho tàn. Nam tử tóc trắng đứng tại cái kia thiêu đốt đại thụ bên cạnh, hừng hực ánh lửa chiếu sáng ở trên người hắn, có thể thấy được hắn ánh mắt lạnh lùng. Khóe miệng một tia cười lạnh, chính là đối lục đạo kiếm tông vô tình chế giễu. Mặc cho ai đều hiểu, lục đạo kiếm tông phái tới hơn 200 đỉnh phong đệ tử, trong đó đứng đầu nhất 45 người, giết tiến địa ngục chiến trường. Nhưng là, bọn họ bị giết đến còn lại 2 người. Chỉ có Khương Vô Tâm cùng Phong Tiểu Lê còn sống. Một cái thần vực tối đỉnh phong thiên tài, tử vong hầu như không còn, đây là khái niệm gì? Cái này vốn là lục đạo kiếm tông, muốn đối với thái cổ thần tông làm sự tình a. Giờ khắc này tạo thành oanh động, thực sự quá lớn. Lục đạo kiếm tông, trả giá nặng nề. Bất quá, tam nguyên chiến trường phía trên, đều là cường giả đứng đầu, bọn họ có thể đi đến hôm nay, không đến mức mất đi thể diện. Chỉ là ai cũng biết, bọn họ những người này rất khó chịu. Nhất là lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục. Lại càng không cần phải nói, lục đạo thần vực bên trong, rất nhiều ngày mắt kết giới bên cạnh người quan chiến, bi phẫn rời chỗ, thậm chí thất thanh khóc giống. Có thể từng nhớ đến, thiên vân chiến trường thời điểm, bọn họ vui cười liên tục, cười nhạo thái cổ thần tông chịu chết. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Thoải mái qua người, hiện tại khóc đến thảm nhất. Thái cổ thần tông ghế bên này. Thần tông các cường giả, đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Chỉ có một người trước cất tiếng cười to, đó chính là Hiên Viên Đạo. Ha ha! Hắn sau khi cười, ngay sau đó vẫn còn có người theo, bao quát Âu Dương Kiếm Vương, đại người cười càng ngày càng nhiều. Còn có người cảm thấy, Lý Thiên Mệnh không được sao? Hiên Viên Đạo quay đầu lại hỏi. Không ai trả lời. Mọi người đều biết, chỉ ít trước mắt đến xem, Hiên Viên Đạo đánh bạc đúng rồi. Nhưng là, sợ là rất nhiều người trong lòng, vẫn có rất lớn lo nghĩ. Đây đã là cùng lục đạo kiếm tông, không chết không thôi. Địa ngục chi chiến, còn không có kết thúc đây. Ngay cả như vậy, toàn bộ viêm hoàng đại lục thiên nhãn kết giới bên cạnh ức vạn người, đều khó mà quên cái này, để bọn hắn ra đầu tê dại tên Lý Thiên Mệnh. Thật là hung ác a. Thái cổ thần tông, vì sao lại có như thế hung tàn đệ tử? Thật sự là giết người không chớp mắt. Kỳ thật. Lý Thiên Mệnh cũng không hung tàn. Hắn cũng chỉ là, có thù tất báo mà thôi. Hàn băng địa ngục. Lý Thiên Mệnh nhìn trước mắt những thi thể này. Bọn họ chết tại Lý Thiên Mệnh tử kiếp chi lực xuống. Có thể thấy rõ ràng, làm tử kiếp chi lực xuyên qua thân thể bọn họ thời điểm, trên người bọn họ sinh mệnh lực đại lượng trôi qua, bị cuốn tới. Hiện tại bọn hắn chiến tử về sau, có vẻ hơi giả yếu. Đây đều là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp tạo thành. Những lực lượng kia, ngay tại phong phú Lý Thiên Mệnh bọn họ sinh chi mệnh tuyền. Loại này cướp bóc sinh mệnh tử vong chi lực, ta cũng vô pháp kháng cự. Cái này giống như là mệnh chúng nguyền rủa. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh lực sát thương mạnh hơn. Chỉ sợ toàn bộ viêm hoàng đại lục trong lịch sử, đều không có nhất trọng tử kiếp, mạnh đến hắn loại trình độ này. Hủy đi địa ngục thụ về sau, nhiệm vụ của hắn hoàn thành. 45 người, còn lại 2 cái. Hiện tại, đến phiên ngươi, Khương Vô Tâm. Không ngoài dự liệu, Khương Vô Tâm địa ngục kết giới, cần phải bắt đầu lập lòe quang mang,
chỉ cần tại cùng tầng địa ngục, đều có thể phán đoán vị trí của hắn. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Hàn băng địa ngục rất an tĩnh. Điều này nói rõ, Phong Tiểu Lê cùng Khương Vô Tâm, đều không tại Hàn băng địa ngục. Lý Thiên Mệnh cấp tốc trở về Triều Trạch địa ngục. Hắn phát hiện, Khương Vô Tâm hai người bọn họ, cũng không tại Triều Trạch địa ngục. Nói cách khác, bọn họ đều lên đi viện binh. Trước mắt có thể khẳng định, thứ 8, tầng thứ 9 địa ngục, không có hai người bọn họ. Như vậy, Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ an toàn. Ta hiện tại ở vào tầng thứ 8 địa ngục, chỉ cần hai người này từ phía trên đi xuống, ta tùy thời đều có thể phát hiện bọn họ. Ta cản ở chỗ này, tầng thứ 9 địa ngục, nói thế nào đều an toàn. Thậm chí, ta có thể đi lên, đi tìm vị trí của bọn hắn. Nói không chừng, còn có thể dựa vào lấy tiên tiên, phá hủy càng nhiều địa ngục thụ, để nhiều người hơn trả giá đắt. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhớ đến, Thiên Vân Chi Chiến liên thủ giết Thái Cổ Thần Tông hơn 40 đệ tử, phế bỏ mười mấy người tông môn, hết thảy có 5 cái. Lục Đạo Kiếm Tông chỉ là hắn một. Còn có Lưỡng Nghi Ma Tông, Tứ Tượng Hải Tông, Thất Tinh Thiên Tông, Cửu Cung Quỷ Tông. Kẻ giết người, đều phải đền mạng. Hắn không có do dự, theo tầng thứ 8 địa ngục, đi vào đệ thất trọng địa ngục. Nơi này là Hỏa Sơn địa ngục. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là núi lửa cùng phun ra tới dung nham, mặt đất liền một cái dẫm chân địa phương đều không có. Thiên địa một mảnh hỏa hồng. Bọn họ cũng không ở tầng này. Lý Thiên Mệnh vốn muốn tiếp tục đi lên, nhưng là tiên tiên chợt nói, nửa cái phụ thân, cái này nhất trọng địa ngục thụ, giống như cách chúng ta vị trí này rất gần đâu, một phút đã đến, ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem. Toàn bộ Hỏa Sơn địa ngục thì một cái cây, khoảng cách càng gần, nó cảm ứng xác thực càng nhạy bén. Cái này bên trong thiên địa cây cối, đều giống như thân thể nó một bộ phận một dạng. Loại năng lực này chỉ là khởi nguyên thế giới thụ căn bản, đối Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng coi như không thể tưởng tượng nổi. Địa ngục thụ vị trí, là bất kỳ một cái nào tông môn quan trọng. Tiên tiên năng lực này, cho Lý Thiên Mệnh trợ giúp thực sự quá lớn. Tầng thứ 8 địa ngục đã cho ta trống rỗng, vậy liền nhìn xem đệ thất trọng địa ngục là ai. Tiếp tục đi lên trước đó, nếu là có biện pháp, cho cái này đệ thất trọng địa ngục đội ngũ một cái trọng thương, làm đến bọn hắn không có cách nào phía dưới tầng thứ 9 địa ngục, khẳng định càng tốt hơn. Hủy diệt một gốc địa ngục thụ, ta điểm số tối thiểu hơn 50 phân. Vững vàng tiến cuối cùng quyết chiến. Có điều, địa ngục chi chiến, còn có chuyện trọng yếu hơn. Hỏa Sơn địa ngục thụ, ở vào một ngọn núi lửa phía trên. Cái kia núi lửa chính đang phun trào dung nham. Mãnh liệt lòng đất dung nham trên mặt đất nhấp nhô, nổi lên từng trận sương mù dày đặc. Cái kia địa ngục thụ trường tại sơn trên lưng, dung nham theo cái này chảy đi xuống, bị thiên văn kết giới tách ra. Liền cái kia thiên văn kết giới, đều bị dung nham thiêu đến đỏ bừng. Hết thảy 10 cái đệ tử, giấu ở cái này địa ngục thụ bên cạnh, trong đó có 10 cái đều là nữ tử. Theo phục sức cùng hóa trang đến xem, các nàng cần phải đến từ Tam Tài Thiên Tông. Tam Tài Thần Vực là một chỗ thần kỳ. Có thể là bởi vì bọn họ thượng thần, là Viêm Hoàng Đại Lục lịch sử phía trên cái thứ nhất nữ thượng thần nguyên nhân, qua nhiều năm như vậy, Tam Tài Thần Vực tương đối lợi hại thiên tài cùng cường giả, đều là nữ tính chiếm đa số. Rất nhiều thần vực đối với chỗ này rất là trơ trẽn, cho rằng nơi đây âm thịnh dương suy, quá mức âm nhu. Bất quá, Tam Tài Thiên Tông có thể tồn tại đến hôm nay, đã nói các nàng cũng không dễ ức hiếp. Mà lại, nơi này là Viêm Hoàng Đại Lục có tên Thừa Thái Mỹ Nhân chi địa, rất nhiều người đều đường xa mà đến, thêm vào Tam Tài Thiên Tông, trở thành tiên tế, vì Tam Tài Thiên Tông hiệu lực. Tam Tài Thiên Tông chỉnh thể thực lực, tại 9 đại thần vực bài danh trung hạ tầng, cùng nó không sai biệt lắm, đại khái chỉ có Tứ Tượng Hải Tông cùng Bát Quái Tâm Tông. Bát Quái Tâm Tông đã từng rất mạnh, tại Cửu Cung Quỷ Tông trước độc bá thiên hạ, Cửu Cung Quỷ Thần sinh ra về sau, đem đánh đến cơ hồ diệt tộc. Bây giờ trọng kiến 100.000 năm, cũng chỉ có thể bài danh cuối cùng. Hỏa Sơn địa ngục thụ, thuộc về Tam Tài Thiên Tông. Tam Tài Thiên Tông tham chiến địa ngục chi chiến đội ngũ, hết thảy có 32 người. Bây giờ chỉ có 15 người ở đây, người khác thì xuất ngoại chinh chiến, vì lấy được điểm số, thẳng tiến quyết chiến. Bọn họ không là địa ngục chi chiến nhân vật chính, cho nên tương đối là ít nổi danh, lưu tại nơi này thủ vệ địa ngục thụ đệ tử. Càng đối cuối cùng quyết chiến không có ý tưởng gì. Bất quá, thế đạo này cũng không phải là điệu thấp, liền có thể thoát ly vòng xoáy. Chín đại thần vực vòng xoáy, người nào cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình.
Đúng vào lúc này, một đám ước chừng có 25 người đội ngũ, tại núi lửa trong nham tương tiến lên, ngẫu nhiên phát hiện Tam Tải Thiên Tông địa ngục thụ. Là Tam Tải Thiên Tông địa ngục thụ. Tranh thủ thời gian vây quanh, thăm dò nhìn một chút, đến cùng có bao nhiêu người. Một đám người phân tán ra đến, phân ra một hai cái thăm dò, quả nhiên đem Tam Tải Thiên Tông đệ tử, đều cho dẫn đi ra. Tiểu Phàm ca, chỉ có 15 người, Bắc Cung Mông Mông cùng cửa Tây Tuyển con, đều không phải là đối thủ của ngươi. Tăng thêm địa ngục thụ, hết thảy 45 phân. Lập tức có người hồi bẩm. Bắc Cung Mông Mông, nàng cũng ở đây. Người nói chuyện nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đứng tại một khỏa nung đỏ trên tảng đá. Cái này một thanh niên, người mặc úy áo giáp màu xanh lam, tóc dài phất phới, dáng người thon dài, một đầu biển mái tóc màu xanh lam 10 phần lóa mắt. Càng kỳ lạ chính là, trên trán của hắn, dài ra hai cái sừng rồng. Trước đó vài ngày, ta muốn mang nàng đi ra ngoài chơi, không nể mặt ta, cái này tốt, tại địa ngục chiến trường để cho ta đụng phải. Thanh niên tóc lam cười nhạt một tiếng. Tiểu Phàm ca muốn làm chút gì? Cô gái này ngay cả chúng ta, tứ tượng hải long tộc, đều không để vào mắt, không biết tốt xấu, đem các nàng đánh sợ, cũng không dám lại bày sắc mặt. Kỳ thật chuyện nam nữ, đều là chuyện nhỏ, chúng ta tứ tượng hải long tộc cũng không thiếu mỹ nhân, ta thì đồ cái mới mẻ mà thôi. Lần này đụng tới bọn họ, ngược lại là có thể đem chân chính đại sự giải quyết. Thanh niên tóc lam, Long Tiểu Phàm, nói. Cái đại sự gì? Cha ta nói, Tam Tài Tiên Tông do dự, muốn không đếm xỉa đến. Phải cho một chút nhan sắc nhìn xem, bọn họ mới biết được, Tam Tài Thần Vực nhất định phải vào cuộc. Bọn họ không vào cuộc, Thái Cổ Thần Tông còn luôn cảm thấy mình có cơ hội, ngươi thảo a. Long Tiểu Phàm nói. Đã hiểu, kéo bọn họ xuống nước, mấu chốt là làm sao kéo. Muốn tọa sơn quan hổ đấu, cái kia chính là cùng Thái Cổ Thần Tông cùng tội, nơi này đúng lúc một nửa Tam Tài Thiên Tông đệ tử, đem bọn hắn đều giết đi, để bọn hắn tông môn ba cái tiên tử tông chủ minh bạch. Lại lập lờ nước đôi, trả ra đại giới, sẽ chỉ càng cao. Long Tiểu Phàm nói. Đạo lý là như vậy, có thể nếu như vậy, coi như Tam Tài Thiên Tông không thể không vào cuộc, chúng ta cũng đắc tội bọn họ a. Đắc tội, chúng ta, tứ tượng hải thần, đản sinh thời điểm, thì diệt Tam Tài Thiên Tông một lần, đã sớm là tử thù. Mà lại bây giờ hai đại thần vực cách nhau rất xa, muốn khai chiến còn muốn vượt qua mấy cái thần vực, sợ cái rắm. Trước đó cha ta cùng cửu cung các loại tông môn khai biết, cũng là ám chỉ để cho chúng ta tứ tượng thần vực động thủ, không có cách, trước mắt đồng minh bên trong, chúng ta tứ tượng thần vực yếu nhất, chỉ có thể xung phong đi đầu. Long Tiểu Phàm nói, tốt, bất quá, liền Bắc Cung Mông Mông đều giết. Không phải vậy đâu, mỹ nhân, hồng nhan bạch cốt, chết cũng là mùi hôi nát thi thể, cần trở về chỗ cũ sao. Long Tiểu Phàm âm tà cười một tiếng. Bọn họ 25 người. Thăm dò ra Tam Tài Thiên Tông đệ tử sâu cạn về sau, đã mãnh liệt vây quanh mà đi. Tam Nguyên Chiến Trường. Tam Tài Thiên Tông cùng Tứ Tượng Hải Tông khu vực, dựa chung một chỗ, bọn họ đều có thể nhìn đến đối phương. Bây giờ song phương đệ tử tại Hỏa Sơn địa ngục va chạm, giữa bọn hắn, đồng dạng thế như thủy hỏa. Tông chủ, Đông Phương Du mang đi một nửa người, bây giờ còn đang tầng thứ tư địa ngục, Tứ Tượng Hải Tông đệ tử liền địa ngục thụ đều mặc kệ. Dốc toàn bộ lực lượng tìm đến Thái Cổ Thần Tông, nhưng lại làm cho bọn họ đụng phải đệ tử của chúng ta, bọn họ nhân số nhiều 10 cái này. Tam Tài Thiên Tông có 3 vị tông chủ, chỉ có một vị đi vào thiên hạ đệ nhất hội. Người này tên là Bắc Cung Lâm Lam, người xưng San Hô Tiên Tử, chính là Kiếm Vô Ý Thê Tử. Tam Tài Thiên Tông có Tam Tiên Tử, San Hô Tiên Tử tự nhiên là tuyệt thế mỹ nhân, nàng tướng mạo cùng Bắc Cung Thiền Vũ rất tương tự, càng có sự trưởng thành mỹ diệu phong vận. Không dùng người khác nói, Bắc Cung Lâm Lam đã thật sâu cau mày. Trên thế giới này có rất nhiều tiểu nhân, Tứ Tượng Hải Tông cùng bọn hắn Tứ Tượng Hải Long Tộc, tuyệt đối là nổi danh nhất cái kia. Bọn họ theo không dối trá, bọn họ không có không điểm mấu chốt, là lớn nhất hợp cách chó. Sớm tại 10 vạn năm trước, bọn họ liền được nhã hào, hải cẩu nhất tộc. Bọn họ dựa vào nịnh nọt, nghênh hợp cường giả, lăn lộn đến hôm nay. Cho nên... Cục diện như vậy dưới, Tứ Thượng Hải Tông đệ tử sẽ làm cái gì, Bắc Cung Lâm Lam rất rõ ràng. Mặt khác hai cái tiên tử, không dám tới Thái Cổ Thần Tông người, để cho nàng một mình đến đây, đứng trước lớn nhất áp lực. Nói thật, nàng cũng là cái kia ngũ đại thần vực, cái thứ nhất muốn đánh hạ mục tiêu. Nếu như Tam Tài Thiên Tông đứng lập trường, còn lại ngũ hành địa tông cùng bát quái tâm tông, căn bản nhìn không được.
phiền toái, Bắc Cung Lâm Lam thở dài. Chỉ có thể nói, vận khí tương đương không tốt. San hô tiên tử, sớm một chút làm quyết định, không phải vậy chuyện như vậy, sẽ còn càng nhiều. Phía bên phải truyền đến một cái thanh âm sâu kín. Bắc Cung Lâm Lam hướng bên kia nhìn qua, một cái tóc xanh trung niên nam tử mỉm cười nhìn lấy hắn. Hắn chính là Tứ Tượng Hải Tông tông chủ, Long Thương Nguyên. Long Thương Nguyên tướng mạo anh tuấn, thon dài như du long, rất có mị lực. Tứ Tượng Thần Vực là đế hoàng chế độ, tông chủ cũng là Tứ Tượng Thần Vực đế hoàng, toàn bộ Tứ Tượng Thần Vực thống trị cơ cấu, cùng Cổ Chi Thần Quốc gần như giống nhau. Ta đã để Tiểu Phàm, đối Tam Tài Tiên Tông đệ tử ôn nhu một chút, không sang năm người tuổi trẻ dù sao xúc động, nếu là làm ra không tốt cử động, mong rằng san hô tiên tử nghĩ thoáng một chút. Dù sao, muốn là còn do dự, phía dưới còn có càng chuyện thú vị. Đương nhiên, tiên tử được rõ ràng, chúng ta cũng là cái làm việc, đây không phải ta ý tứ, là cửu cung, lục đạo, lưỡng nghi cùng thất tinh tứ đại thần vực ý tứ. Ngươi tuyệt đối không nên hận chúng ta những thứ này chân chạy. Long Thương Nguyên, thành khẩn, nói. Tiếng nói vừa ra, Tứ Tượng Thần Vực các cường giả đều cười. Bắc Cung Lâm Lam sắc mặt âm hàn. Địa ngục bên trong chiến trường, chiến đấu đã khai hỏa, Tứ Tượng Hải Tông đệ tử ra tay vô cùng hung ác. Bọn họ dù sao dốc toàn bộ lực lượng, mà lại Tam Tài Tiên Tông mạnh nhất đệ tử cũng không ở nơi này, không ai cản nổi ở Tứ Trọng Tử Kiếp, Long Tiểu Phàm. Cái này 10 cái đệ tử vận mệnh, đã định trước. Tông chủ, Bắc Cung Lâm Lam nhắm mắt lại. Có chút hình ảnh, nàng không được xem. Tâm tình của nàng, lâm vào kịch liệt đấu tranh bên trong. Cái kia là bực nào dày vò. Ngay tại cái này dày vò bên trong. Tông chủ, có người lớn tiếng hô. Thế nào, Bắc Cung Lâm Lam hỏi. Có người giúp đỡ, là cái kia Thái Cổ Thần Tông Lý Thiên Mệnh. Bắc Cung Lâm Lam ngây ngốc một chút, vội vàng nhìn qua. Quả nhiên, Hỏa Sơn Địa Ngục Thế Giới Thụ bên cạnh, nhiều một cái nam tử tóc trắng. Tiên tiên dẫn đường trong chốc lát, Lý Thiên Mệnh nhưng không dùng được nó.